Chương 504 đăng đảo. Theo du thuyền sử gần, mọi người dần dần tiếp cận kia tòa đảo, tới gần chỗ xem, sẽ cảm nhận được một loại vô hình uy nghiêm chiều chính mình trên người sở đè xuống, làm mọi người không khỏi chậm lại hành tẩu tốc độ, thậm chí liền nói chuyện thanh âm, đều theo bản năng nhỏ đi nhiều. Ngừng ở đảo trước chiến hạm, giờ phút này chậm rãi tránh ra một cái nói, cùng du thuyền trải qua. Lâm Thanh Hạm ngồi này chiếc du thuyền, tự chiến hạm chi gian chậm rãi chạy, hai bên chiến hạm, pháo khẩu thống nhất nhắm ngay này chiếc du thuyền, hơn nữa theo du thuyền chậm rãi di động, những cái đó chiến hạm thượng pháo khẩu cũng ở phát sinh rời đi. Đứng ở du thuyền thượng mỗi người, lúc này trong lòng đều tràn ngập áp lực. Lâm Thanh Hạm một trương mặt đẹp thượng không khỏi hiện lên một mặt thần sắc khẩn trương. Cười Ngân Hà nhìn đến Lâm Thanh Hạm trên mặt khẩn trương, cười nói, không cần lo lắng, ta tại đây tòa trên đảo có mấy cái bằng hữu, có thể nói thượng lời nói. Cười Ngân Hà nói chuyện thời điểm, trên mặt tràn ngập một mặt đắc ý, rốt cuộc có thể nhận thức quang minh đảo người, đối rất nhiều người tới nói, chính là một loại vinh quang. Du thuyền dần dần dựa cảng, Lâm Thanh Hạm nhìn thấy, kia cao tới 25 mễ tường thành, chậm rãi đã xảy ra di động, một đạo chỗ hồng, chậm rãi mở ra, đây là một phiến thật lớn thạch chất đại môn. Đường cửa mở nháy mắt, cho người ta một loại, trong bóng đêm xuất hiện ánh dạng đông cảm giác. Thạch chất cao lớn tường thành làm người cảm giác được một loại áp lực, mà tường thành bên trong vườn hoa, lại như là ngũ thải tân phân thịnh yến, làm người trước mắt sáng ngời. Lâm Thanh Hạm nhìn đến, một người 13 đến 14 tuổi thiếu nữ, tóc vàng áo choàng, ăn mặc tuyết trắng váy dài, đầu đội hoa quan, xuyên qua ở vườn hoa chung, giống như một con tinh linh. Ở đăng đảo trước, Lâm Thanh Hạm ảo tưởng quá rất nhiều, nàng suy đoán quang minh đảo là cái dạng gì địa phương, nàng nghĩ tới, này có thể là một tòa sắt thép lâu đài, bên trong nơi nơi tràn ngập xe tăng, xe thiết giáp. Lâm Thanh Hạm cũng nghĩ tới, nơi này nơi nơi hành tẩu hung hãn người, chỉ là ánh mắt, liền đủ để dọa người. Nhưng chờ tới rồi nàng mới phát hiện, nơi này, mỹ đến phảng phất như là một bức họa. Nơi này không có cao lầu, không có cao ốc, ở sắt thép tường thành sau, cất giấu chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên, nhà gỗ nhà trệt, thủy bích sơn thanh, nhìn không sót gì, nơi này người, cơ hồ đều là thân xuyên áo tang, cho người ta một loại phi thường thuần phát cảm giác. Không ngừng là Lâm Thanh Hạm, ở đây 90% người, đều là như thế này tưởng. Cơ gia người phụ trách đã sớm đoán trước tới rồi mọi người sẽ tưởng cái gì, mở miệng nói, nếu quang minh đảo chịu đối ngoại mở ra nói, này tuyệt đối là trên thế giới đẹp nhất du lịch thắng địa, không gì sánh nổi, bất quá phải nhớ kỹ, quang minh đảo thượng, là không cho phép các ngươi chụp ảnh, đảo dân nhóm gieo trồng hoa cỏ, thảm thực vật, các ngươi cũng không cần tùy ý dẫm đạp, bởi vì kia rất có thể là bọn họ 6 tháng cuối năm đồ ăn, các ngươi dẫm đạp bọn họ đồ ăn, tương đương là muốn bọn họ mệnh. Đối với muốn chính mình mệnh người, này đó đảo dân sẽ có cái dạng nào phản ứng, ta tưởng không cần ta nhiều lời. Đăng đảo sau, mỗi một quốc gia ngầm thế lực, đều sẽ cùng còn lại quốc gia tách ra, tương đương là phân chia vài cái khu vực. Đêm nay, mọi người đem ở Quang Minh đảo trụ hạ, chờ sáng mai, đem cử hành thế giới ngầm đại hội. Ở Quang Minh đảo thượng, có mấy cái vùng cấm, ở đảo nhỏ ở giữa, có một tòa tràn ngập Âu thức phong cách lâu đài cổ, nơi đó, là tuyệt đối không thể đặt chân, đảo nhỏ tường thành 5 mét trong phạm vi, toàn bộ đều là vùng cấm, bất luận kẻ nào, không được tùy ý tiếp cận tường thành 5 mét trong vòng. Cơ gia người phụ trách, cho mỗi cá nhân đều đã phát một phần bản đồ, trên bản đồ thượng, đối vùng cấm tiến hành rồi đánh dấu, đều là tuyệt đối không cho phép người đặt chân. Lâm Thanh Hạm trụ địa phương, là một chỗ hoàn toàn từ bó củi dựng mà thành tứ hợp viện, hoàn toàn phù hợp hoa hạ phong cách, mỗi một cái tứ hợp viện chung, đều ở mấy nhà thế lực, ở tứ hợp viện bên ngoài, ở trên đảo cư dân nhóm sẽ vì đăng đảo người chuẩn bị tốt đồ ăn, trái cây. Này đó tinh xảo mỹ thực, hy hữu trái cây, sẽ không thu đăng đảo người bất luận cái gì một phân tiền, ở Quang Minh đảo, là không có tiền lưu thông. Khi thời gian tới buổi chiều 7 giờ khi, rất nhiều người lục tục đi ra phòng, chuẩn bị hưởng thụ xong tinh mỹ bữa tối sau, đi hảo hảo thăm dò một chút này tòa tràn ngập cảm giác thần bí đảo nhỏ. Lâm cô nương, không bằng từ ta đảm đương ngươi dẫn đường đi. Cười Ngân Hà đi vào Lâm Thanh Hạm trước người, mau toại tự đề cử mình. Vậy đa tạ cười thiếu trang chủ, Tô Mật trực tiếp mở miệng, chúng ta tiểu thư, trước nay không đăng quá đảo. Yên tâm, này tòa đảo, ta còn là rất quen thuộc. Cười Ngân Hà thực chủ động ngồi xuống Lâm Thanh Hạm đối diện. Nương hưởng thụ xong bữa tối sau, mấy người đi ra tứ hợp viện, chiều trên đảo nhỏ đi đến. Tại đây tòa trên đảo, nơi nơi đều tài mãn hoa tươi,
trong không khí thấu phát ra một cổ có người thanh hương, đột nhiên hút thượng một hơi, liền sẽ làm người cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái. Lâm Thanh Hạm, Tô Mật, Cười Ngân Hà, cùng với Tiểu Hồng bốn người đi bộ đi ở trên đảo, cảm thụ được này tòa trên đảo nhân văn hơi thở, cấp Lâm Thanh Hạm cảm giác lớn nhất, đó là nhẹ nhàng, nàng không biết vì cái gì, đi vào nơi này sau, sẽ làm chính mình có một loại toàn thân tâm đều thả lỏng cảm giác. Lâm Thanh Hạm quay đầu, nhìn ra xa đảo nhỏ nhất trung tâm địa phương, nơi đó, có một tòa Âu thức phong cách lâu đài cổ, mọi người xem hướng nơi đó ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Giờ phút này, liền tại đây tòa lâu đài cổ trung, một cái hình chữ nhật trên bàn cơm, bãi đầy tinh xảo mỹ thực. Lão đại, người cần thiết đến uống nhiều điểm, Bạch Trì giơ chén rượu. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy là, hôm nay không rót nhiều lão đại, ta là không chịu bỏ qua. Tóc đỏ ăn mặc hắn kia chiều cao bào, loạn choạng ly chung rượu vang đỏ. Tương lai trước mặt, phóng một cây đùi gà, lão đại, các ngươi uống trước, chờ ta ăn no lại tìm ngươi. Khó mà làm được, đầu chọc đại hán hải thần một cái kính lắc đầu, quang chúng ta mấy cái đại lão ra uống có ý tứ gì? Kia làm nguyệt thần tỷ tỷ cùng các ngươi a, tương lai cái miệng nhỏ tắc đến tràn đầy, nhìn mắt ngồi ở chính mình đối diện nguyệt thần. Nguyệt thần thân xuyên kia màu tím phết đất váy dài, cười cười, tương lai, ngươi liền nhẫn tâm làm tỷ tỷ bồi này đó thôi nhân uống rượu sao? Thôi đi, một người người da đen tráng hán bĩu môi, trong tay hắn cầm một phen chói lọi loan đao, chuôi đao thượng được khảm một quả màu đen đá quý, lưỡi dao sắc bén, thổi mau nhưng đoạn, chém sắt như chém bùn, giờ phút này, người da đen đang dùng này đem loan đao cắt một cái chân dê. Alex, ta nói người dùng này đao cắt thịt, không cảm thấy mùi tanh sao? Phí Lôi Tư vẻ mặt ghét bỏ nhìn người da đen tráng hán, chết ở ngươi này đao hạ nhân, không có một vạn, cũng có 9.000 đi. Ngươi biết cái gì, người da đen tráng hán cắt lấy một miếng thịt, mỹ từ từ bỏ vào trong miệng, ta này đao giết người càng nhiều, ta ăn khởi đồ vật tới, mới nhất hưởng thụ. Này người da đen tráng hán, đúng là bị gọi địa ngục lãnh tụ chi nhất, Alex. Một người nhìn qua hơi hiện nhỏ gầy da trắng da nam nhân lắc lắc đầu, ta tán thành Phí Lôi Tư nói, Alex, ta đã cảm giác được kia nồng đậm mùi tanh. Y chắc ngươi, ngươi muốn còn dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta liền đem ngươi đầu ninh xuống dưới nhét vào ngươi bên trong mông mặt đi. Alex giơ giơ lên trong tay loan đao. Chương 505 tư sấm cấm địa. Lúc này, ngồi ở trên bàn cơm người, đó là này quang minh đảo quyền lực lớn nhất mấy người. Bạch Trì, tóc đỏ, tương lai, nguyệt thần, phí lôi tư, hải thần, Alex, y chát ngươi. Này tám vị, phân biệt là quang minh đảo vương giới người sở hữu. Yến hội thính môn bị người đẩy ra, một người đầu tóc hoa râm, dáng người cẩu lũ lão giả đi đến, hướng Trương Huyền nói, đại nhân, phu nhân đã tới rồi, muốn phái người đi đem phu nhân kế đó sao? Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn hiện tại còn không biết Lâm Thanh Hạm vì cái gì sẽ sinh chính mình khí, vẫn là làm rõ ràng việc này tương đối hảo. Hắn mở miệng nói, lão Peace, ngươi an bài người đi theo nàng đi, trên đảo phong cảnh không tồi, tùy ý nàng hảo hảo đi dạo. Minh Bạch, lão giả gật gật đầu, chuẩn bị ra cửa. Đúng rồi, Trương Huyền đột nhiên mở miệng, lão Peace, đã lâu không thấy, cùng nhau ăn cơm đi. Peace thân thể chấn động, đại nhân, ta. Peace đại thúc, ngươi làm gì a? Lão đại thật vất vả trở về một chuyến, mỗi lần liền ngươi có thể bồi hắn uống đến cuối cùng. Tương lai ba lượng khẩu đem trong miệng đồ vật nuốt tiến trong bụng, ngươi liền bồi lão đại uống vài chén đi. Peace chậm rãi lắc đầu, trên mặt che kín xin lỗi, đại nhân, ta là trên đảo này tội nhân, không có tư cách ngồi. Được rồi, Trương Huyền bỗng nhiên phất tay, chụp thượng thân trước bàn ăn. Trương Huyền này một động tác, sợ tới mức trên bàn mọi người đồng thời một cái run run, mỗi người đều ngừng tay chung động tác, ngay cả thích nhất cùng Trương Huyền chơi đùa Bạch Trì cùng tương lai, cũng là Lâm Nguy đang ngồi, tất cả đều nhìn Trương Huyền. Trương Huyền nhìn chằm chằm Peace, mở miệng nói, ta đã nói qua, Chessia rời đi, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Peace há miệng thở dốc, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng ta trước sau là nàng dưỡng phụ, nàng đã phản bội Quang Minh Đảo, phản bội chúng ta tín ngưỡng. Trương Huyền khóe miệng một liệt, ngươi là nàng dưỡng phụ không tồi. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi một cái khác thân phận, là Quang Minh Đảo 10 vương chi nhất. Ngày mai thế giới ngầm đại hội, ngươi muốn đại biểu Quang Minh Đảo tham dự, ngồi vào thủ vị vương tọa thượng, giờ phút này, ngươi lại liền cùng ta cùng nhau ăn bữa cơm cũng không chịu, lão Peace, ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Không dám, Peace hai chân một loan, đương trường quỳ gối nơi đó. Nếu không dám, cùng ta ăn bữa cơm,
thì thế nào? Trương Huyền trong tay thưởng thức một cái pha lê ly. Pistuk, đến đây đi, ngồi vào trên bàn đi. Tương lai đi qua đi, đem Pist từ trên mặt đất đỡ lên, lão đại đã sớm đem ngươi trở thành hắn trưởng bối, giờ phút này chúng ta đều tại đây, liền ngươi không ở, lão đại hắn trong lòng cũng không thoải mái a. Pist nhìn Trương Huyền, chậm rãi gật gật đầu, ta đây trước đi ra ngoài an bài phu nhân sự. Hảo, này ly rượu chờ ngươi trở về lại uống. Trương Huyền đem chính mình trước mặt chén rượu đảo mãn. Lão Pist gật gật đầu, đi ra yến hội thính, giao đãi đi ra ngoài, làm trên đảo người, hảo hảo chiếu cố Lâm Thanh Hạm, nhưng nhất định không thể quấy rầy Lâm Thanh Hạm sinh hoạt, đến nỗi trên đảo những cái đó cái gọi là cấm địa. Đối Lâm Thanh Hạm tới nói, tự nhiên là không tồn tại, trên đảo này, còn không có quân vương phu nhân không thể đi địa phương. Lâu đài cổ ngoại, tại đây đảo nhỏ trên đường nhỏ. Lâm Thanh Hạm đi ở nơi này, nhìn ra xa phương xa, kia có một mảnh vườn hoa, phá lệ mỹ lệ, vườn hoa nở rộ đủ mọi màu sắc hoa tươi, nối thành một mảnh, vườn hoa lúc sau, có tòa tiểu hồ, này tiểu hồ ở đảo nhỏ trung tâm, thông qua này chỗ tiểu hồ, có thể xỏ xuyên qua cả tòa Quang Minh đảo. Lâm Thanh Hạm đi đến này vườn hoa tiền tam 10 mét khoảng cách, thấy được một chương viết có dừng bước hai chữ thẻ bài. Tiểu thư, phía trước này cũng thuộc về trên đảo cấm địa, không thể lại đi phía trước. Tô Mật mở miệng nói. Hảo đi, nghe được Tô Mật nói, Lâm Thanh Hạm trên mặt hiện lên một mặt mất mát, nàng bản nhân là phi thường muốn đi kia vườn hoa giữa coi trọng liếc mắt một cái, nữ nhân, đối loại này hoa tươi đều phá lệ cảm thấy hứng thú, đặc biệt là, Lâm Thanh Hạm từ nhỏ đến lớn, đều không có như thế nào đi ra ngoài du ngoạn quá, càng là rất ít sẽ đến loại này phong cảnh tú lệ địa phương. Trước mặt cái này vườn hoa, chủng loại phồn đa, khai thịnh diễm, chẳng sợ khoảng cách 30 mét. Cũng có thể ngửi được vườn hoa giữa truyền đến hương thơm. Cười Ngân Hà nhìn đến Lâm Thanh Hạm trong mắt mất mát, cắn chặt răng, mở miệng nói, Lâm cô nương, ta cùng ta bằng hữu lên tiếng kêu gọi, có thể mang ngươi tiếp cận một ít, làm ngươi có thể gần gũi xem một chút. Cười Ngân Hà không dám đem nói quá vẹn toàn, chẳng sợ liên tiếp gần một ít, cũng là hướng lớn nói, hắn là ở Quang Minh đảo thượng nhận thức người, bất quá đó là phụ thân hắn một cái bằng hữu, may mắn đăng đảo, ở trên đảo làm chút tạp hóa. Không cần đi, quá phiền toái. Lâm Thanh Hạm vẫy vẫy tay, liền chuẩn bị cất bước rời đi. Tiểu thư, này không phiền toái. Tô Mật bắt lấy Lâm Thanh Hạm cánh tay, cười thiếu trang chủ nhân mạch, chính là phi thường quảng, người nói có phải hay không a? Cười thiếu trang chủ. Tô Mật nói chuyện thời điểm, không ngừng cấp cười Ngân Hà nháy đôi mắt. Đúng đúng đúng, không sai. Cười Ngân Hà liên tục gật đầu, Lâm cô nương, chúng ta hiện tại đi vào liền hảo, ta cho ta bằng hữu chào hỏi một cái. Đối với Lâm Thanh Hạm, cười Ngân Hà ấn tượng là phi thường tốt, không nói cái khác, chỉ là Lâm Thanh Hạm kia xuất chúng bề ngoài, không giống người thường khí chất, khiến cho cười Ngân Hà có chút mê say. Lúc này đây, Tô Mật là chuyên môn mai mối, giới thiệu Lâm Thanh Hạm cùng cười Ngân Hà nhận thức. Hiện tại thật vất vả có cái có thể biểu hiện cơ hội, cười Ngân Hà như thế nào sẽ bỏ qua, căng ra đầu cũng được với. Tô Mật chê cười Ngân Hà mở miệng, không khỏi phân trần, lôi kéo Lâm Thanh Hạm liền chiều vườn hoa kia đi đến. Một chân liền vượt qua viết có dừng bước hai chữ thẻ bài. Cười Ngân Hà vội vàng móc di động ra, đã phát cái tin tức đi ra ngoài, làm hắn cái kia thúc thúc, ở bên trong giúp đỡ. Thực mau, cười Ngân Hà thúc thúc tin tức liền trở về lại đây, ở tin tức chung nói cho cười Ngân Hà, này chỗ vườn hoa, bọn họ tiếp cận một chút có thể, nhưng thời gian không thể quá dài, 5 phút nhiều nhất, hơn nữa tuyệt đối không thể đi thân cận quá. Lâm Thanh Hạm đi đến này vườn hoa trước, gần gũi xem. Lại lần nữa lãnh hội tới rồi này vườn hoa không muốn người biết mỹ lệ một mặt, đủ loại kiểu dáng hoa tươi, giống như là một đám tỉ mỉ ăn mặc đại cô nương, ở trước mặt người mình yêu, triển lãm các nàng mỹ lệ nhất một mặt. Cười Ngân Hà cũng vội vàng đi đến vườn hoa trước, hắn không vì nhìn cái gì hoa tươi, chỉ nghĩ ở Lâm Thanh Hạm trước mặt biểu hiện một chút chính mình nhân mạch, đồng thời nhìn thời gian. Lâm Thanh Hạm đứng ở vườn hoa trước vừa mới một phút, liền nghe một trận hét lớn một tiếng từ một bên truyền đến. Đang làm gì? Này một đạo tiếng quát, dọa vườn hoa trước bốn người một cú sốc, theo thanh âm vang lên địa phương quay đầu vừa thấy, liền thấy một người thân xuyên vải bố y người chiều bên này đi tới. Ở nhìn đến này thân xuyên vải bố y người thời điểm, cười Ngân Hà sắc mặt tức khắc trắng bệch một mảnh. Xong rồi. Cười Ngân Hà rất rõ ràng, này ở tại trên đảo người, đều là cái dạng này trang điểm, chính mình này vận khí thật sự là quá bối, lúc này mới vừa tới, thế nhưng đã bị người đụng phải. Tư sấm cấm địa, chính là trọng tội a.
Chương 506 thực sự có người mạch. Ở Quang Minh Đảo, không phải không có xuất hiện quá sấm cấm địa người, nhưng đến bây giờ mới thôi, đều không có một người có thể chính miệng nói ra, sấm cấm địa là cái gì cảm thụ, bởi vì những người đó, tất cả đều không có cơ hội nói nữa. Ở nhìn đến tên này áo tang người nháy mắt, cười ngân hà hai chân liền ở không ngừng đánh run run, hắn nhìn mắt chính mình bên cạnh Lâm Thanh Hạc, mạnh mẽ nhắc tới một hơi, muốn nâng ra hắn ở Quang Minh Đảo cái kia thúc thúc, hy vọng có thể tạo được điểm tác dụng. Tên này áo tang người nguyên bản là quát lớn Lâm Thanh Hạm mấy người, mà khi hắn nhìn đến xoay người Lâm Thanh Hạm khi, tức khắc sắc mặt biến đổi. Liền ở vừa mới, toàn đảo đều thu được đại quản gia Pis tin tức, quân vương phu nhân, giờ phút này liền ở trên đảo. Hơn nữa đem quân vương phu nhân ảnh chụp, gửi đi tới rồi mỗi người trong tay. Quân vương phu nhân, đối với Quang Minh đảo người trên tới nói, là cái gì khái niệm? Đó chính là này tòa đảo thiên, này tòa đảo thần, tại đây tòa trên đảo, có được chí cao vô thượng địa vị. Hơn nữa, Quang Minh đảo sáng tạo nhiều năm như vậy, này vẫn là trên đảo cư dân đầu một hồi nghe được quân vương phu nhân bốn chữ, mỗi người, đều là vô cùng kính trọng. Liên ở vừa mới, đại quản gia Pis còn giao đãi xuống dưới, mọi người, đều không thể làm quân vương phu nhân có cái gì không vui địa phương, cho nên, trên đảo mỗi một cái cư dân, đều làm tốt nhất chuẩn bị. Hiện tại người này, ở Lâm Thanh Hạm quay đầu nháy mắt, liền nhận ra tới, này đó là quân vương phu nhân. Lần này, làm áo tang người hoảng sợ, thời khắc mấu chốt, hắn cái khó ló cái khôn, đem ánh mắt từ Lâm Thanh Hạm trên người rời đi, phóng tới một cái khác không ai địa phương, trong miệng tiếp tục hô, liền nói các ngươi đâu, làm gì đâu. À, thật là, vừa nói, tên này áo tang người từ Lâm Thanh Hạm bốn người bên người đi ngang qua, giống như không nhìn thấy giống nhau. Áo tang người như vậy hành vi, làm cười ngân hà có chút hồi bất quá kính tới, đây là tình huống như thế nào? Tô Mật sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, cười thiếu trang chủ, người người này mạch cũng quá quảng đi, trên đảo này người, căn bản là mặc kệ chúng ta a. Cười ngân hà sắc mặt sửng sốt, chợt ha ha cười, việc này chúng ta biết liền hảo, ngàn vạn đừng nói a. Cười ngân hà nói xong, bất động thần sắc lau cái trán mồ hôi, ngay cả chính hắn đều ở kỳ quái. Chẳng lẽ chính mình cái kia thúc thúc, thực sự có lớn như vậy nhân mạch? Cười thiếu trang chủ, người trên đảo bằng hữu nói chuyện như vậy dùng được, có thể mang chúng ta đi khác cấm địa đi dạo sao? Tô Mật nếm thử tính hỏi. A, à, này, cười ngân hà trên mặt lộ ra một tia khó xử, nhưng đương hắn nhìn đến Lâm Thanh Hạm kia tuyệt mỹ dung nhan khi, trong lòng một xúc động, đương nhiên có thể. Cười thiếu trang chủ, người thật sự là quá lợi hại. Tô Mật không chút nào bùn xỉn chính mình ca ngợi. Mở miệng nói. Thôi bỏ đi, vẫn là không đi đi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc tay, như vậy sấm người khác cấm địa, tổng làm nàng có loại quái quái cảm giác. Tiểu thư, này đi cấm địa, đối Tô gia tăng lên, cũng là phi thường thật lớn a. Tô Mật nhỏ giọng ở Lâm Thanh Hạm bên tai khuyên, nếu việc này có thể truyền ra đi, tuyệt đối sẽ làm không ít người liên tưởng Tô gia cùng Quang Minh đảo quan hệ. Kể từ đó, Tô gia đem có thể bằng mau tốc độ phát triển. Mà tiểu thư ngươi, cũng có thể càng mau thực hiện chính mình mục tiêu. Tô Mật này phiên khuyên bảo, là bắt được Lâm Thanh Hạm trong lòng nhất nhu nhược cái kia điểm, đối đãi Trương Huyền cái kia điểm. Cứ như vậy, bốn người lại đi trước mặt khác một chỗ cấm địa, dọc theo đường đi, Tô Mật có vẻ thoải mái hào phóng, bởi vì ở nàng ý tưởng, cười ngân hà chính là có nhân mạch như vậy, đến nỗi cười ngân hà, còn lại là vẫn luôn trong lòng run sợ, bởi vì hắn đến bây giờ đều không xác định. Vừa mới có phải hay không bởi vì chính mình cái kia thúc thúc nguyên nhân. Thẳng đến, cười ngân hà lại một lần nhìn đến, một người trên đảo cư dân, đối chính mình bốn người xâm nhập cấm địa cách làm nhìn như không thấy khi, hắn hoàn toàn yên lòng, chính mình cái kia thúc thúc, nói chuyện quả nhiên hữu dụng. Cùng lúc đó, cười ngân hà trong lòng, cũng không cấm dâng lên một trận ngạo nghễ, nếu chính mình cái kia thúc thúc ở trên đảo có như vậy cao thượng địa vị, kia chẳng phải là nói, chính mình về sau, ở hoa hạ thế gia giữa. Đều có thể đi ngang. Bốn người ở trên đảo xoay hồi lâu, cùng ngày sắc hoàn toàn đêm đen đi thời điểm, bọn họ mới trở lại trụ địa phương. Đương Lâm Thanh Hạm trở lại chính mình phòng ốc khi, lại phát hiện, chính mình nguyên bản trụ phòng ốc, thế nhưng bị khóa cứng. Xuyên thấu qua cửa sổ, Lâm Thanh Hạm còn nhìn đến, phòng ốc chung có lưỡng đạo bóng người. Bên trong người là ai a? Ra tới. Tô Mật cũng nhìn đến người trong nhà ảnh, dùng sức một phách cửa phòng, hét lớn một tiếng. Ai a, đại xảo kêu to. Phòng trong, vang lên một đạo phi thường không kiên nhẫn giọng nữ. Hỏi chúng ta là ai? Ngươi lại là ai? Tô Mật quát lớn nói, những người này,
chiếm thuộc về chính mình phòng, còn như vậy kiêu ngạo. Cửa phòng mở ra, liền thấy hai gã diện mạo bình thường nữ nhân đứng ở trước cửa phòng, vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Thanh Hạm. Nga, ta nói là ai a? Nguyên lai là cái kia Tô gia họ Khác người a. Tên này nữ nhân vẻ mặt khinh thường, như thế nào, đã trễ thế này, gõ ta cửa phòng, muốn làm gì? Muốn làm gì? Tô Mật Khí sắc mặt đỏ lên, đôi tay chống nạnh, đây là thuộc về chúng ta nhà ở, ngươi nói là của các ngươi. Các ngươi nhà ở, kia tuổi trẻ nữ nhân bĩu môi, đây là viết các ngươi Tô gia tên, vẫn là viết cái này họ Lâm tên. Xảo cái gì xảo, trời đã tối rồi, muốn xảo lăn một bên đi. Tứ hợp viện chung, lại một gian cửa phòng mở ra, một người thân thể cường tráng nam nhân đứng ở cửa, trần trụi thượng thân, không kiên nhẫn nói, có bệnh a tại đây xảo, ai lại kêu một tiếng, đừng trách lão tử đao hạ không lưu tình. Này nam nhân nói lời nói thời điểm, trực tiếp từ bên trong cánh cửa rút ra một phen cương đao, ở quang minh đảo thượng, không có pháp luật, không có quy tắc, có chỉ là, người thắng làm vua. Ca, này hai người phi nói cái gì ta chiếm nàng hai phòng, ca người bình phân xử. Kia tuổi trẻ nữ nhân dùng một bộ làm nũng ngữ khí hướng nam nhân nói nói. Ân, nam nhân lúc trước vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thanh Hạm hai người nói, ta muội chiếm hai người phòng. Căn phòng này thượng viết hai người tên, nam nhân cố ý quơ quơ trong tay cương đao, ánh trăng chiếu rọi ở cương đao thượng, chiếu rọi tới rồi Lâm Thanh Hạm trên mặt. Tô Mật sắc mặt biến đổi, người này, rõ ràng là ở uy hiếp. Lúc này đây Tô gia, tới người chỉ có Tô Mật cùng Lâm Thanh Hạm hai người. Ngay cả Tô Mật cũng không biết, gia chủ vì sao phải như vậy an bài. Tô Mật đương nhiên sẽ không nghĩ đến chính là, Tô Du biết Trương Huyền thân phận, này Lâm Thanh Hạm tới Quang Minh Đảo, yêu cầu mang như vậy nhiều người sao. Toàn bộ Quang Minh Đảo, đều là Lâm Thanh Hạm người A, tự nhiên sẽ không an bài quá nhiều người tới. Hiện tại, Tô Mật cùng Lâm Thanh Hạm như vậy bị người nhầm vào, là một chút biện pháp đều không có, ở chỗ này, ai nắm tay đại, ai nói tính. Này làm sao vậy? Cười Ngân Hà nghe được bên này tiếng ồn ào, mang theo Tiểu Hồng Triều bên này đi tới. Chương 507 chỗ ở bị đoạt. Làm sao vậy, cười thiếu trang chủ, đây là ngươi nhân tình sao? Kia nam nhân thực không khách khí nhìn về phía cười Ngân Hà. Cười Ngân Hà nhìn đến này nam nhân thời điểm, nhíu nhíu mày, đối phương, là Hùng gia người, Hùng gia tuy rằng không lớn, nhưng mỗi người đều là mãng phu, đắc tội bọn họ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đến nỗi đối phương vì cái gì muốn cướp cái này phòng ở, cười Ngân Hà trong lòng cũng rõ ràng. Lần này tới thế gia rất nhiều, có chút thế gia tới người nhiều, muốn cho gia tộc tiểu bối nhiều trông thấy việc đời, nhưng trên đảo địa phương có lớn như vậy, cấp các đại thế gia chuẩn bị chỗ ở cũng liền nhiều thế này, một ít người tới nhiều gia tộc, liền sẽ nghĩ cách đi đoạt lấy người khác trụ địa phương, việc này cũng không phải không có phát sinh quá, nhớ rõ năm trước, có một cái đuôi mù người, ở toàn cầu cao thủ bảng thượng bài thứ 100 vị. Phi thường ngạo khí, đi đoạt lấy Bạch gia vị trí, kết quả bị Bạch Hiên nhất kiếm phong hầu. Cho nên nói, tìm phiền toái người có, nhưng cũng đến tự thân thực lực vượt qua thử thách mới được, nếu không không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi. Hùng gia, tuy rằng ở cổ võ thế gia địa vị thượng không bằng Tô gia, nhưng liền nói lần này tới người, Tô gia đội hình, có thể nói là sở hữu cổ võ thế gia dư yếu nhất. Hơn nữa Hùng gia mỗi người, đều là mãng phu, thật gặp được sự tình. Tuyệt đối sẽ không suy xét cái gì hậu quả, nói động thủ liền động thủ. Hùng tiên sinh, căn phòng này, bản thân chính là cấp Lâm cô nương an bài, ngươi làm như vậy, chỉ sợ có chút không hợp lý đi. Cười Ngân Hà mở miệng. Nếu đặt ở người khác trên người, hắn tuyệt đối sẽ không quản việc này, nhưng cố tình, hôm nay đều đã làm nhiều như vậy, lúc này nhận túng, mặt mũi thượng liền có chút không qua được. Quan trọng nhất sự, trải qua buổi tối liên tục đi mấy cái cấm địa. Cười Ngân Hà trong lòng giờ phút này là phá lệ bành trướng, này tòa trên đảo, chính mình có lớn như vậy nhân mạch, còn sợ một cái Hùng gia người. Cầm đao nam nhân khinh thường cười, như thế nào, cười trang chủ, này thật đúng là ngươi nhân tình, này vừa vặn, mang theo ngươi nhân tình, đi phòng của ngươi chủ cũng không tồi, ha ha ha. Cười Ngân Hà bản thân là tưởng cùng cầm đao nam nhân liền phòng này tranh đoạt một chút, mà khi cầm đao nam nhân lời này vừa ra. Cười Ngân Hà lại là tâm động không thôi, đi chính mình phòng trụ. Cười Ngân Hà nhìn Lâm Thanh Hạm kia mạn rượu dáng người, không tự giác nuốt khẩu nước bọt, nếu tối nay, chính mình thật sự có thể âu yếm, đảo cũng không tồi. Tô Mật trong mắt cũng là hiện lên một mạt tinh quang, lôi kéo Lâm Thanh Hạm ống tay áo, nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta hiện tại không nên cùng bọn họ khởi xung đột, không bằng ngươi liền đi cười thiếu trang chủ nơi đó nghỉ ngơi đi,
một gian phòng có thể ở hai người, ta cùng Tiểu Hồng tùy tiện đối phó một chút là được. Nói xong, Tô Mật nhìn về phía Cười Ngân Hà, hỏi, Cười thiếu trang chủ, ngươi xem được không? Này, Cười Ngân Hà hiện tại tuy rằng phi thường tâm động, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là lộ ra một bộ khó xử bộ dáng, nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, Lâm cô nương, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nếu không chê, có thể đi ta kia nghỉ ngơi một đêm. Tiểu thư, ta cảm thấy như vậy có thể, dù sao sáng mai liền phải tham gia hội nghị, khó được Cười thiếu trang chủ có cái này tâm. Tô Mật khuyên nhủ. Không được, Lâm Thanh Hạm liền suy xét cũng chưa suy xét, liền lắc đầu, từ gặp được Trương Huyền phía trước, Lâm Thanh Hạm chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ cùng nam nhân khác ở chung một phòng, ở gặp được Trương Huyền lúc sau, Lâm Thanh Hạm liền không nghĩ tới sẽ cùng trừ Trương Huyền ở ngoài nam nhân ở chung một phòng, chẳng sợ hiện tại đã tách ra, Lâm Thanh Hạm như cũ không tiếp thu được trừ Trương Huyền bên ngoài bất luận kẻ nào. Cười Ngân Hà thấy Lâm Thanh Hạm như vậy quyết đoán cự tuyệt, trong mắt sinh ra một mạt mất mát. Nhưng này lại càng thêm khơi dậy hắn trong lòng ham muốn chinh phục. Cầm đao nam nhân cười lớn một tiếng, cười thiếu trang chủ, xem ra người cái này nhân tình cũng không ngoan ngoãn a, ha ha. Tiểu mặt đỏ sắc có chút khó coi, nhìn Lâm Thanh Hạm, hừ lạnh một tiếng, giả thanh cao đổ vật. Cầm đao nam nhân đi ra cửa phòng, hướng Lâm Thanh Hạm nói, như thế nào mỹ nữ, ngươi không được cười thiếu trang chủ kia, là tưởng trụ nào a? Không bằng tới ta này giường, chính là rất lớn đâu. Cầm đao nam nhân vừa nói, một bên phát ra hạ lưu tiếng cười. Lâm Thanh Hạm lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, quay người liền chiều tứ hợp viện bên ngoài đi đến. Chiếm cứ Lâm Thanh Hạm phòng kia hai tuổi trẻ nữ nhân, vẻ mặt cười nhạo nhìn Lâm Thanh Hạm. Chậc chậc chậc, nghe nói Quang Minh đảo ban đêm nhiệt độ không khí, nhưng không hữu hảo đâu, ha ha ha. Tuổi trẻ nữ nhân mang theo cười nhạo thanh âm truyền tiến Lâm Thanh Hạm trong tai, Lâm Thanh Hạm theo bản năng nhéo nhéo nắm tay. Hiện tại, chính mình ngay cả loại chuyện này đều không thể xử lý, lại nói chuyện gì đi bảo hộ Trương Huyền. Đây là đầu một hồi, Lâm Thanh Hạm đầu một hồi gấp không chờ nổi muốn chính mình biến cường, nàng muốn tự thân trở nên càng cường đại hơn, nàng bức thiết, muốn đi tiếp thu cổ võ. Cười thiếu trang chủ, nhân tình đều chạy, còn không đuổi theo. Cầm đao nam nhân vung trong tay binh khí, quay đầu đi vào trong phòng. Kia hai tuổi trẻ nữ nhân cũng là vung cửa phòng. Làm cửa phòng phát ra thật mạnh một thanh âm vang lên. Cười Ngân Hà nhìn mắt đã đi ra tứ hợp viện Lâm Thanh Hạm, vội vàng đuổi theo. Lâm cô nương. Cười Ngân Hà mới vừa đuổi theo ra tứ hợp viện đại môn, liền thấy trước đại môn, dừng lại hai chiếc màu đen xe ngựa, một người thân xuyên màu đen lễ phục trung niên nam nhân, đứng ở xe ngựa trước. Mỹ lệ nữ sĩ ngài hảo, chúng ta vì ngài chuẩn bị tốt tân dừng chân địa điểm. Cười Ngân Hà nhìn trước mặt một màn này, một lăng ở chỗ này. Tình huống như thế nào? Này xe ngựa, không phải lâu đài cổ nội mới có sao? Như thế nào sẽ đến nơi này? Lâm Thanh Hạm đồng dạng cũng có chút phát ngốc, này tình huống như thế nào, cho chính mình chuẩn bị tân dừng chân địa điểm. Tên này thân xuyên màu đen lễ phục trung niên nam nhân, đúng là Quang Minh đảo đại quản gia Peace an bài, nguyên bản Lâm Thanh Hạm vẫn luôn đều ở trên đảo nơi nơi bước chậm, Peace liền không có làm người tới quấy rầy Lâm Thanh Hạm, đương biết được Lâm Thanh Hạm đã trở lại sau. Peace liền lập tức an bài người chạy đến, lại vừa vặn gặp được Lâm Thanh Hạm bị người xa lánh một màn. Cho ta an bài chỗ ở. Lâm Thanh Hạm nghe đối phương nói, có loại không chân thật cảm. Nữ sĩ, thỉnh, trung niên nam nhân đi đến xe ngựa trước, xốc lên kia từ sang quý tơ lụa dệt thành màn xe. Hai chiếc xe ngựa, đều có người điều khiển. Một khác chiếc trên xe ngựa, điều khiển xe ngựa người hướng Cười Ngân Hà mở miệng, tiên sinh, thỉnh ngài lên xe. Peace cũng không rõ ràng Lâm Thanh Hạm cùng Cười Ngân Hà chi gian quan hệ, nhưng thấy bốn người này đều là cùng nhau đi ra ngoài, tự nhiên mà vậy đem Cười Ngân Hà trở thành Lâm Thanh Hạm bạn tốt, đối với quân vương phu nhân bạn tốt, tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ. Cười Ngân Hà nhìn trước mặt xe ngựa, nghe đối phương nói, có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, hắn suy tư nửa ngày, chỉ có thể đem việc này quy kết đến chính mình cái kia thúc thúc trên người, chẳng lẽ chính mình cái kia thúc thúc, ở Quang Minh đảo đã có bực này địa vị. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Cười Ngân Hà trên mặt không tự giác rào rạt ra hưng phấn thần sắc, hắn hướng Lâm Thanh Hạm nói, Lâm cô nương, chúng ta đi thôi. Tô Mật vẻ mặt kích động, hướng Lâm Thanh Hạm nói, tiểu thư, không nghĩ tới Cười thiếu trang chủ đã sớm chuẩn bị tốt, quả thực quá chi kỳ a. Chương 508 tân kết quả. Tô Mật nói xong, liền đem còn không có phản ứng lại đây Lâm Thanh Hạm đẩy lên xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa. Tô Mật cùng Lâm Thanh Hạm cộng thừa một chiếc,
cười Ngân Hà cùng Tiểu Hồng cộng thừa một chiếc. Thân xuyên lễ phục trung niên nam nhân buông màn xe, hai chiếc xe ngựa, chiều đảo trung tâm lâu đài cổ phương hướng chạy tới. Vừa lên xe ngựa, cười Ngân Hà liền gấp không chờ nổi cho chính mình cái kia thúc thúc đã phát điều tin tức, muốn chứng thực việc này có phải hay không cùng chính mình thúc thúc có quan hệ. Cười Ngân Hà lời nói hết chỗ chê như vậy trắng ra, phi thường mịt mờ tỏ vẻ hôm nay cảm ơn chính mình cái này thúc thúc chiếu cố. Mà cười Ngân Hà cái kia thúc thúc hồi phục là, không cần cảm tạ. Vừa thấy đến cái này hồi phục, cười Ngân Hà trong lòng khẳng định, lần này, khẳng định là chính mình cái này thúc thúc đối chính mình chiếu cố, cái này làm cho cười Ngân Hà trong lòng mừng như điên, chính mình thúc thúc ở Quang Minh đảo có loại địa vị này, kia chẳng phải là nói, chính mình có thể ở Quang Minh đảo đi ngang. Xe ngựa dần dần chiều lâu đài cổ chạy tới. Trên xe, Tô Mật còn vẻ mặt hưng phấn, tiểu thư, cười thiếu trang chủ cũng quá lợi hại, hơn nữa thật sự rất điệu thấp. Chỉ bằng hắn ở Quang Minh đảo thượng loại này thân phận, thật muốn cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, kia ở Hoa Hạ cổ võ thế gia giữa, tuyệt đối là số một số hai tồn tại, nhưng hắn không có cấp bất luận kẻ nào nói. Lâm Thanh Hạ ngồi ở trong xe, không nói gì, phía trước, nàng chỉ đương cười gia trang là bình thường cổ võ thế gia, Tô gia cùng cười gia trang giao hảo, là cái không tồi lựa chọn, nhưng hiện tại, cười gia trang nếu là có bực này địa vị, kia chính mình cùng cười Ngân Hà giao hảo, nhưng chính là thay đổi hương vị. Đảo Trung Cổ Bảo, ở lâu đài cổ bên cạnh chỗ, hướng ra phía ngoài nhô lên một trương mặt quỷ chiều dài răng nanh, cùng địa ngục hành giả mang mặt nạ hoàn toàn tương đồng. Trương Huyền giờ phút này, liền đứng ở mặt quỷ mở ra miệng rộng chung, bên cạnh hai viên răng nanh sắc bén, lập lòe hàn mang. Lão đại, Peace đã an bài người đem tàu tử nhận được lâu đài cổ tới. Thân xuyên màu trắng hán phục tương lai, đem tóc ở sau đầu quấn lên, đi đến Trương Huyền phía sau. Ân. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn về phía đi trước. Ở Quang Minh đảo thượng, có thể nhìn đến một vòng trăng tròn, phảng phất liền lên đỉnh đầu, giơ tay có thể với tới. Trăng tròn mang theo u quang, chiếu vào đã lâm vào một mảnh hắc ám trên đảo, mang theo tịch mịch. Lão đại, lần trước cái kia tinh thạch có tân kết quả, người muốn hay không nhìn xem? Hảo, Trương Huyền gật đầu. Ở Quang Minh đảo, có được thế giới này đứng đầu, phòng thủ nhất nghiêm mật phòng thí nghiệm, ở chỗ này. Tương lai có thể không kiêng nể gì triển khai nàng nghiên cứu. Phòng thí nghiệm cũng không ở trên đảo, mà là thiết lập ở đảo hạ 15 mễ địa phương, ở phòng thí nghiệm phía trên, che kín đá hoa cương, nếu ngày nào đó Quang Minh đảo bị người phá hủy, như vậy này phòng thí nghiệm, cũng tuyệt đối là cuối cùng mới hủy diệt, nơi này, bảo tồn trên đảo thứ quan trọng nhất, cũng là toàn thế giới thế lực đều đỏ mắt đồ vật, hỏa tinh. Trương Huyền cùng Tương Lai dắt tay nhau đi vào phòng thí nghiệm nhập khẩu. Lão đại, người ở mặt trên chờ ta là được, có chút thực nghiệm, đến ở bình thường hoàn cảnh hạ tới làm. Tương Lai lấy ra một cái máy tính bảng, duỗi tay ở trên máy tính cắt vài cái, liền thấy Tương Lai trước mặt mặt đất dần dần chiều hai bên tách ra, một cái trường khoan các 2 mét hình vuông nhập khẩu, xuất hiện ở Tương Lai dưới chân. Tương Lai theo này nhập khẩu đi rồi đi xuống, vài phút sau, Tương Lai một lần nữa xuất hiện, trong tay cầm tam chi ống nghiệm. Lão đại, đây là kia khối tinh thạch nội lấy ra tới chất lỏng. Tinh thạch nội năng lượng mật độ phi thường cao, lấy ra thực phiền toái, này đã là nhanh nhất thành quả. Tương Lai đem tam chi ống nghiệm giao cho Trương Huyền trong tay. Trương Huyền đánh giá liếc mắt một cái, này ống nghiệm chung chất lỏng, hiện ra một loại màu lam nhạt. Trương Huyền nhìn hai mắt, mở miệng nói, bên trong còn có cường hóa dịch thành phần. Ân, Tương Lai gật gật đầu, ta lúc ấy lấy ra một giọt ở chuột bạch trên người tiến hành thí nghiệm, đến ra kết quả cùng trực tiếp hô hấp khí thể không sai biệt lắm. Chỉ là lực lượng thêm thành càng thêm cuồng bạo, hơn nữa đối thân thể có nhất định tổn thương, cho nên bỏ thêm một ít cường hóa dịch đến bên trong. Ngươi muốn cho ta làm cái gì thí nghiệm? Trương Huyền có chút tò mò, nếu là tăng mạnh tự thân lực lượng nói, ở phòng thí nghiệm hoàn thành, hẳn là sẽ càng thêm an toàn một ít. Tương Lai nhìn Trương Huyền, trầm mặc vài giây, theo sau chậm rãi mở miệng, lão đại, ta muốn cho ngươi nếm thử, đối hoàn cảnh chung ảnh hưởng. Lúc trước, một con chuột bạch. Chỉ là hô hấp tinh thể nội đưa ra khí thể, ở mãnh liệt va chạm hạ, là có thể ảnh hưởng đến so nó thể tích muốn toàn cục gấp 10 lần thí nghiệm dương. Hiện tại, Tương Lai muốn làm chính là, làm Trương Huyền, tới ảnh hưởng này chung quanh hoàn cảnh, một khi thành công, kia sẽ là tuyệt đối đột phá tính tiến triển. Trương Huyền không khỏi há to miệng, Tương Lai nói đồ vật, hắn phía trước không phải không có nghĩ tới, mà khi một người càng cường đại thời điểm, hắn liền càng sẽ phát hiện chính mình so sánh với thế giới này. Có bao nhiêu nhỏ bé, lấy tự thân chi lực, ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh chung,
không phải nói mà thôi. Lão đại, lần này, cũng không phải ta đơn thuần thiết tưởng. Tương lai có chút kích động, trải qua suy tính, này hoàn toàn là có khả năng đạt tới, chỉ là... chỉ là này chất lỏng, rất có thể sẽ đối ta tạo thành tổn thương đúng không? Trương Huyền tiếp được tương lai nói. Ân, tương lai không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu, bên trong tồn tại nguy hiểm. Không có việc gì, Trương Huyền lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy, cái dạng gì thực nghiệm chưa làm qua, có nguy hiểm cũng không kém này một cái, người muốn ta như thế nào làm? Trong khoảng thời gian này, rất nhiều vấn đề, đều quanh quẩn ở Trương Huyền trong lòng, vì Trương Huyền mang đến rất nhiều áp lực. Trương Huyền tuy rằng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn nội tâm chung, lại là khát vọng chính mình càng cường đại hơn, khác không nói, liền chính mình hiện tại thực lực, nếu lúc ấy ở Ngân Châu, ở kia Vương Lăng bên, lão nhân kia cầm trong tay không phải cỏ tranh, mà là kia đem gì sắt kiếm, chính mình tuyệt đối sẽ bị nhất kiếm trọng thương. Đi bờ biển, tương lai duỗi tay, một lóng tay tường thành. Trương Huyền cùng tương lai hai người, với trong đêm đen bước chậm tường thành ngoại, đứng ở đảo biên. Trương Huyền lấy ra một chi dược tề, chậm rãi đem bình khẩu vặn ra. Tương lai nói, lão đại, không cần dùng quá nhiều, 10ml nhiều nhất. Nàng cấp Trương Huyền dược tề, một chi bên trong có 50ml. Trương Huyền gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem dược tề ăn vào, này dược tề nhập khẩu, có điểm như là nước sâu đơ cảm giác, không có gì mùi lạ, đương đem này một ngụm dược tề nuốt xuống bụng, Trương Huyền cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Yêu cầu chờ bao lâu? Trương Huyền hoạt động một chút tứ chi. Đại khái 3 phút đi, tương lai cầm máy tính bảng, lão đại, người có cái gì thân thể phản ứng, tất cả đều nói cho ta. 1 phút qua đi, Trương Huyền không có cảm thấy bất luận cái gì khác thường. 2 phút qua đi, như cũng không có gì khác cảm giác. Đương đệ 3 phút thời điểm, lúc ấy Trương Huyền lần đầu tiên thí nghiệm tinh thể khí thể khi cái loại này ngực buồn cảm, đột nhiên đánh úp lại. Ngực buồn, Trương Huyền mở miệng. Tương lai vội vàng ký lục, còn có đâu? Trương Huyền nhắm hai mắt, có thể nhìn đến, ở ngay lúc này, Trương Huyền thân thể, ở phát ra rất nhỏ run rẩy. Chương 509 chúa sáng thế năng lực. Làn da đau đớn, kinh mạch không tự giác nhảy lên, đau đầu. Trương Huyền thanh âm, chậm rãi vang lên trong tương lai bên tai. Tương lai ngón tay bay nhanh ở máy tính bảng thượng ký lục cái gì? Trương Huyền hít sâu một hơi, còn có, ta làn da ở phiếm hồng. Cảm giác giống lửa đốt giống nhau, có một loại không cách nào hình dung cường đại cảm đang ở hướng ta trong cơ thể tụ tập, tỉ như. Tỉ như hai chữ rơi xuống, Trương Huyền bỗng nhiên vươn một quyền, thật mạnh nện ở mặt đất. Tại đây một khắc, tương lai đứng ở nơi đó thân ảnh không cấm hoảng hốt, nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm chính mình dưới chân, một cái vết rách, chính theo Trương Huyền nắm tay sở đập địa phương, chiều chính mình dưới chân lan tràn lại đây. Này vết rách lan tràn tốc độ không mau, nhưng phải biết rằng này cả tòa đảo, đều dùng một loại cực kỳ cứng rắn vật chất bỏ thêm vào quá, mặt đất cứng rắn trình độ, cũng không so sắt thép muốn kém. Ta cảm giác, trên người có cổ lực lượng, muốn phá thể mà ra, mà ta có thể làm, chỉ có phát tiết, lại phát tiết. Trương Huyền phát ra một trận trầm thấp tiếng hô, thân hình nửa ngồi xổm, song quyền không ngừng đấm đánh vào mặt đất, theo Trương Huyền nắm tay đấm đánh, mặt đất vết rạn càng ngày càng nhiều, theo đảo biên kéo dài. Tương lai cảm giác, chính mình dưới chân mặt đất đều đang run rẩy, nàng nhìn kỹ hướng Trương Huyền nơi vị trí, ở Trương Huyền một quyền huy hạ nháy mắt, nàng rõ ràng nhìn đến, có như vậy một vòng khí lãng, tự Trương Huyền quyền mặt phát ra ra, mặt đất, ở Trương Huyền nắm tay còn không có đụng tới thời điểm, cũng đã ao hãm đi xuống. Theo ca một tiếng vang nhỏ, đảo biên một khối đá vụn, tự trên đảo nhỏ sụp đổ, rớt vào bình tĩnh mặt biển giữa. Mặt biển yên lặng, 3 giây sau, phanh một tiếng, nước biển giữa phảng phất bị người ném vào một viên bom. Đột nhiên nổ lên 4 mét cao nước biển. Nước biển phóng lên cao, theo sau rơi rụng, thủy hoa tiên đến trên mặt đất. Cũng vào lúc này, Trương Huyền chậm rãi thở ra một hơi. Tương lai ngơ ngẩn nhìn như vậy một màn, một người, đơn lấy lực lượng của chính mình, làm mặt đất chấn động, vỡ ra, kia kéo dài đi ra ngoài lực lượng, thế nhưng ở trong nước đều có thể mang theo lớn như vậy uy lực. Không chút nào khoa trương nói, như vậy một người, đi đến nơi nào? Đều có thể so với một viên bom hẹn giờ, hắn sở phát huy ra lực lượng, quá mức khủng bố. Tương lai trên tay máy tính bảng, lộ ra một cái màu đỏ đảo tam giác đánh dấu, tương lai đem ánh mắt tỏa định tại đây trên màn hình máy tính, đó là hạng nhất số liệu khẩn cấp nhắc nhở. Trên đảo mỗi một góc, đều bị tương lai thiết trí theo dõi theo thời gian thực phương tiện,
này đó theo dõi phương tiện, không chỉ có nhìn đến chính là hình ảnh, đồng thời cũng có không khí trung ẩn chứa thành phần, có thể cho tương lai ở trước tiên phải biết trên đảo có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Giờ phút này, trên máy tính số liệu nhắc nhở biểu hiện, Trương Huyền nơi đó, liền ở hắn nắm tay sở đập địa phương, là không có bất luận cái gì không khí tồn tại, bởi vì Trương Huyền đập, làm nơi đó, hoàn toàn hình thành một cái trạng thái chân không. Đây là lấy lực lượng cường đại, đem không khí toàn bộ đè ép đi ra ngoài. Ngay cả loại này vô hình không khí đều chịu không nổi loại này cường đại lực đánh vào, thử hỏi, nếu là Trương Huyền đối thủ đứng ở nơi đó, giờ phút này sẽ biến thành cái dạng gì? Bị một quyền đánh xuyên qua, bị tạp thành thịt nát. Không. Tương lai lắc lắc đầu, nàng ở khoa học lĩnh vực thành tựu nói cho hắn, nếu một người đối mặt Trương Huyền như vậy công kích, trừ phi là ở lực lượng thượng có thể cùng vừa mới Trương Huyền địch nổi, nếu không, chờ đợi người kia kết cục, chỉ có một, đó chính là phân giải. Hoàn toàn phân giải, từ trên thế giới này lao đi, sẽ không lưu lại một chút ít dấu vết. Đây là cái gì? Đây là Chúa sáng thế mới có được năng lực. Trương Huyền thở phào một hơi, chậm rãi đứng dậy, lau cái trán mồ hôi, vươn đôi tay nhìn thoáng qua, vừa mới trải qua như vậy cường hãn đả kích, hai tay của hắn, không có một chút tổn thương. Lão đại, cảm giác thế nào? Có hay không giống lần trước như vậy? Tương lai hỏi. Vây, Trương Huyền nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra một cổ mỏi mệt, thượng một lần, hắn chỉ hút vào khí thể, đánh ra một quyền, vừa ra phòng thí nghiệm liền lâm vào hôn mê giữa, mà lúc này đây, là dùng chất lỏng. Ở cường độ cùng mật độ thượng, đều so thượng một lần muốn cao thượng quá nhiều, càng là đánh ra hơn 10 quyền. Tương lai gật đầu, này tinh thể nội ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, cảm giác được vây là thân thể một loại tự mình bảo hộ cơ chế, nhưng có thể khẳng định chính là, chỉ cần trên cơ thể người thừa nhận trong phạm vi, này ngoạn ý là không có gì quá lớn tác dụng phụ. Trương Huyền đem dư lại kia 2 bình lại 4/5 dược tề cẩn thận trang hảo, thứ này, chính là một sát thủ giản. Có thể ở quá ngắn thời gian nội tăng lên thân thể lực lượng. Quan trọng nhất chính là, Trương Huyền có một loại trực giác, chính mình ở ăn vào này dược tề sau, sở đánh ra mỗi một quyền giữa, đều ẩn chứa, khí. Kia mới là khí, khí có sát thương tính, mới phù hợp Trúc Nguyên Cửu Thái ra ra thư chung ghi lại, khí nhập thể, lâu không thể bài xuất. Hoàn toàn bất đồng với lần trước ở Trúc gia nhìn thấy cái kia hồng y nữ nhân dùng ra khí. Một trận gió biển phất tới. Mang theo mát mẻ hơi thở, Trương Huyền lắc lắc đầu, nỗ lực làm chính mình tinh thần một ít, cùng tương lai chiều đảo trung tâm lâu đài cổ trung đi đến. Đảo nhỏ ở ngay lúc này, đã thực an tĩnh. Chính đi ở trên đường Trương Huyền bỗng nhiên dừng lại bước chân, trong miệng khẽ quát một tiếng, xuất hiện đi. Lão đại, chính phía sau, tương lai trực tiếp xoay người. Ở Trương Huyền nói ra xuất hiện đi 3 chữ sau, tương lai trong tay máy tính liền chuẩn xác nói cho nàng, người ở nơi nào. Ha ha, Sa Tăng các hạ, vẫn là trước sau như một cảnh giác đâu. Một đạo khàn khàn thanh âm từ trong bóng đêm vang lên. Liền thấy, một đạo toàn thân đều giấu ở áo đen hạ thân ảnh tự trong bóng đêm xuất hiện. Áo Liệt Vương, tương lai nhìn đến thân ảnh ấy nháy mắt, ánh mắt vững vàng đi xuống. Ha ha, khó được tương lai vương còn nhớ rõ ta cái này tiểu nhân vật. Áo Liệt Vương phát ra khàn khàn tiếng cười, phá lệ chói tai. Tương lai lắc lắc đầu. Ta nhưng không cho rằng, xếp hạng toàn cầu tiền 10 cao thủ bảng thượng, có tiểu nhân vật. Áo Liệt Vương, toàn cầu thế giới ngầm cao thủ bảng, xếp hạng thứ 7 người. Áo Liệt Vương, người như vậy vãn không ngủ được, xuất hiện ở ta phía sau, hẳn là không phải muốn tìm ta ăn khuya đi. Trương Huyền cố nén trong lòng buồn ngủ, giờ phút này, mệt mỏi chính như thủy triều giống nhau hướng hắn thổi quét mà đến, làm hắn chỉ là trợn tròn mắt, đều cảm giác được lao lực. Nếu có thể cùng Sa Tăng các hạ cùng nhau ăn khuya, với ta mà nói, cũng là loại vinh hạnh đâu. Áo Liệt Vương về phía trước đi rồi một bước, ta chẳng qua, tưởng khiêu chiến một chút, trên thế giới này người mạnh nhất mà thôi. Khiêu chiến ta lão đại, tương lai trên mặt lộ ra một mặt cười nhạo, Áo Liệt Vương, ngươi có phải hay không có chút quá để mắt chính ngươi? Nếu đặt ở dĩ vãng, đương nhiên không dám. Áo Liệt Vương mở miệng, chẳng qua hiện tại, ta nghe nói. Sa Tăng các hạ cùng vương gặp trường một trận chiến, thân bị trọng thương, có thể sống sót, cũng là may mắn, nhưng thật ra làm ta có chút tay ngứa khó nhịn. Sa Tăng các hạ, vì biểu đối với ngươi tôn trọng, ta liền mặt dày, trước ra chiêu. Ở Áo Liệt Vương giọng nói rơi xuống nháy mắt, hắn cả người hóa thành một đạo ảo ảnh, chiều Trương Huyền trước người lao đi. Chương 510 Áo Liệt Vương. Làm càn, tương lai khẽ kêu một tiếng,
liền thấy nàng ngón tay ở trên màn hình máy tính một hoa, giây tiếp theo, nàng dưới chân, nhảy ra một tòa ngân quang lấp lánh loại nhỏ pháo đài ở trước tiên liền nhắm chuẩn áo liệt vương. Lúc này tương lai, cho người ta một loại Marvel kịch trung Iron Man cảm giác quen thuộc, lúc nào cũng bị công nghệ cao sở bao vây lấy. Trương Huyền duỗi tay, ý bảo tương lai không cần vọng động, hắn nhìn áo liệt vương khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, duỗi chân dùng sức trên mặt đất vừa dẫm, cả người thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Liền này một động tác, làm Trương Huyền trong lòng dâng lên một mạt dị dạng cảm giác, nếu chỉ dùng một chữ tới hình dung, đó chính là, phiêu. Động tác như vậy, Trương Huyền đã sớm đã làm vô số lần, nhưng cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy, cảm giác cả người đều khinh phiêu phiêu, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, tốc độ đều so dĩ vãng nhanh không ít, cái này làm cho Trương Huyền trong lòng nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào. Áo liệt vương cũng không có Trương Huyền nhiều như vậy ý tưởng, hắn vọt tới một kích không trúng, lại lần nữa dò ra một tay, đương hắn đem tay dò ra áo choàng thời điểm, có thể nhìn thấy, áo liệt vương cánh tay, liền như khô mộc giống nhau, phá lệ thấm người. Trương Huyền hít sâu một hơi, một quyền oanh ra, ở đánh ra này một quyền nháy mắt, lại có một cổ dị dạng cảm giác đánh úp lại, Trương Huyền phát hiện, ở chính mình quyền mặt chỗ, giống như tụ tập một cổ vô hình khí, loại cảm giác này, liền cùng chính mình ăn vào dược tề sau ra quyền khi giống nhau như đúc, chẳng qua lực lượng muốn nhỏ vô số lần. Này một cái phát hiện, làm Trương Huyền trong lòng vui sướng, chẳng lẽ, chính mình liền như vậy đánh bậy đánh bạ nắm giữ khí. Nguyên bản, Trương Huyền là tưởng một quyền đánh tan áo liệt vương, sớm chút trở về nghỉ ngơi, nhưng có cái này phát hiện sau, Trương Huyền cũng không tưởng quá nhanh đem áo liệt vương đánh bại, lấy áo liệt vương thực lực, vừa vặn có thể làm hắn luyện tập đối tượng, không tính cường, cũng không tính nhược. Áo liệt vương cảm thụ Trương Huyền đánh tới này một quyền, không đau không ngứa, nhẹ nhàng ngăn lại, như vậy kết quả, làm hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên, này cái gọi là địa ngục quân vương, đã sắp dầu hết đèn tắt sao. Áo liệt vương điên cuồng hướng Trương Huyền ra chiêu, hắn như khô mộc đôi tay mang theo một cổ lực lượng cường đại. Đối mặt áo liệt vương công kích, Trương Huyền bắt đầu né tránh, hắn phát hiện, chính mình không phải ảo giác, là thật sự cả người đều có vẻ phiêu giật rất nhiều. Trước kia cố sức mới có thể làm ra động tác, hiện tại có thể nhẹ nhàng làm được, nhưng cố tình, chính mình trong khoảng thời gian này căn bản là không như thế nào rèn luyện, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trương Huyền đồng dạng một quyền một chân đánh ra, hắn phát hiện, đệ nhất quyền đánh ra khi, quyền trên mặt sở bao trùm cái loại này khí, đều không phải là ngẫu nhiên, chính mình hiện tại mỗi một quyền một chân, đều mang theo loại này khí, tuy rằng không có gì thực chất tính lực sát thương, nhưng ở nào đó phương diện tới nói. Chính là thực chất tính đột phá. Mấy chục chiêu qua đi, Trương Huyền thu hồi nắm tay, đem quyền hóa thành song chỉ, học tập phía trước ở Vương Lăng bên cái kia lão nhân ra chiêu phương thức. Lão nhân kia, mấy chục năm chỉ luyện nhất kiếm chỉ luyện nhất chiêu, này nhất chiêu, tương đương với hắn toàn bộ thực lực, là hắn mạnh nhất, cũng là yếu nhất, kia nhất kiếm đâm ra khi, làm Trương Huyền đều cảm giác tim đập nhanh, hắn phải làm, chính là học tập đối phương phát lực. Này một động tác, Trương Huyền trong khoảng thời gian này, một rảnh rỗi liền sẽ đi bắt trước, đến bây giờ, cũng nắm giữ như vậy một hai phân. Liên tiếp qua thượng trăm chiêu, áo liệt vương là càng đánh trong lòng càng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, Sa Tăng so với phía trước, đích đích xác xác muốn nhỏ yếu quá nhiều, quả nhiên, đồn đãi là thật sự. Nếu chính mình đêm nay là có thể cắt lấy Sa Tăng đầu người, kia tuyệt đối là công lớn một kiện. Nghĩ đến cái kia tổ chức khả năng sẽ cho chính mình khen thưởng. Áo liệt vương nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sa Tăng, chịu chết đi. Áo liệt vương hét lớn một tiếng, hai móng đều xuất hiện, chiều Trương Huyền hai vai chộp tới. Đối mặt áo liệt vương chiêu này, Trương Huyền không chút hoang mang, thân hình lui về phía sau, liền chiêu này, ở Trương Huyền thân hình không có biến uyển chuyển nhẹ nhàng trước, cũng có thể nhẹ nhàng tránh thoát, càng không cần để hiện tại. Đang lúc Trương Huyền muốn né tránh thời điểm, kia giày đặc ủ rũ. Băn khoăn như biển rộng chi lãng, hướng Trương Huyền thổi quét mà đến, tại như vậy một khắc, Trương Huyền chỉ cảm thấy đầu một mảnh hôn mê, ngay cả trên người động tác đều chậm vài phần. Cao thủ so chiêu, cao thấp đơn giản là ngay lập tức chi gian, áo liệt vương tuy rằng cùng Trương Huyền thực lực chênh lệch thật lớn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là toàn cầu đứng hàng tiền 10 cao thủ, Trương Huyền này chậm hạ động tác, cũng đủ áo liệt vương làm rất nhiều sự. Quả nhiên, vừa mới, đều là cường chống sao. Áo liệt vương khóe miệng cười lạnh, nguyên bản chụp vào Trương Huyền hai vai tay, trực tiếp biến hóa phương hướng, chiều Trương Huyền ngực chụp tới, này thật muốn bị áo liệt vương một tay đào để bụng hoa, Trương Huyền tuyệt đối sẽ thân bị trọng thương,
hắn tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ là phàm nhân, đều không phải là thần linh. Thời khắc mấu chốt, một chuỗi ngọn lửa bay vụt mà đến, tương lai trước người màu bạc pháo đài phụt lên ánh lửa, đem Áo Liệt Vương bức lui. Áo Liệt Vương hừ lạnh một tiếng, hắn trong lòng biết chính mình có chút nóng vội, tại đây, không riêng có Sa Tăng một người, còn có Quang Minh đảo 10 vương chi nhất, chính mình muốn lấy Sa Tăng mệnh, hiển nhiên là không có khả năng, bất quá vào ngày mai đại hội thượng, chính mình có thể làm trò mọi người mặt, mở miệng khiêu chiến Sa Tăng, ở kia trên lôi đài, sinh tử các an thiên mệnh. Áo Liệt Vương vùng áo choàng, thân hình mấy cái khởi nhảy, biến mất trong bóng đêm. Trương Huyền bước chân phù phiếm, một cái lảo đảo, một đầu về phía trước tải đi. Tương Lai tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiến lên đỡ lấy Trương Huyền, mới không làm Trương Huyền ngã quỵ trên mặt đất, lại xem, Trương Huyền hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã ngất đi. Tương Lai đỡ Trương Huyền, tay ở cứng nhắc thượng một hoa, ngu ngốc, mau tới đây, lão đại té xỉu. Tương Lai tin tức phát ra đi không vài phút, liền thấy Bạch Trì hấp tấp tới rồi. Lão đại làm sao vậy? Bạch Trì nhìn thấy nằm trong Tương Lai trong lòng ngực hôn mê Trương Huyền, trên mặt nôn nóng không thôi. Đi trước phòng thí nghiệm đi. Bạch Trì trên lưng Trương Huyền, cùng Tương Lai đi tới phòng thí nghiệm chung. Phòng thí nghiệm nội, các loại tinh vi dụng cụ, đủ để cho người hoa cả mắt. Trương Huyền chỉ xuyên một cái quần lót nằm ở to rộng thực nghiệm trên đài, Tương Lai đứng ở một cái màn hình trước, phân tích Trương Huyền trong cơ thể các hạng số liệu. Thế nào, Bạch Trì vẻ mặt lo lắng đứng ở Tương Lai bên cạnh. Hồ Tương đương Tương Lai thở phào một hơi, lắc lắc đầu, không có việc gì, lão đại chính là quá mệt mỏi, cho nên mới té xỉu, cái kia tinh thể, tuyệt đối có tăng lên nhân thể cơ bắp cường độ tác dụng, thượng một lần lão đại hút vào tinh thể nội đưa ra khí thể. Thân thể đã xảy ra chút rất nhỏ thay đổi, lần này dùng chất lỏng, người xem. Tương Lai điều ra một số liệu biểu, này số liệu biểu thượng đồ vật bày ra thực minh xác, Bạch Trì liếc mắt một cái là có thể xem hiểu. Lực lượng, tốc độ, cốt cách cường độ, tất cả đều tăng lên 50%. Bạch Trì nhìn trên màn hình số liệu, mở to hai mắt, không thể tin được. Lúc này, bãi ở Bạch Trì trước mắt số liệu, không phải Trương Huyền ở trong nháy mắt bạo phát lực, mà là cả người bình tĩnh trở lại sau, đoạt được ra kết quả. Đối với người thường tới nói, tăng lên 50%, còn sẽ không làm Bạch Trì như vậy khiếp sợ. Nhưng cố tình, Trương Huyền không phải người thường. Chương 511 mộng tỉnh. Trương Huyền thân thể tố chất, từ cơ bắp cường độ, cốt cách cường độ, lực lượng cùng tốc độ các phương diện đều đạt tới một nhân loại cực hạn trình độ, ở cực hạn thượng, có thể đột phá một chút đều là khó lường sự. Hiện tại, thế nhưng trực tiếp đột phá 50%. Tương Lai chỉ vào nằm ở thực nghiệm trên đài Trương Huyền, người xem, lão đại trong cơ thể tạp chất lại bài xuất không ít, cụ thể tình huống, đến chờ lão đại tỉnh lại sau, làm lão đại tiến hành một lần hoàn toàn mới thí nghiệm. Bạch Trì gật gật đầu, cũng không biết, lão đại gì thời điểm có thể tỉnh a. Tương Lai nhún vai, liền tình huống hiện tại tới xem, ngày mai giữa trưa có thể tỉnh lại, là tốt nhất, đại hội sự. Làm Peace thuốc đem lưu trình sửa một chút đi, trước làm những người đó xếp hạng. Hành, ta đây liền cùng lão Peace nói một tiếng. Bạch Trì gật gật đầu, rời đi phòng thí nghiệm. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Ngày hôm sau sáng sớm, đương Thái Dương dâng lên, ánh mặt trời chiếu rọi ở đảo trung tâm này tòa lâu đài cổ phía trên. Lâm Thanh Hạm nằm ở to rộng trên giường, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong phòng mang theo một cổ thanh hương, có an thần tác dụng. Làm nàng đêm qua ngủ phá lệ thoải mái. Toàn bộ phòng, ít nhất có 80 mét vuông, trừ bỏ một chương giường lớn ở ngoài, còn có phòng để quần áo, nơi đó phóng đều là mới tinh quần áo, tất cả đều là xuất từ các quốc gia chứ danh thiết kế sư tay. Tinh xảo bàn trang điểm liền bãi ở Lâm Thanh Hạm trước giường. Rộng lớn hoa viên trên ban công, bãi đầy nở rộ hoa tươi, làm người phảng phất đặt mình trong cảnh trong mơ giống nhau. Lâm Thanh Hạm theo bản năng đi vào trên ban công. Đường dương quang tắm gội toàn thân thời điểm, nàng liền giống như hoa tiên tử giống nhau, nàng tại chỗ xoay tròn một vòng, tối hôm qua đổi đến trên người váy ngủ hướng bốn phía tràn ra, nếu có người nhìn đến như vậy một màn, nhất định sẽ vì chi ngây người, chẳng sợ những cái đó nhất diễm lệ hoa tươi, giờ phút này cũng không bằng nàng ba phần mỹ lệ. Lâm Thanh Hạm ý thức được chính mình có chút thất thố, mắt đẹp mọi nơi nhìn thoáng qua, phát hiện không có bất luận kẻ nào chú ý tới chính mình, nàng nghịch ngợm thè lưỡi, đi đến mép giường. Cầm lấy di động, này không xem còn hảo, vừa thấy, làm Lâm Thanh Hạm hoảng sợ, đã buổi sáng 9 giờ. Ngày hôm qua cơ gia người phụ trách chuyên môn thông chi mọi người, sáng nay 8 giờ liền phải tập hợp, chính mình này hiển nhiên đã đến muộn a.
Lâm Thanh Hạm bất chấp dung trang, làm cái đơn giản rửa mặt, vội vàng mở ra cửa phòng. Cửa phòng mới vừa mở ra, Lâm Thanh Hạm liền nhìn đến Tô Mật đang ngồi ở ngoài cửa phòng hoa viên hành lang chung, cầm một phần tinh xảo điểm tâm, đang từ từ ăn. Tiểu thư, người tỉnh lạp, Tô Mật hướng Lâm Thanh Hạm cười. Chúng ta đã đến muộn đi. Lâm Thanh Hạm sắc mặt có chút khó coi, này lần đầu tiên tham gia thế giới ngầm đại hội liền đến trễ, đối Tô gia tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiểu thư, người liền không cần đa tâm, này hết thảy cười thiếu trang chủ đều an bài hảo. Tô Mật không thèm để ý vẫy vẫy tay. Một bên, hai gã tuổi 18-9 tuổi thiếu nữ chậm rãi đi tới, hướng Lâm Thanh Hạm cung kính một loan eo, nữ sĩ, ngài tỉnh, chúng ta hầu hạ ngài rửa mặt đi. Phục, hầu hạ ta. Lâm Thanh Hạm nghe hai gã thiếu nữ nói, có chút hồi bất quá kính tới, nàng tuy rằng từ nhỏ sinh ra ở phú quý gia đình, nhưng làm người hầu hạ rửa mặt loại sự tình này, vẫn là hưởng thụ không tới. Tiểu thư, chúng ta không nóng nảy, người có thể tắm rửa một cái, ăn cái bữa sáng lại đi tham gia đại hội đều tới kịp. Tô Mật phất phất tay. Lâm Thanh Hạm có chút kinh ngạc gật gật đầu, này cùng cơ gia người phụ trách nói, hoàn toàn không giống nhau a. Nữ sĩ, thỉnh. Hai gã thiếu nữ đi đến trước cửa. Cái kia, rửa mặt gì đó vẫn là ta chính mình đến đây đi. Lâm Thanh Hạm cự tuyệt hai gã thiếu nữ hầu hạ thỉnh cầu, chính mình trở lại phòng ốc. Ta đây đi cho ngài điều chỉnh thử thủy ôn. Một người thiếu nữ đi đến phòng nội, cẩn thận vì Lâm Thanh Hạm điều chỉnh thử bồn tắm nội thủy ôn. Mà một khác danh thiếu nữ, còn lại là vì Lâm Thanh Hạm chọn lựa trang phục, hơn nữa đem hôm nay độ ấm chờ sở hữu tin tức đều nói cho Lâm Thanh Hạm. Cấp Lâm Thanh Hạm cung cấp không dưới 6 loại ăn mặc phối hợp kiến nghị. Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy đầu ong ong, loại này đế vương thức hưởng thụ, nàng chưa từng có gặp được quá. Thẳng đến Lâm Thanh Hạm tắm gội xong, mặc vào quần áo mới, hóa thượng trang điểm nhẹ, đều có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Nữ sĩ, ngài thật sự là quá mỹ. Hai gã tuổi trẻ thiếu nữ ở nhìn đến tắm gội thay quần áo xong sau Lâm Thanh Hạm, đều nhìn không được ca ngợi, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Này không hổ là quân vương nữ nhân. Lâm Thanh Hạm váy dài như tuyết, tinh xảo diễm lệ ngũ quan thượng nhộn nhạo làm người ấm nhập nội tâm tươi đẹp tươi cười, làm như có thể đem hết thảy hắc ám xua tan mở ra, kia xảo tiếu thiến hề, hắc bạch phân minh trong mắt lộ ra nồng đậm ý cười. Nàng đôi mắt phảng phất sao trời giống nhau sáng ngời, chỉ là đứng ở chỗ này, liền cho người ta một loại cao quý thánh khiết cảm giác. Ngoài cửa, Tô Mật, Cười Ngân Hà, cùng với Tiểu Hồng đều chờ ở nơi này. Trang điểm yêu cầu thời gian dài như vậy sao? Tưởng đi tuyển Mỹ A. Tiểu Hồng bĩu môi, phi thường khó chịu nói, tuy rằng mấy người hiện tại một chút đều không nóng nảy, nhưng Tiểu Hồng chính là không thích tại đây chờ Lâm Thanh Hạm. Ca. Khóa cửa phát ra một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra. Đương Lâm Thanh Hạm ra khỏi phòng môn thời điểm, ngoài cửa Tô Mật đều có chút đôi mắt đăm đăm, ngay cả xem Lâm Thanh Hạm khó chịu Tiểu Hồng, đều không thể ở Lâm Thanh Hạm trên người lấy ra bất luận cái gì một chút tật xấu tới. Cười Ngân Hà càng là mở to hai mắt, ánh mắt không muốn rời đi Lâm Thanh Hạm. Tiểu thư, người cũng quá mỹ đi, ai cưới ngươi, thật là có thiên đại phúc khí a. Tô Mật đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập. Lâm Thanh Hạm cười cười, người khác ngàn vạn câu ca ngợi, đều không thắng nổi Trương Huyền một câu, nàng bình đạm nói, chúng ta đi thôi, thời gian đã không còn sớm đi. Không có việc gì tiểu thư, Tô Mật không thèm để ý nói, cười thiếu trang chủ đã an bài hảo, chúng ta có khác vị trí. Tô Mật tiếng nói vừa dứt, Cười Ngân Hà từ trong tay lấy ra 4 cái huy chương. Này 4 cái huy chương, nguyên bản là Peace làm người giao cho Lâm Thanh Hạm, bất quá vừa mới Lâm Thanh Hạm ở rửa mặt, người nọ liền đem huy chương giao cho Cười Ngân Hà, đồng thời nói, tiên sinh, đại nhân đã an bài tốt nhất chỗ ngồi, bằng vào này huy chương liền có thể vào bàn. Cười Ngân Hà thực tự nhiên, liền đem chuyện này coi như là chính mình cái kia thúc thúc cấp chuyên môn an bài. Lâm cô nương, ta tự tiện an bài. Hy vọng ngươi sẽ không chán ghét. Cười Ngân Hà lộ ra một bộ tự cho là thực thân sĩ tươi cười, hướng phía trước đi đến. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, không nói gì, đi ở Cười Ngân Hà phía sau. Tô Mật đi ở Lâm Thanh Hạm bên cạnh, không ngừng bắt lấy Lâm Thanh Hạm làn váy, vẻ mặt nôn nóng nói, tiểu thư, này cười thiếu trang chủ quả thực là quá có thực lực a, cũng may hắn điệu thấp, người khác cũng không biết hắn cùng Quang Minh đảo quan hệ, nếu không không biết có bao nhiêu đại gia tộc tiểu thư cho không đi lên đâu. Ngươi nhưng đến nắm chặt a, ta có thể nhìn ra tới, cười thiếu trang chủ đối với ngươi là có ý tứ. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, ta từ từ sẽ cùng hắn nói rõ ràng.
Nhìn Lâm Thanh Hạm này không thèm để ý bộ dáng, Tô Mật sốt ruột làm dậm chân. Chương 512 đại hội bắt đầu. Thế giới ngầm đại hội triệu khai địa phương, chính là tại đây trên đảo Lâu Đài Nội. Đương Lâm Thanh Hạm bốn người đi vào nơi này thời điểm, toàn bộ hội trường, đã ngồi đầy người. Này hội trường, liền giống như là một trong nhà sân bóng giống nhau, chung quanh là một tầng khán đài, ở nhất trung tâm, có như vậy một chỗ ngồi cao, giờ phút này mặt trên không có một bóng người, đen nhánh một mảnh, làm người nhìn không tới cụ thể có cái gì. Lâm Thanh Hạm nhìn đến, này trong nhà hội trường bốn phía, phân biệt lập mấy chỉ điêu khắc sinh động như thật ác ma pho tượng, ác ma trên đầu trường giác, lộ ra răng nanh, bối sinh hai cánh, trong đó một con ác ma, càng là đem một con chiều dài sáu cánh thiên sứ ấn ở chảo hạ, làm người chỉ là xem, là có thể cảm nhận được một cổ tàn bạo. U, họ Lâm tới a, bất quá giống như không địa phương ngồi đâu. Lâm Thanh Hạm mới vừa vào hội trường, liền nghe một đạo hài hước thanh âm truyền tiến trong tai, phát ra thanh âm này người, vừa lúc chính là tối hôm qua đoạt Lâm Thanh Hạm phòng người. Lâm Thanh Hạm nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nói gì. Tô Mật đây là ngẩng đầu, đi đến đối phương trước người, đối phương ngồi vị trí, bất quá là này hội trường chỗ ngồi trung gian, cũng không dựa trước, bản thân vị trí này, là thuộc về Tô gia, Hùng gia lần này tới người nhiều, liền đem Tô gia vị trí cấp chiếm. Tô Mật nhìn đối phương, hừ lạnh một tiếng, ngươi liền tiếp tục ngồi này đi, cô nãi nãi có khác địa phương ngồi. Vừa mới cười ngân hà nói cho Tô Mật, trong tay hắn lấy này bốn cái huy chương, là ngồi vào trước nhất bài, nhất tiếp cận kia trung tâm ngôi cao vị trí. Có địa phương ngồi, ngồi hành lang sao, kia nữ nhân khinh thường cười. Ngươi, Tô Mật vừa muốn mở miệng, bị Lâm Thanh Hạm đánh gãy. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, tính, chúng ta đi trước ngồi xuống đi. Tô Mật thấy Lâm Thanh Hạm đều ra tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hung tợn chừng mắt nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, theo sau, ở nữ nhân không thể tin dưới ánh mắt, đi tới trước nhất bài trên chỗ ngồi, ngồi xuống. Sao có thể, các nàng dựa vào cái gì có tư cách ngồi ở kia? Hùng gia nữ nhân nhìn không được ra tiếng, có thể ngồi ở trước nhất bài người, kia đều là thế giới ngầm có uy tín danh dự nhân vật. Liên Hoa Hạ cổ võ giới tới nói, cũng chỉ có Cơ gia, Khương gia, Bạch gia, Trúc gia này tứ đại gia tộc, có tư cách ngồi ở chỗ kia, Trúc gia, cũng chỉ có đương đại gia chủ mới có cái này khả năng. Đương Lâm Thanh Hạm bốn người ngồi vào đệ nhất bài sau, tức khắc có đưa tới không ít ánh mắt, có lúc trước liền nhận thức cười ngân hà cùng Lâm Thanh Hạm người, đều ở suy đoán, bọn họ như thế nào sẽ ngồi vào nơi này. Trúc gia Trúc Nguyên Cửu ngồi ở đệ nhất bài, đương nhìn đến Lâm Thanh Hạm sau, hướng Lâm Thanh Hạm cười cười, Tô gia này họ Khác người thừa kế sự, Trúc Nguyên Cửu là biết đến, đồng thời Trúc Nguyên Cửu cũng biết, vị này, chính là Trương Huyền thê tử. Mà kinh thành tam đại gia người, đối Lâm Thanh Hạm thân phận, còn không phải rất rõ ràng, ở nhìn đến Lâm Thanh Hạm ngồi vào nơi này sau, đều biểu hiện thực kinh ngạc. Giờ phút này, Quang Minh đảo phòng thí nghiệm chung, Trương Huyền như cũ nằm ở thực nghiệm trên đài, còn ở ngủ say giữa. Bạch Chỉ cùng Tương Lai đều đứng ở thực nghiệm đài bên. Nhà đầu, lão đại gì thời điểm có thể tỉnh, lúc này đây, lão đại cần thiết xuất hiện a, hiện tại bên ngoài tin đồn nhảm nhí rất nhiều, lão đại biến mất trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều suy đoán lão đại đã chết. Hôm nay lão đại cần thiết ra mặt đánh vỡ lời đồn. Bạch Chỉ có chút nôn nóng nói. Tương Lai lắc lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, căn cứ kiểm tra đo lường kết quả, lão đại đã từ giấc ngủ sâu trung thức tỉnh, tùy thời khả năng mở to mắt. Nếu không, chúng ta đánh thức lão đại, Bạch Chỉ thử tính hỏi. Tuyệt đối không được, Tương Lai lập tức ra tiếng ngăn lại Bạch Chỉ cái này ý tưởng, lão đại lần này ngủ say, bất đồng với bình thường ngủ say, đêm nay... Thân thể hắn cơ năng đều ở phát sinh thay đổi, nếu tùy tiện đánh thức lão đại, rất có thể đối hắn tạo thành cái gì tổn thương. Người trước làm Peace thuốc tổ chức xếp hạng tranh đoạt đi, lão đại vừa tỉnh, ta trước tiên mang lão đại qua đi. Bạch Chỉ trên mặt lộ ra một tia khó xử, kia cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng lão đại hôm nay có thể tỉnh lại đi. Nếu lần này lão đại không ra tịch, phỏng chừng bên ngoài đồn đãi, liền phải làm càng nhiều người tin phục. Dưới mặt đất thế giới đại hội tổ chức hội quán giữa. Một đạo bạch quang, bỗng nhiên từ trên trần nhà đánh hạ, hình thành một đạo chùm tia sáng, chiếu rọi ở đen nhánh ngôi cao thượng. Đương đạo bạch quang này xuất hiện nháy mắt, nguyên bản có chút ầm ĩ hội trường, trong nháy mắt này liền an tĩnh lại, mọi người, đều không tự chủ được nhìn về phía kia chùm tia sáng tụ tập chỗ. Một đạo đầu tóc hoa dâm thân ảnh, đứng ở chùm tia sáng giữa, đây là một cái nhìn qua đã tuổi già lão giả, dáng người cẩu lũ, chạm đều chạm không thẳng,
nhưng ở đây đại nhân vật, không có một người dám khinh thị trên đài người này, chỉ có chút cái gì cũng đều không hiểu tân nhân, dùng một loại nghi hoặc ánh mắt, đánh giá trên đài lão giả. Đại quản gia, Pis tiên sinh, cùng Lâm Thanh Hạm cách Tô Mật Tương ngồi cười, Ngân Hà nhỏ giọng mở miệng, cứ nghe, vị này Quang Minh Đảo đại quản gia, là Quang Minh Đảo lúc ban đầu thành lập giả chi nhất, chẳng sợ liền địa ngục quân vương Sa Tăng, đều đem hắn coi như trưởng bối, không cần xem vị này Pis tiên sinh tuổi già, liền ở đây người tới nói, nhiều như vậy cao thủ, có thể cùng hắn giao thủ không rơi bại, không ra năm người, người này, cũng là Quang Minh Đảo trừ bỏ địa ngục quân vương bên ngoài, uy thế tối cao một người. Tô Mật tuy rằng tới tham gia quá một lần thế giới ngầm đại hội, nhưng kia một lần, nàng liền tiến vào hội quán cơ hội đều không có, càng đừng nói nhìn thấy vị này Quang Minh Đảo đại quản gia. Nhìn Peace, Tô Mật mở miệng, vị này lão tiên sinh nhìn rất hiền từ, không nghĩ tới là Quang Minh Đảo mười vương chi nhất, ác ma lãnh tụ giữa một người. Hiền từ, cười Ngân Hà cười cười, ngàn vạn, không cần bị vị này Peace tiên sinh bề ngoài sở mê hoặc, 20 năm trước. Dưới mặt đất thế giới còn bị vương hội sở thống trị niên đại, bởi vì cùng vương sẽ có xung đột, vị này Pis tiên sinh một người, một đêm liền sát vương sẽ 1746 người, làm lúc ấy một cái đường phố đều phủ kín thi thể, vị này, nhưng cùng hiền từ không dính dáng. 1746 người, Tô Mật trừng lớn đôi mắt, hắn thế nhưng giết qua nhiều người như vậy. Kia chỉ là hắn cả đời này giữa, rất nhiều chiến tích giữa hạng nhất mà thôi. Cười Ngân Hà lắc lắc đầu. Quang Minh Đảo mười vương, há có cái gì dễ đối phó nhân vật. Lâm Thanh Hạm đồng dạng nghe được cười Ngân Hà nói, cái này làm cho nàng thổn thức không thôi, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trên đài lão nhân khi, cho nàng đệ nhất cảm giác, cũng là hiền từ, lại không nghĩ rằng, có như vậy khủng bố chiến tích. Lâm Thanh Hạm bất đồng với Tô Mật, nàng tiếp xúc cổ võ thời gian cũng không trường, ở nàng dĩ vãng nhận chi chung, giết một người đều là tử hình, càng đừng nói, này lấy khoảng 1000 tính toán tánh mạng. Peace đứng ở trên đài, nhìn chung quanh bốn phía, theo sau mở miệng, hắn cũng không có mang theo bất luận cái gì microphone tai nghe một loại trang bị, nhưng thanh âm lại có thể rõ ràng truyền tới ở đây mỗi người trong tai. Đang ngồi chư vị, đã có rất nhiều lão bằng hữu, ta liền không làm tự giới thiệu, thực vinh hạnh, đại gia có thể hãnh diện tới đây, dư thừa vô nghĩa, ta lão Peace cũng không nói nhiều, vậy. Hoan nghênh đại gia, đi vào, Quang Minh Đảo. Chương 513 khiêu chiến. Ở Peace nói ra Quang Minh Đảo ba chữ khi, ở đây mọi người, đều cảm giác chính mình màng tai sinh đau, cái loại cảm giác này, liền phảng phất có người ở bên tai mình hô to. Quang Minh Đảo ba chữ, một lần lại một lần ở bên tai bồi hồi. Quang thông qua đơn giản thanh âm, Peace khiến cho người kiến thức tới rồi hắn cường đại, những cái đó nguyên bản còn đối hắn có chút coi khinh người trẻ tuổi, giờ phút này liền đại khí cũng không dám ra một chút. Peace, không riêng gì hướng ở đây mọi người chứng minh rồi hắn cường đại. Đồng thời cũng chứng minh rồi Quang Minh Đảo cường đại. Này, chỉ là Quang Minh Đảo mười vương chi nhất mà thôi. Peace này một tiếng rơi xuống, ước chừng yên lặng một phút thời gian, tại đây một phút, toàn bộ hội trường mấy nghìn người, không có một chút tạp âm, mỗi người đều nín thở ngưng thần, liền nhỏ giọng nói chuyện với nhau cũng không dám. Một phút sau, Peace lại lần nữa mở miệng, chư vị, lúc này đây, từ ta tới tổ chức năm nay xếp hạng, sở hữu muốn khởi xướng khiêu chiến người. Hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Hiện tại, vừa nghe Peace nói, có người nhịn không được phát ra nghi hoặc thanh âm. Bình thường tới nói, loại này xếp hạng chiến, đều yêu cầu Quang Minh Đảo Mười Vương ở đây, tuy rằng có chút người thực lực đã mạnh hơn Quang Minh Đảo Mười Vương, nhưng Mười Vương tồn tại, đều không phải là cá nhân vũ lực kinh sợ, mà là một loại thân phận tượng trưng. Liền tỷ như Peace, hắn là Quang Minh Đảo đại quản gia, Quang Minh Đảo Mười Vương chi nhất. Nhưng đồng thời, cũng là một người giáo đình Hồng Y giáo chủ. Giáo đình ở phương Tây quốc gia, có cực kỳ cao thượng địa vị, giáo đình không riêng ở người thường giữa địa vị cực cao, dưới mặt đất thế giới giữa, đồng dạng hết sức quan trọng, có người từng truyền ra quá như vậy cách nói, giáo đình giáo hoàng, có thể dùng ra một tay ma pháp, đương nhiên, như vậy cách nói cũng chỉ ở trong lời đồn, cũng không có người tin tưởng, nhưng đủ để thấy, giáo đình thế lực có bao nhiêu đại. Peace, còn có một cái xưng hô. Hắn tại giáo đình giữa, bị gọi, Lucifer. Phương Tây thần thoại chung Lucifer, nguyên là thiên quốc cường đại nhất thiên sứ trưởng, cuối cùng đọa xuống địa ngục. Mà Quang Minh Đảo còn lại vương giới người sở hữu, cũng đều có siêu cao địa vị, không có những người này chứng kiến xếp hạng, là không hoàn chỉnh. Chính yếu, ở năm nay, tất cả mọi người cho rằng, địa ngục quân vương sẽ hiện thân lần này thế giới ngầm đại hội.
Ở gần mấy tháng qua, thế giới ngầm truyền ra vô số lời đồn, lúc trước Quang Minh đảo đảo chủ cùng Vương gặp ở một trận chiến ấy là cái dạng gì kết quả, không có người biết, có người nói, Quang Minh đảo đảo chủ tuy rằng thắng, nhưng đại giới cực cao, cả người đã tàn phế, nếu không sẽ không thời gian dài như vậy đều lặng yên không một tiếng động. Cũng có người nói, ở nơi nào đó cô đảo gặp được Vương gặp ở thân ảnh, trận chiến ấy, hẳn là Vương sẽ thắng, Quang Minh đảo đảo chủ ngã xuống. Như vậy đồn đãi, ban đầu là không có người tin tưởng, nhưng theo địa ngục quân Vương Mai danh ẩn thích, càng ngày càng nhiều người, tin tưởng cái này cách nói. Nếu hôm nay, địa ngục quân Vương không hiện thân nói, cái này đồn đãi, đem bị hoàn toàn chứng thực. Peace cũng không có để ý tới chung quanh truyền đến những cái đó ổ lên thanh, bởi vì hắn biết, địa ngục quân Vương, một chút việc đều không có. Hắn nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, chư vị, muốn khiêu chiến, tự hành lên đài đi. Ngồi ở trên khán đài người, người nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng chưa người ta nói lời nói, này cái gọi là xếp hạng, chỉ nhằm vào rất ít một bộ phận người, đó là đứng ở trên thế giới đỉnh cao nhất một bộ phận người. Chỉ có ở bảng xếp hạng trước 100 người, mới có thể hiện thân khiêu chiến, mà có thể đi đến thế giới trước 100 người, đại gia lẫn nhau chi gian, phi thường hiểu biết, rất rõ ràng chính mình có không thắng qua đối phương, phần lớn dưới tình huống, loại này xếp hạng khiêu chiến. Đều là đi ngang qua sân khấu. Nếu không có đồng liêu lên đài, ta đây tới. Ở hoa hạ cổ võ thế gia giữa, một người thân xuyên áo xanh trung niên nam nhân cầm kiếm đứng lên, đúng là ngày hôm qua ở cảng lộ diện Bạch Hiên, xếp hạng thế giới trăm cường bảng thứ 97 tên. Bạch Hiên phía sau, có một phen thiết kiếm, chậm rãi đi xuống khán đài, đi vào trên đài, theo sau, ẩn nấp với trên đài trong bóng tối. Bạch Minh Kiếm, người muốn khiêu chiến người nào? Peace mở miệng. Hắn xưng hô, là Bạch Hiên tại đây thế giới ngầm danh hiệu. Hổ Quyền, Bổn Sâm, Bạch Hiên thanh âm vang lên. Nghe được Bạch Hiên thanh âm, trên khán đài, không khỏi vang lên một trận tiếng kinh hô. Cười Ngân Hà ánh mắt nhìn về phía trên đài, mở miệng nói, Hổ Quyền Bổn Sâm, thế giới trăm cường bảng đứng hàng thứ 8-10 vị. Bạch Hiên đây là muốn trực tiếp càng hơn 10 người khiêu chiến. Xem ra lúc này đây, Bạch Hiên có 10 phần tin tưởng a. Peace gật gật đầu, xoay người. Hướng một mặt trên khán đài mở miệng, Hổ Quyền Bổn Sâm, ứng chiến. Một trận tiếng rít vang, khán đài một góc, một người dáng người linh hoạt người da vàng mấy cái khởi nhảy, liền đi tới ngôi cao thượng. Hổ Quyền Bổn Sâm, thân cao chỉ có 1m68, ở nam tính giữa coi như thấp bé, nhưng kỳ thật lực, lại không dung khinh thường, một đôi nắm tay, được xưng có thể nhẹ nhàng đánh xuyên qua thép tấm, có thể tại thế giới trăm cường bảng đứng hàng thứ 8-10 tên, tuyệt phi là mua danh chuộc tiếng hạng người. Peace đứng ở Bạch Hiên cùng Bổn Sâm chi gian, mở miệng nói, khiêu chiến một khi bắt đầu, trừ phi một phương nhận thua, hoặc tử vong, mới có thể tính định khiêu chiến kết thúc, đều minh bạch sao. Bạch Hiên gật gật đầu. Bổn Sâm quơ quơ đầu, đối trong hư không huy quyền. Ở chỗ này, không có pháp luật, có chỉ là ngầm pháp tắc, mà ngầm pháp tắc, là ở máu tươi phía trên, thành lập lên. Không có quy củ, chính là này trên lôi đài quy củ, vô luận bất luận cái gì thủ đoạn. Quản ngươi là đầu độc, là áp chế, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, hết thảy thủ đoạn, đều là bị cho phép. Peace đem một bàn tay duỗi khởi, theo sau thật mạnh rơi xuống. Ở Peace cánh tay rơi xuống nháy mắt, đứng ở ngôi cao thượng hai người, đồng thời động. Hội quán trên trần nhà, rơi xuống lưỡng đạo đèn thúc, đánh vào hai người trên người. Hai người động tác đều thực nhanh chóng, Bạch Hiên rút ra phía sau thiết kiếm, phát ra một tiếng kiếm minh, như nước sóng ở không trung nhộn nhạo. Mà Bổn Sâm còn lại là bàn tay trần, hắn không lấy bất luận cái gì vũ khí, bởi vì hắn nắm tay, chính là tốt nhất vũ khí. Trên khán đài người, đều nhìn kỹ trên đài hai người động tác, cho dù là những cái đó xếp hạng so hai người muốn dựa trước thế giới trăm cường cao thủ, cũng đều tập trung tinh thần, một người có thể trở thành cao thủ, đều không phải là dựa vào vận khí, này cùng tự thân nỗ lực, là phân không khai, bọn họ sẽ ở bất luận cái gì thời điểm, đều nghĩ cách cường đại mình thân. Chỉ là mấy cái hô hấp gian, trên đài hai người, liền đấu ở bên nhau. Này vẫn là Lâm Thanh Hạm chân chính ý nghĩa thượng, lần đầu tiên xem hai gã cổ võ giả chi gian chiến đấu, nàng xem phá lệ cẩn thận. Trong sân hai người chiến đấu, so với kia chút phim truyền hình điện ảnh chung đánh võ trường hợp còn muốn xuất sắc, càng thêm mạo hiểm. Bạch Hiên nhất kiếm, thẳng tắp chiều Bổn Sâm yết hầu đâm tới. Bổn Sâm thân hình vừa chuyển, tránh thoát này nhất kiếm, một quyền tạp ra. Bạch Hiên dùng kiếm ngăn cản, rõ ràng là cùng Bổn Sâm nắm tay tương chạm vào,
lại phát ra một trận sắt thép vang lên tiếng động. Hai người động tác thực mau, mau đến Lâm Thanh Hãm như vậy người thường đều thấy không rõ lắm, nàng không khỏi ở trong lòng làm tương đối, hai người kia, cùng Trương Huyền so sánh với, sẽ như thế nào? Chương 514 không hiểu quy củ đồ vật. Trên đài hai người, càng đánh càng hung. Bổn Sâm có thể vị cư thế giới trăm cường bảng thứ 8-10 tên, kỳ thật lực không dung khinh thường, đối mặt Bạch Hiên kiếm phong, hắn né tránh tùy ý, song quyền gấp gáp như mưa, đánh hướng Bạch Hiên, làm Bạch Hiên chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Xem ra Bạch Hiên lần này, nguy hiểm a, cơ gia sản chung, có người nói như vậy. Bạch gia ngồi ở thủ vị người vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, Bạch Hiên có thể lên đài, tự nhiên có hắn tự tin. Cơ người nhà nghe Bạch người nhà nói như vậy, có chút cứng họng, nhìn dáng vẻ, Bạch Hiên là còn có át chủ bài không ra. Ở hội trường ngoại, một chỗ ngầm phòng thí nghiệm chung. Nhà đầu, đi rồi, chúng ta phải đi ra ngoài trấn bãi, bằng không những người đó đến nhảy dựng lên. Bạch Trì gõ gõ phòng thí nghiệm cửa kính, mở miệng nói. Ân, hảo, tương lai gật đầu, từ thực nghiệm trước đài lưu luyến tránh ra, so với cái gọi là thế giới ngầm đại hội, nàng ngược lại đối nghiên cứu càng cảm thấy hứng thú. Tương lai đôi tay ở trước mắt trên màn hình liên tục hoa động, đường hoa đến cuối cùng một cái giao diện khi, tương lai một sửng sốt. Nhà đầu, làm sao vậy, lăng cái gì đâu, Bạch Trì đẩy ra cửa kính, đi đến. Không, không có gì, tương lai vội vàng đem cuối cùng một cái giao diện hoa rớt, ngữ khí có chút hoảng loạn đáp. Bạch Trì kỳ quái nhìn tương lai liếc mắt một cái, vậy đi thôi. Hảo, tương lai gật gật đầu, cùng Bạch Trì cùng nhau đi ra phòng thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm môn quan kia trong nháy mắt, tương lai nhìn không được quay đầu lại, nhìn về phía nằm ở thực nghiệm trên đài Trương Huyền. Liền ở vừa mới, kia trên màn hình cuối cùng một cái giao diện chung, tương lai rõ ràng nhìn đến, ở Trương Huyền bụng, có một cổ khí, hình thành một cái lốc xoáy trạng, lưu tại nơi đó, mà kia khí chung năng lượng thành phần, cùng kia khối màu trắng tinh thể chung năng lượng thành phần, là hoàn toàn tương đồng. Đương tương lai cùng Bạch Trì đi vào hội trường bên ngoài thời điểm, đã có năm đạo thân ảnh ở chỗ này chờ đợi. Đi thôi, chúng ta nên đi vào. Nguyệt Thần ăn mặc cái kia màu tím phết đất váy dài, ở nàng ngọc trên trán mang một bộ màu tím nhạt vòng nguyệt quế, cho người ta một loại cao quý cảm giác. Ha ha, các ngươi đều gặp qua đại tẩu, ta đi trước cấp đại tẩu hiến cái hảo. Eo quải loan đao Alex ha ha cười, bước đi tiến hội trường giữa. Đầu chọc Hải Thần nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Alex tính cách hắn là biết đến, người này bên ngoài biểu thượng là quang minh đảo mười vương trông được hung hãn nhất một người, kỳ thật phá lệ thích cùng người chơi đùa. Chúng ta đi trước đi, không cần phải xen vào hắn. Tóc đỏ liêu một chút chính mình trường bào. Hội trường giữa, Bạch Hiên cùng Bổn Sâm đã chiến tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, hai người ra chiêu tốc độ mau đến ở đây đại bộ phận người đã thấy không rõ. Lâm Thanh Hãm lúc này đã xem sắc mặt sững sờ, khó trách Tô Mật sẽ nói, thế giới ngầm đáng sợ, không phải chính mình có thể tưởng tượng. Liền trên đài hai người kia thực lực, nếu lấy ra đi, kia đều là vô địch nhân vật, nhưng ở chỗ này, chỉ có thể xếp hạng trăm cường dựa sau vị trí. Lâm Thanh Hãm cũng không dám tưởng tượng, nếu Trương Huyền thật muốn cùng hai người kia khởi xung đột, sẽ là cái dạng gì. Này ngược lại làm Lâm Thanh Hãm thở phào một hơi, xem ra chính mình, lựa chọn rời đi Trương Huyền, là đúng, nếu bởi vì chính mình, làm hắn đã chịu liên lụy, bị những người này theo dõi, Lâm Thanh Hãm đời này đều sẽ sống ở tự trách giữa. Bổn Sâm, người rất mạnh, người nếu có thể tiếp được ta này cuối cùng nhất kiếm, ta tự nhiên nhận thua. Bạch Hiên một tay cầm kiếm, kiếm phong thẳng chỉ mặt đất, có thể nhìn đến, Bạch Hiên cánh tay, đang ở phát sinh rất nhỏ run rẩy. Bổn Sâm không nói gì, một đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Bạch Hiên. Bạch Hiên hít sâu một hơi, không còn có dư thừa vô nghĩa, bỗng nhiên nhất kiếm đâm ra. Tại đây nhất kiếm ra khi, ở đây mọi người, đều nghe được một trận kiếm minh thanh. Thanh âm này, phảng phất sắp đem người màng tai cắt qua. Đứng ở Bạch Hiên trước mặt cách đó không xa Bổn Sâm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, theo sau hoàn toàn tản ra. Ở Bổn Sâm đồng tử tản ra đồng thời, một mạt máu tươi, từ hắn yết hầu chỗ phun vãi ra. Bổn Sâm liền như vậy, thẳng tắp, nằm trên mặt đất, máu tươi theo môi cao, chậm rãi chảy xuống. Bạch Hiên mồm to thở hổn hển, này nhất kiếm, phảng phất dùng hết hắn sở hữu sức lực giống nhau. Nhìn một màn này Lâm Thanh Hãm, theo bản năng nhắm mắt lại, nàng khi nào gặp qua trường hợp như vậy, giết người, liền phát sinh ở nàng trước mắt. Tuy rằng đã sớm nghe Tô Mật giảng quá thế giới ngầm tàn khốc, nhưng đương chân chính thấy như vậy một màn thời điểm,
vẫn là làm nàng cảm giác được kinh hãi, có chút đồ vật, không phải nghe thấy là có thể lý giải, muốn tự mình đi cảm thụ. Bạch Hiên thắng lợi, làm Bạch gia sở ngồi vị trí, vang lên một trận tiếng hoan hô. Mà kẻ thất bại Bổn Sâm, thậm chí lại không bị người nhiều xem một cái. Peace một lần nữa lên đài, tuyên bố Bạch Hiên thắng lợi. Còn có hay không tiếp theo danh người khiêu chiến? Peace nhìn chung quanh bốn phía, phát ra âm thanh. Lâm Thanh Hạm giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình một lòng thình thịch nhảy lợi hại. Mỹ lệ nữ sĩ, thỉnh ngài uống trà. Một người người da đen trắng hán, đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, trong tay cầm một cái tinh xảo chén trà, ly khẩu còn ở hướng ra mạo nhiệt khí. Liên ở vừa mới tiến tràng thời điểm, Alex suy nghĩ rất nhiều, còn chuyên môn lên mạng tra xét một chút, cuối cùng quyết định, lấy kính trà phương thức tới cấp đại tẩu Kỳ Hảo. Lâm Thanh Hạm nguyên bản chính thình thịch loạn nhảy một lòng bị đột nhiên xuất hiện Alex hoảng sợ, này tình huống như thế nào, có người tới cấp chính mình kính trà. Trúc Nguyên Cửu ngồi ở khoảng cách Lâm Thanh Hạm cách đó không xa, thấy như vậy một màn, âm thầm gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, Trương Huyền đã nhận định nữ nhân này, nếu không quang minh đảo mười vương chi nhất Alex, như thế nào sẽ cố ý tới kính trà đâu. Bạch gia, Khương gia, Cơ gia người, cũng đều thấy như vậy một màn, trên mặt mang này đó kinh hãi. Bọn họ vừa mới liền ở suy đoán Lâm Thanh Hạm bốn người rốt cuộc là cái gì thân phận, như thế nào sẽ ngồi vào nơi này, hiện tại lại tận mắt nhìn thấy đến, Alex lại đây kính trà. Có thể làm quang minh đảo mười vương chi nhất tự mình kính trà, trên thế giới này có thể có mấy người. Hoa Hạ khi nào ra như vậy mấy cái đại nhân vật. Ngồi ở một bên cười ngân hà, nhìn thấy có người cấp Lâm Thanh Hạm kính trà, lại không có cho chính mình, mặt lộ vẻ không vui, quát lớn nói, không hiểu quy củ đồ vật. Chúng ta này ngồi bốn người, người đoan một ly trà tới. Cười ngân hà hiển nhiên đem Alex trở thành là trên đảo này hạ nhân. Alex sắc mặt cổ quái nhìn mắt cười ngân hà, mở miệng nói, ta vì cái gì phải cho ngươi kính trà. Chê cười, cười ngân hà cười lạnh một tiếng, đây là hắn ở Lâm Thanh Hạm trước mặt bày ra chính mình địa vị thời điểm, sao có thể buông tha cơ hội này, người chủ tử không dạy qua ngươi, nên như thế nào đối đãi khách quý sao. Mau cút đi lại đảo tam ly trà tới. Ta muốn tốt nhất mau tiêm, nghe minh bạch sao? Không rõ, Alex lắc đầu, có thể làm hắn kính trà, trừ bỏ đại tẩu bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng lại có người khác. Ngươi hắn sao cho ta nói không rõ? Cười ngân hà trên mặt đốn sinh tức giận, nhìn chằm chằm Alex, tin hay không ta làm Vương An đem ngươi băm. Chương 515 ta chờ ngươi tới băm ta. Cười ngân hà trong miệng Vương An, đó là hắn tại đây tòa trên đảo cái kia thúc thúc, hiện tại cười ngân hà đã nhận định. Chính mình cái này thúc thúc ở trên đảo có được siêu cao địa vị. Băm ta, Alex nhếch miệng cười. Như thế nào, người ở nghi ngờ lời nói của ta. Cười ngân hà phi thường không vui, hắn cho rằng người này, làm chính mình ở Lâm Thanh Hạm trước mặt thực mất mặt. Ta chỉ là suy nghĩ, người tính toán như thế nào băm ta. Alex lộ ra một hàm răng trắng, bàn tay theo bản năng phóng tới chính mình loan đao thượng. Đúng lúc này, trên đài vang lên một đạo thanh âm. Nếu không ai lại phát ra khiêu chiến, như vậy, lần này đại hội, chính thức bắt đầu. Peace ở trên đài hét lớn một tiếng. Đương chính thức bắt đầu bốn chữ tưởng tượng, toàn bộ hội quán đại môn, toàn bộ tại đây trong lúc nhất thời đóng cửa. Cùng lúc đó, vô số thân xuyên màu đen sắt thép khôi giáp chiến sĩ, xuất hiện ở hội trường chung quanh. Này đó khôi giáp chiến sĩ, mỗi người trên mặt đều mang một trương mặt quỷ mặt nạ, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Ở này đó chiến sĩ xuất hiện nháy mắt. Phảng phất trong không khí độ ấm, đều giảm xuống rất nhiều. Cũng tại đây trong lúc nhất thời, một đạo đèn tụ quang, sẽ tự quán trần nhà đánh hạ, trực tiếp tỏa định ở Alex trên người. Đột nhiên sáng lên ở trước mắt đèn tụ quang, làm cười ngân hà theo bản năng duỗi tay một chắn. Peace nói, rõ ràng vang ở mỗi người trong tai. Với thây sơn biển máu chung leo lên mà ra ác ma, hắn đặt chân huyết lãng mà đến, thi cốt vì hắn lót đường, hắn loan đao. Đương thuộc trên đời nhất sắc bén giết người khí, hắn đó là giết chóc phương giới người sở hữu. Peace tiếng nói vừa dứt, những cái đó vừa mới xuất hiện ở hội trường chung quanh, thân xuyên màu đen khôi giáp, mang mặt quỷ mặt nạ địa ngục hành giả, liền đồng thời giống ra tiếng âm. Giết chóc, Alex. Trong nháy mắt này, Alex bỗng nhiên rút ra loan đao, kia hàn mang ở hắc ám giữa lập lòe, loan đao lăng không bay lên, ở không trung xoay tròn, tản ra hàn mang, cuối cùng, dừng ở thật lớn ngôi cao thượng. Này có một tòa to rộng ghế dựa, này ghế dựa giống như vương tọa giống nhau xa hoa, từ màu cam đá quý chế tạo mà thành, đây là Alex vương giới nhan sắc. Nguyên bản kiêu ngạo cười ngân hà, tại đây một khắc,
giống như bị sét đánh giống nhau, ngốc lăng ở chỗ này. Trước mặt vị này, là Quang Minh Đảo, mười vương chi nhất. Một cổ nồng đậm sợ hãi đang cười ngân hà trong lòng lan tràn. Alex hướng cười ngân hà nhe răng cười, nhẹ giọng nói, tiểu tử, ta sẽ chờ ngươi đến băm ta. Nói xong, Alex bước đi ở trên đài, ở đèn tụ quang đi theo hạ, đi đến kia màu cam vương tọa bên, ngồi xuống. Cười ngân hà ngồi ở chỗ kia, hắn hai chân không ngừng ở phát run, chính mình vừa mới, ở cùng, Quang Minh Đảo vương giả kêu gào. Lâm Thanh Hạm ở khiếp sợ với Alex thân phận đồng thời, càng thêm chính là nghi hoặc, vị này Quang Minh Đảo vương giả, như thế nào sẽ cho chính mình kính trà. Alex ngồi vào vương vị thượng sau, những cái đó thân xuyên khôi giáp, mang mặt quỷ mặt nạ địa ngục hành giả, tất cả đều đứng ở Alex phía sau, phát ra một cổ túc sát chi khí. Peace thanh âm, lại lần nữa vang lên, tính giải toán khí tính thiên đạo, tựa điên tựa ma tựa quỷ thần, hắn đứng thây sơn biển máu lúc sau, nhìn ra xa thiên hạ. Lấy hắn chi trí, giết người với vô hình, hắn có chứa vô sắc vương giới, khả năng xuất hiện tại thế giới bất luận cái gì một góc, người nhìn thấy bất luận cái gì một người, đều có thể là hắn, cũng có thể không phải hắn, quỷ kế vương giới người sở hữu. Quỷ kế, y chát ngươi, ở quanh thân trên khán đài, một đạo thân ảnh đột nhiên đứng lên, trong miệng phát ra trầm thấp thanh âm. Cũng vào lúc này, lại là một chản đèn tụ quang chiếu qua đi. Đứng ở đèn tụ quang hạ nhân. Bỗng nhiên duỗi tay ở chính mình mặt bộ một xé, một trương da người mặt nạ bị hái được xuống dưới, lộ ra một cái nhỏ gầy người da trắng gương mặt, đúng là y chát ngươi. Nguyên bản ngồi ở y chát ngươi bên cạnh người, bỗng nhiên cả kinh, ngươi. Ngươi, xin lỗi, y chát ngươi đối người này hơi hơi mỉm cười, người bằng hữu ngày hôm qua nói chuyện thời điểm, đắc tội ta, hắn ra ta đặt ở hắn trong phòng ngủ, ngươi trở về có thể tìm một chút. Y chát ngươi nói xong. Đem trong tay ra người mặt nạ tùy ý một ném, khinh phiêu phiêu đi xuống khán đài, chiều ngôi cao thượng đi đến, ở Alex ghế dựa bên, có một chương theo cảnh vật chung quanh mà biến ảo nhan sắc ghế dựa. Y chát ngươi lên sân khấu, không có Alex như vậy cuồng bạo, lại cho người ta một loại phá lệ âm lãnh cảm, như vậy một người, người thậm chí không biết hắn khi nào sẽ xuất hiện ở ngươi trước người, cho ngươi một đòn chí mạng. Y chát ngươi chậm rãi đi đến kia trương vương tọa trước, ngồi xuống. Ở y chát ngươi sau khi ngồi xuống, Peace lại lần nữa ra tiếng. Dục vọng. Được rồi, không cần nói nữa. Một đạo đột nhiên tiếng quát vang lên, đánh gãy Peace nói. Liền thấy một người cả người đều giấu ở áo choàng chung người, từ trên khán đài đứng lên, đi nhanh chiều ngôi cao thượng đi đến. Áo liệt vương, trăm cường bảng đứng hàng thứ bảy áo liệt vương. Hắn muốn làm cái gì? Ở đây người, đều không rõ ràng lắm áo liệt vương vì cái gì sẽ đột nhiên ra tiếng. Đánh gãy Peace nói. Áo liệt vương, ngươi lên đài là muốn khiêu chiến sao? Khiêu chiến đã kết thúc, Peace sắc mặt không vui nhìn áo liệt vương. Ha ha, áo liệt vương phát ra khàn khàn khó nghe tiếng cười, ta là muốn khiêu chiến, bất quá ta khiêu chiến, đều không phải là trăm cường bảng chung bất luận cái gì một người, mà là. Áo liệt vương nói đến này, bỗng nhiên gỡ xuống áo choàng, lộ ra như xương khô giống nhau thân hình, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, hét lớn một tiếng. Ta khiêu chiến chính là, các ngươi này Quang Minh Đảo quân vương, Sa Tăng. Cái gì? Áo liệt vương nói, giống như một viên trọng bằng bom, ném đến đám người giữa, khiến cho một trận kinh hô. Khiêu chiến địa ngục quân vương, hắn từ đâu ra dũng khí? Tuy rằng, áo liệt vương vị với trăm cường bảng thứ bảy, đã ở vào thế giới đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ, nhưng cùng này địa ngục quân vương so sánh với, kém vẫn là quá xa. Bạch ra một người người phụ trách lắc lắc đầu. Có tiểu đạo tin tức, nghe nói tối hôm qua áo liệt vương cùng ngầm quân vương chạm mặt, hơn nữa còn đã giao thủ, cuối cùng lấy ngầm quân vương thất bại chấm dứt. Sao có thể, có người không tin, áo liệt vương thực lực ta biết đến, nhưng như thế nào cũng không có khả năng trưởng thành đến nước này, có thể uy hiếp đến địa ngục quân vương. Không phải hắn trưởng thành, là địa ngục quân vương tự thân xảy ra vấn đề. Này, nghe thế tin tức người, đều có chút không biết nên nói cái gì. Địa ngục quân vương, một thế hệ thế giới ngầm truyền kỳ, dùng ngắn nhất thời gian, đứng ở thế giới ngầm đỉnh núi, hắn chiến tích không người có thể siêu việt, chẳng lẽ cái này truyền kỳ, liền như vậy ngã xuống sao? Ta, Constantine, Nin, khiêu chiến địa ngục quân vương, kê áo liệt vương lúc sau, một người phương Tây nam nhân, từ khán đài đứng lên. Constantine, phương Tây thế giới săn ma nhân, hắn cả đời chí nguyện, đó là chính tay đâm địa ngục quân vương. Hiện tại xếp hạng thế giới trăm cường bảng đệ nhị vị trí, thực lực mạnh mẽ.
có người nói ra Constantine thân phận. Constantine thân xuyên áo ra, phía sau cõng một phen cự kiếm, đi lên ngôi cao. Ta so lạc ngươi, khiêu chiến địa ngục quân vương. Tiêu Sơn Tân Minh, khiêu chiến quân vương các hạ. Một người dáng người thấp bé đảo quốc người đi xuống khán đài. Chương 516 vương giả toàn hiện. Liên tục mấy người đi xuống khán đài, đều muốn hướng ngầm quân vương khởi xướng khiêu chiến. Có thể nhìn thấy, lão Pít sắc mặt phi thường khó coi, quang minh đảo, còn chưa từng có như vậy bị người khiêu khích quá. Bạch gia người nọ thở dài, những người này, chỉ sợ đều là tối hôm qua thu được tin tức, biết ngầm quân vương tình cảnh, hiện tại tất cả đều nhảy ra. Kia không có biện pháp, ngồi ở Bạch gia bên cạnh một người cơ người nhà mở miệng, quang minh đảo quá cường thế, bọn họ ở ngắn ngủn mấy năm thời gian quật khởi, nghiền áp sở hữu ngầm thế lực, các quốc gia lãnh tụ đều phải mua quang minh đảo chướng, có quá nhiều người muốn nhìn thấy ác ma cúi đầu kia một ngày. Lần này đối với bọn họ tới nói, là cái ngàn năm một thuở cơ hội, nếu địa ngục quân vương thật muốn giống nghe đồn như vậy, hôm nay, khả năng thật liền nguy hiểm. Kỳ thật quan trọng nhất, vẫn là kia mấy cái hỏa tinh, đó là làm toàn thế giới bất luận cái gì một cái thế lực đều sẽ điên cuồng đồ vật. Ở hoa hạ này đó thế ra nói chuyện phiếm thời gian, một người lại một người đi xuống khán đài, đi vào ngôi cao thượng, tuyên bố muốn khiêu chiến địa ngục quân vương. Peace đem ánh mắt nhìn về phía Alex. Alex hướng Peace khẽ lắc đầu, ý tứ là lão đại còn không có tỉnh lại. Nghe trên đài truyền đến kêu gào thanh, Peace sắc mặt phi thường khó coi, loại này khiêu chiến, là vô pháp bị cự tuyệt, nếu không ứng chiến nói, liền đại biểu nhận thua. Địa ngục quân vương, quang minh đảo đảo chủ, sao có thể nhận thua? Nhưng hiện tại muốn cho Trương Huyền ứng chiến, kia cũng là trăm triệu vô pháp làm được, Trương Huyền hiện tại, còn ở hôn mê giữa. Trên đài người, không ngừng phát ra kêu gào thanh âm. Như thế nào, đường đường địa ngục quân vương, không dám ứng chiến sao? Một khi đã như vậy, này địa ngục quân vương vị trí, không cần cũng thế. Trên khán đài, có chút nhân tâm trung thầm mắng trên đài những người này vô sỉ, rất nhiều người đều nghe nói địa ngục quân vương tình cảnh hiện tại, những người này, nói rõ chính là nhìn chuẩn cái này không đương. Tiểu thư, địa ngục quân vương bị người khiêu chiến, chẳng lẽ, chúng ta hôm nay thật có thể nhìn thấy địa ngục quân vương sao? Tô Mật vẻ mặt hưng phấn mở miệng. Địa ngục quân vương, dưới mặt đất thế giới, uy danh hiển hách, rất nhiều người, đều lấy gặp qua địa ngục quân vương vì vinh. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, nàng đối địa ngục quân vương, cũng không cảm thấy hứng thú, trong lòng nàng, chỉ là hy vọng chính mình có thể bảo hộ Trương Huyền năng lực, là đủ rồi, cái gì quang minh đảo, cái gì địa ngục người mạnh nhất, khoảng cách chính mình, quá mức xa xôi. Ta hỏi lại một lần, đường đường địa ngục quân vương, hay không dám ứng chiến. Áo Liệt Vương lại lần nữa hét lớn một tiếng, thanh âm giữa, tràn ngập cường đại tự tin, hắn tối hôm qua cùng Trương Huyền giao tay, trong lòng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng. Peace lại lần nữa nhìn về phía Alex, hướng Alex đưa mắt ra hiệu. Alex gật gật đầu, khom lưng duỗi tay, trực tiếp đem cắm ở vương tọa trước loan đao nhắc tới. Khiêu chiến lão đại, ngươi trước quá ta này quan. Ngươi, Áo Liệt Vương khinh thường cười, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta muốn khiêu chiến, là địa ngục quân vương. Áo Liệt Vương lời này âm rơi xuống, liền nghe, này hội trường đỉnh, vang lên một đạo khinh thường thanh. Chỉ bằng các ngươi này đó tạp toái, cũng tưởng khiêu chiến ta lão đại. Theo thanh âm này vang lên, ở hội trường đỉnh, vang lên một trận cánh múa may thanh âm, một con lại một con rơi, tự trời cao hắc ám đột nhiên phi tập mà đến, dũng hướng Áo Liệt Vương. Cùng lúc đó, một đạo huyết hồng thân ảnh, từ không trung dần dần rớt xuống. Ở huyết hồng thân ảnh xuất hiện đồng thời, một người ngồi ở Lâm Thanh Hạm phía sau người, lẩm bẩm ra tiếng, truyền thừa 3.000 năm mà bất diệt, thần có được vĩnh hằng sinh mệnh, hắn đem cùng thần làm chuẩn, này chi nhất tay, liền có thể làm cho cả châu Âu, vì này chấn động. Hắn là quang minh đảo tai biến vương giới người sở hữu. Người này tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trên khán đài, không hẹn mà cùng vang lên một đạo thanh âm. Tai biến, tóc đỏ. Huyết hồng thân ảnh từ không trung rơi xuống mặt đất, ở này rơi xuống nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác dưới chân chấn động. Tóc đỏ huy động trên người huyết hồng trường bào, kia đầy trời bay múa con rơi, tại đây một khắc, toàn bộ hướng hắn tụ tập, giấu kín với hắn trường bào dưới. Ngồi ở trước nhất bài Lâm Thanh Hạm, ở nhìn đến tóc đỏ này trong nháy mắt, ánh mắt trở nên ngây dại ra, hắn, không phải Trương Huyền cái kia huynh đệ sao? Hắn, thế nhưng là quang minh đảo 10 vương chi nhất. Muốn ta nói, này đó tạp toái, trực tiếp giết liền hảo.
Một người bạch nhân tráng hán, từ tối sầm chỗ tối, dần dần đi ra, tại đây danh bạch nhân tráng hán xuất hiện thời điểm, ngồi ở hội trường nội người, cảm giác chung quanh không khí đều ẩm ướt rất nhiều. Biển rộng là thần bí nhất địa phương, tràn ngập vô số khả năng, có người liền ở kia thần bí nhất chỗ, ngồi bá chủ chi vị, nhìn xa khắp mặt biển, mãi cho đến cùng thiên giao tiếp địa phương, đều là hắn thiên hạ. Quang Minh Đảo, Hải Dương Vương giới người sở hữu, Hải Thần. Đặc ngươi. Phía trước nói, là xuất từ ngồi trên Lâm Thanh Hạm phía sau người lẩm bẩm chi khẩu, mà đặc ngươi hai chữ, còn lại là từ Lâm Thanh Hạm nhẹ thở mà ra. Tiểu thư, ngươi nhận thức Hải Thần. Tô Mật ngoài ý muốn nhìn Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nàng không biết nên hình dung như thế nào giờ này khắc này tâm tình, nàng biết, đây cũng là Trương Huyền huynh đệ. Hải Thần cầm trong tay một phen màu xanh biển thủy thủ đao, nghe đồn, này đao là hắn tự biển sâu 8.000 mễ chỗ vớt lên, ở trong biển ngâm mấy trăm năm thời gian, đều không có bất luận cái gì biến hình, là trên đời này nhất sắc bén tài chất chi nhất. Trực tiếp giết, có chút quá tiện nghi bọn họ, làm ta làm thành tiêu bản, hảo hảo nghiên cứu, ta đã sớm đối cái kia bộ xương khô quái cảm thấy hứng thú. Một đạo nhẹ nhàng tiếng động vang lên. Hội quán nội mọi người, nghe được một trận gào thét. Lại xem ngôi cao phía trên, thân xuyên bạch y tương lai, chính phiêu phù ở không trung, nàng chân dẫm dày, chính không ngừng phun ra ngọn lửa, làm nàng có thể với không trung không rơi. Mọi người đối khoa học kỹ thuật thăm dò, chưa bao giờ ngưng hẳn, có như vậy một người, nàng đi tới toàn nhân loại đỉnh cao nhất, nàng có thể nhìn thấu 50 năm lúc sau tương lai, liền như nàng danh hiệu giống nhau, nàng, đến từ tương lai, không có gì có thể vĩnh hằng, khoa học kỹ thuật lại có thể vĩnh viễn lưu tại mọi người trong lòng. Quang Minh Đảo vĩnh hằng vương giới người sở hữu, tương lai, Khương Nhi. Tương lai phiêu phù ở không trung, một đôi mắt đẹp nhìn quét những cái đó đứng ở ngôi cao thượng, tuyên bố muốn khiêu chiến Trương Huyền người. Trong tương lai phía sau, hai căn pháo quản từ nàng phần lưng kéo dài ra tới, đen nhánh pháo ống, làm người sợ hãi. Không riêng bọn họ muốn chết, bọn họ phía sau người, giống nhau muốn chết. Hội quán trung tâm ngôi cao, chậm rãi dâng lên một đài thang máy, một nam nhân trung niên. Thân xuyên Âu phục, đứng ở thang máy thượng. Người chi sa đọa, nhân tràn ngập dục vọng, trên đời này để cho người dục vọng bành khởi, không gì hơn tiền tài, hắn làm thế giới lớn nhất tập đoàn tài chính người thừa kế, hắn tập đoàn tài chính, kéo dài qua viễn dương, bao trùm toàn cầu, chẳng sợ nhất giàu có kinh tế đại quốc, cũng đến dựa vào hắn tới sinh tồn, hắn không cần quá cường vũ lực, bởi vì hắn chỉ cần một câu, liền nhưng điên đảo một quốc gia tài chính mạch máu, nhưng làm vô số người khởi nghĩa vũ trang. Quang Minh Đảo dục vọng vương giới người sở hữu. Tâm ma, phí lôi tư. Chương 517 quân vương hiện. Đường đèn tụ quang đánh hạ, phí lôi tư thân ảnh, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Các ngươi mưu toàn khiêu chiến này hành tẩu tại thế gian thần minh, hắn cư trú với trên đảo, ngủ đông với hắc ám giữa, các ngươi nếu kích khởi hắn lửa giận, ta chỉ có thể thế các ngươi cảm thấy bi ai. Một đạo tịch mịch tiếng động vang lên, phảng phất đến từ kia xa xôi nguyệt không. Tới chi trên 9 tầng trời, tưới xuống quạnh quẽ. Đó là một mạt màu tím thân ảnh, nàng cũng không có xuất hiện ở hội trường trung tâm ngôi cao thượng, mà là tự khán đài nhất bên ngoài thản nhiên đi tới, đầu đội một bộ vòng nguyệt quế, màu tím váy dài phết đất, nàng như là kia giữa tháng nữ thần. Có người nói, thế giới này có thần, thần sẽ truyền xuống ý chỉ, thần sẽ mang đến quang minh, thần sẽ mang đến chúc phúc, thần vô pháp cùng phàm nhân câu thông, nhưng thế gian này, có một người có thể hành tẩu với thần chi cùng phàm nhân chi gian, nàng là thần tại đây thế gian người phát ngôn, nàng có được vô số tín đồ, nàng nắm giữ sinh mệnh ảo diệu, trồng trọt bất lão thần thụ, nàng, đó là Quang Minh Đảo, U Nguyệt Vương giới người sở hữu, Nguyệt Thần, Lilith. Nguyệt Thần cao quý, làm người vô pháp ở chính diện cùng nàng nhìn thẳng, nàng chính là kia thần linh, làm người kính sợ. Nguyệt Thần thong thả đi xuống khán đài, đi vào trung ương ngôi cao thượng. Lâm Thanh Hạm giờ phút này, đã há to miệng, này đó, tất cả đều là Quang Minh Đảo vương giả, cũng tất cả đều là Trương Huyền huynh đệ tỉ muội, chính mình thậm chí cùng bọn họ ngồi ở trên một cái bàn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói giỡn, cùng nhau trò chuyện những cái đó đồ trang điểm. Tô Mật ngồi ở Lâm Thanh Hạm bên cạnh, không rõ Lâm Thanh Hạm vì cái gì sẽ lộ ra một bộ như vậy biểu tình. Cho nên ta vẫn luôn nói, có một số người, không nên đối bọn họ quá mức nhân từ, bọn họ dám nhảy. Liền đem bọn họ đánh phục, nếu không phục, liền tiếp tục đánh, đánh tới không có bất luận cái gì một người dám nhảy mới thôi. Một phen màu đen đại đao, tự trong bóng đêm mà đến, mang theo mãnh liệt kình phong, bỗng nhiên đánh úp về phía áo liệt vương.
Đứng ở trên đài áo liệt vương, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân mình chiều bên cạnh một cái vượt qua, tránh thoát này đem phi tập mà đến đại đao. Màu đen đại đao, mang theo một cổ bàng bạc chi thế, trực tiếp cắm ở trên đài, kia cứng rắn thạch đài, tự đại đao sở cắm vị trí, phát sinh ra nẻ. Một người thân xuyên tuần trắng áo dài, phảng phất một trận ảo ảnh, xuất hiện ở đại đao bên, hắn một tay đáp ở chuôi đao thượng. Thuần hắc đại đao cùng màu trắng áo dài hình thành mãnh liệt đối lập, rồi lại cho người ta một loại vô cùng phù hợp cảm giác. Làm thế giới lịch sử nhất đã lâu quốc gia, Hoa Hạ có được nước cờ ngàn năm lịch sử, mấy ngàn năm qua, ra đời vô số có 102 cổ kim người, lại ít có như vậy mấy người, có thể bị người biết rõ, như thiên cổ nhất đế, quét ngang lục hợp bát hoang, như kia một thế hệ sát thần, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, lệ khí tận trời, cảnh đời đổi rời, nhiều ít thiên kiêu, quỳ gối ở thời gian dưới, lại có nhất tộc, bọn họ tồn tại, chứng minh kia đoạn quang huy năm tháng, thượng cổ sát thần, vì thiên cổ nhất đế chinh chiến. Cuối cùng lấy ngạo nhân chi tư, lập với lăng trước, hắn hậu bối, được xưng là, thủ lăng nhất tộc. Từ xưa đến nay, thủ lăng nhất tộc, chỉ người hầu thế quân vương tả hữu, bọn họ chịu chi thiên mệnh, vì quân vương Mã Hạ, chiến với phía trước, lấy máu tươi sái mặt, người này, đó là thủ lăng nhất tộc, đương đại tộc trưởng, với nhiều năm trước, bạn với đương thời quân vương, đi theo làm tùy tùng, hắn vì quang minh đảo tàn sát phương giới người sở hữu, người đồ, Bạch Trì. Bạch Trì đứng kia màu đen đại đao bên, lộ ra một mặt mỉm cười, hắn như là những cái đó đương hồng bơ tiểu sinh, nhưng nếu có người đem hắn cùng những cái đó bơ tiểu sinh so sánh, vậy 10 phần sai, thủ lăng nhất tộc, nếu bắt người đồ danh hiệu, tất trảm tam vạn đầu, hắn đó là trên đời này, hoàn toàn xứng đáng. Sát thần. Lâm Thanh Hạm giờ phút này, liền đôi mắt đều không có lại chớp một chút, Bạch Trì, cái kia đi theo Trương Huyền phía sau, thường xuyên kêu đại ca người. Lâm Thanh Hạm còn có thể nhớ lại lúc trước Bạch Trì ở chính mình trước mặt chơi bảo bán manh một màn, ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng còn có như vậy một tầng thân phận. Lâm Thanh Hạm cảm giác chính mình trái tim nhảy lên đều bắt đầu trở nên thong thả lên, nếu nói, Trương Huyền này đó huynh đệ, là quang minh đảo vương giả, như vậy bị bọn họ xưng hô vì lão đại Trương Huyền, lại là cái gì thân phận. Một lòng bị Lâm Thanh Hạm nhắc tới cổ họng, nàng có điểm không thể tin chính mình hiện tại chứng kiến đến, chân thật sao. Giờ phút này, ở ngôi cao thượng, quang minh đảo 10 vị vương giả giữa 9 người, toàn bộ lập với ngôi cao phía trên, bọn họ mỗi một người, đều có ngạo thế chi tư, bọn họ trong mắt, tràn ngập đỗ thiên hạ chi cường thế, bọn họ sở mang đến uy thế, làm bất luận cái gì một người, đều không thể nhìn thẳng. Nguyên bản lên đài muốn khiêu chiến Tiêu Sơn Tân Minh, so lạc ngươi đám người, giờ phút này đều sắc mặt có chút trắng bệch, ở quang minh đảo này 9 vị vương giả uy thế hạ. Bọn họ cảm giác chính mình liền hô hấp đều khó khăn. Áo liệt vương sắc mặt khó coi từ trên mặt đất bò lên, liền ở vừa mới, Bạch Trì kia bay tới một đao, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Thủ lăng nhất tộc, người đồ Bạch Trì, nại quang minh đảo kế địa ngục quân vương dưới, đệ nhất cường giả. Bạch Trì tay cầm chuôi đao, dùng sức nhắc tới, đem kia màu đen đại đao kháng trên vai, hắn ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm áo liệt vương đám người, mở miệng nói. Liền các ngươi này đó tạp cá, muốn khiêu chiến ta lão đại. Trước quá ta này quan tốt không? Áo liệt vương hung hăng nuốt khẩu nước bọt, hắn tuy đứng hàng thế giới trăm cường bảng đệ nhất, nhưng muốn cho hắn khiêu chiến người đồ, hắn không có một chút tin tưởng, hắn dám khiêu chiến địa ngục quân vương, đơn giản là đoan chắc địa ngục quân vương đã dầu hết đèn tắt. Chúng ta muốn khiêu chiến, là địa ngục quân vương các hạ, đều không phải là quang minh đảo vương giả. Thế giới trăm cường bảng đứng hàng đệ nhị Constantine mở miệng. Thỉnh địa ngục quân vương các hạ hiện thân, tiếp thu khiêu chiến. Ta lão đại. Bạch Trì vừa mới mở miệng, liền bị đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đánh gãy. Các ngươi muốn khiêu chiến ta, cũng biết hậu quả. Này một đạo thanh âm, vang đột nhiên, phảng phất vang ở bên tai, lại phảng phất xa cuối chân trời. Tại đây nói thanh âm vang lên nháy mắt, ở đây người, vô luận là ai, trên mặt, đều lộ ra cung kính thần sắc. Tương lai sắc mặt vui vẻ, trong miệng lẩm bẩm. Thật tốt quá, lão đại tình. Ngồi ở trước nhất bài Lâm Thanh Hạm, ở nghe được này nháy mắt, hốc mắt bỗng nhiên phiếm hồng, một mặt nước mắt trong suốt, tràn mi mà ra, ở đối phương mở miệng cái thứ nhất tự thời điểm, Lâm Thanh Hạm trong lòng liền 100% xác định, người này, chính là hắn. Tô Mật trên mặt mang theo một mặt nghi hoặc, nàng cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Từng chương màu đen tấm cát, từ không trung chậm rãi bay xuống. Này tấm các giống như mưa rào giống nhau, cơ hồ mỗi người trước người, đều rơi xuống như vậy một tấm các, sở hữu nhìn đến tấm các người,
trong mắt đều tràn ngập kính sợ, bởi vì bọn họ biết, này tấm các ý nghĩa, đại biểu cho cái gì. Đây là địa ngục quân vương, liền như Nguyệt Thần trong miệng theo như lời, hắn là hành tẩu tại đây thế gian thần, không dung xâm phạm, chọc giận đến người của hắn, sẽ làm người cảm thấy bi ai, bởi vì cái loại này người, là không có tương lai. Ở đây trời màu đen tấm các rơi xuống hết sức, một đạo mơ hồ thân ảnh, cũng lặng yên xuất hiện, không có bất luận cái gì một người chú ý tới, hắn rốt cuộc là khi nào tới. Chương 518 hoan nghênh đi vào địa ngục. Địa ngục quân vương Sa Tăng, không người biết hiểu này lai lịch, hắn như một viên sao băng, ngang trời xuất thế, lóng lánh thế gian, lại so với sao băng muốn vĩnh hằng, có người từng thống kê quá, theo địa ngục quân vương xuất đạo đến tận đây. Cộng trải qua lớn lớn bé bé chiến dịch 2329 tràng, này đó chiến dịch giữa, phân biệt điểm muốn Sa Tăng mệch, lại chưa bao giờ có một lần có thể làm Sa Tăng chịu thua, hắn trưởng thành con đường, nói là từ thi cốt chung bỏ ra tới, cũng không quá. Theo ghi lại, Sa Tăng 15 tuổi khi, một người cầm trong tay chủy thủ, giết hết lúc trước Chu Nhĩ Điển Tước Sĩ một nhà 37 khẩu, chỉ vì Chu Nhĩ Điển Tước Sĩ ở trên đường hướng một người khất cái bát cơm phun ra khẩu đàm. Sa Tăng bị bắt bỏ tù 3 tháng, từ lúc ấy được xưng hắc ám nhất hải đảo ngục giam chung trốn thoát, kia ngục giam ngồi lập với một tòa cô đảo thượng, thủ vệ nghiêm ngặt, không cho phép bất luận kẻ nào thăm tù, không có người biết hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Sa Tăng 17 tuổi năm ấy, lấy mặt quỷ mặt nạ hình tượng hiện thân thế giới ngầm, hắn nói qua, muốn tàn sát sạch sẽ thiên hạ khi dễ nhỏ yếu người, đó là trên thế giới này cái thứ nhất địa ngục hành giả, địa ngục. Cũng bởi vì hắn tồn tại, mới có thể bị xưng là địa ngục. Sa Tăng 18 tuổi, hắn mang lên mặt quỷ mặt nạ gần một năm thời gian, liền cắt lấy vạn đầu người lô, lúc ấy, vô số sát thủ tổ chức, lấy giá trên trời treo giải thưởng người của hắn đầu, nhưng kết quả là, hủy diệt, chỉ có những cái đó sát thủ tổ chức. Sa Tăng 19 tuổi, hắn nhấc lên một hồi đủ để điên đảo thế giới ngầm chiến tranh, thế giới ngầm người, xưng kia chàng chiến tranh vì cách mạng. Cách mạng chi chiến khai hỏa. Một tá đó là 7 năm, 7 năm thời gian, thế giới ngầm không biết đã chết bao nhiêu người, hủy diệt nhiều ít thế lực, nhưng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió Sa Tăng, lại càng thêm cường đại, hắn hướng thế nhân chứng minh rồi, hắn có được có thể so với thần linh thực lực. Thẳng đến Quang Minh đảo thành lập, chịu vạn tông triều bái, Sa Tăng từ một cái vô danh tiểu tốt, trưởng thành tới rồi làm cho cả thế giới ngầm đều vì này run rẩy nông nỗi, trên đời này, chỉ có kia thống trị thế giới ngầm ngàn năm vương sẽ, mới có thể cùng chi địch nổi. Mấy tháng trước, Sa Tăng đi trước châu Âu vương sẽ, cùng vương gặp trường một trận chiến ấy kết quả, không người biết được, ngoại giới đồn đãi sôi nổi, có người cho rằng, Sa Tăng thân bị trọng thương, dầu hết đèn tắt, có người cho rằng, Sa Tăng đã chết, truyền kỳ ngã xuống. Nhưng, hôm nay Sa Tăng hiện thân, vương giả trở về, hắn nói cho mọi người, hắn vẫn là cái kia truyền kỳ, hắn không có ngã xuống, này thế giới ngầm, như cũ là, Sa Tăng thế giới. Đủ loại thanh âm từ Lâm Thanh Hạm phía sau truyền đến, từ ban đầu trầm thấp, trở nên trào dâng. Lâm Thanh Hạm lẳng lặng nghe, đây là nàng lần đầu tiên, nhất chân thật hiểu biết Trương Huyền, đây là nàng lần đầu tiên, có thể như vậy rõ ràng nghe nói Trương Huyền sự tích, đây là nàng lần đầu tiên, hiểu biết đến, chính mình nam nhân, có bao nhiêu vĩ đại. Đó là một thân xuyên hắc bạch giao nhau trường bào người, cổ áo đứng lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hắn ánh mắt, phảng phất nóng rực sao băng. Làm người không dám nhìn thẳng vào, hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng không có bất luận cái gì động tác, khiến cho người cảm nhận được một cổ như núi lớn áp lực, hắn chính là ngầm quân vương, hắn, chính là này thế giới ngầm chúa tể giả. Hắn, đó là được xưng trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Sao trời hạ, đệ nhất cường giả, ma vương, Sa Tăng. Những cái đó đứng ở Alex phía sau khôi giáp chiến sĩ, tại đây trong lúc nhất thời, đều nhịp quỳ một gối xuống đất. Đồng thời ra tiếng, thanh âm trầm hậu. Gặp qua Ngô Vương. Cùng lúc đó, Bạch Trì, tương lai chờ Quang Minh đảo chín tên vương giả, cũng cùng thời gian, mặt hướng Trương Huyền, quỳ một gối xuống đất. Gặp qua Ngô Vương. Trên khán đài, có người đầu tiên là đứng dậy, theo sau quỳ một gối xuống đất, mặt hướng kia ngay trung tâm ngôi cao. Thế giới ngầm vương giả, đều không phải là chỉ dựa vào thực lực, năm đó kia chàng cách mạng, giải cứu quá nhiều người với nước lửa giữa. Bọn họ đối đãi địa ngục quân vương, là phát ra từ nội tâm, cung kính. Gặp qua Ngô Vương. Gặp qua Ngô Vương. Từng đạo tiếng gầm, tự khán đài phía trên phát ra, ngầm quân vương, hắn đã sớm là như thần giống nhau tồn tại, lấy phàm nhân chi khu, sánh vai thần minh. Ngồi ở đệ nhất bài tô mật, ở nhìn đến trên đài người nọ nháy mắt, cả người,
Điện Giật ngốc lăng ở nơi đó, nàng trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng, sao có thể, không, này không phải thật sự, không phải thật sự. Tô Mật, ngươi làm gì đâu? Tiểu Hồng vẻ mặt bất mãn nhìn Tô Mật, nàng cho rằng, Tô Mật biểu hiện thật sự là quá khoa trương, tuy rằng này địa ngục quân vương uy danh cực thịnh, khá vậy không nên làm nàng như vậy thất thố mới là, này không phải mất mặt sao? Ngươi không rõ, Tô Mật trong miệng lẩm bẩm, đối Tiểu Hồng không ngừng lắc đầu, Tô Mật lẩm bẩm thanh càng lúc càng lớn, đến mặt sau thậm chí là hét lên ra tới, ngươi không rõ, ngươi không rõ. Trên đài người nọ, hắn là... Gặp qua, quân vương phu nhân, Trúc Nguyên Cửu thanh âm, từ một bên vang lên, hắn từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, đi đến Lâm Thanh Hạm trước người, mở miệng nói, Lâm cô nương, này Quang Minh Đảo, lần đầu tiên nghênh đón nó nữ chủ nhân, thỉnh lên đài đi. Trúc Nguyên Cửu nói, làm chung quanh ngồi hoa hạ mấy đại gia tộc, tất cả đều đem ánh mắt nhìn lại đây. Quân vương phu nhân, này nữ oa, là quân vương phu nhân. Khó trách nàng có thể ngồi vào nơi này, khó trách. Mười vương chi nhất giết chóc Alex sẽ đến tự mình kính trà. Cười Ngân Hà cùng với Tiểu Hồng đồng tử, tại đây một khắc đã xảy ra mãnh liệt co rút lại. Quân vương phu nhân, Lâm Thanh Hạm là quân vương phu nhân, nàng thế nhưng là quân vương phu nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, này hắn sao chính là sao lại thế này. Trong nháy mắt này, Cười Ngân Hà tức khắc minh bạch, chính mình có thể liền đi cấm địa, chính mình có thể ở tối hôm qua trụ đến lâu đài cổ chung. Cũng không phải chính mình cái kia thúc thúc có bao nhiêu lợi hại, mà là Lâm Thanh Hạm, tất cả đều là bởi vì nàng. Tiểu Hồng nguyên bản đối Lâm Thanh Hạm coi khinh ánh mắt, giờ phút này biến mất vô tung, ở trong mắt nàng, chỉ có kinh hãi, chỉ có không thể tin được. Người này, thế nhưng là đường đường địa ngục quân vương nữ nhân. Ngồi ở các đại thế gia hàng phía sau, kia hùng ra một trai hai gái, lúc này cả người đều ở phát run, bọn họ lại thấy thế nào không đến một màn này. Đêm qua chính mình khi dễ người, thế nhưng chính là này tòa đảo nữ chủ nhân. Cùng địa ngục quân vương so sánh với, hùng gia là cái gì? Liền cái giám đều không phải a. Kia nguyên bản còn hung hãn hùng gia nam nhân, giờ phút này hai chân run lên, quần đều ướt, nhân gia thật muốn truy cứu xuống dưới, chính mình tuyệt đối không có mệnh rời đi này tòa đảo. Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy tâm tình của mình, phức tạp tới rồi cực điểm. Nàng vì cái gì sẽ rời đi Trương Huyền? Còn không phải bởi vì, sợ hãi chính mình liên lụy tới rồi Trương Huyền, làm nguyên bản thuộc về chính mình phiền toái, tìm được Trương Huyền trên người, nhưng hiện tại nàng biết được, này đó, bất quá là ý nghĩ của chính mình mà thôi, là chính mình vẫn luôn xem thường hắn, vẫn luôn không có ý thức được hắn cường đại. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Trương Huyền đồng thời nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, hướng Lâm Thanh Hạm lộ ra một cái mỉm cười, ngược lại, Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới áo liệt vương đám người trên người, mở miệng nói chuyện. Đối với bằng hữu của ta, ta thực hoan nghênh bọn họ đi vào Quang Minh Đảo làm khách, nhưng đối với ta địch nhân, ta tưởng nói chính là. Trương Huyền thanh âm đến tận đây, toàn bộ hội trường, ánh đèn toàn bộ tắt, hiện trường một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trương Huyền thanh âm, từ trong bóng đêm trào ra. Hoan nghênh, đi vào địa ngục. Chương 519 hoan nghênh về nhà. Đen nhánh giữa, Trương Huyền thanh âm, phảng phất đến từ cửu u dưới. Làm người không cấm dùng mình một cái. Này hắc ám, cũng liền rằng có 10 giây thời gian. 10 giây sau, ánh đèn một lần nữa sáng lên. Trương Huyền như cũ đứng ở nguyên lai địa phương, phảng phất không có động quá, mà vừa mới lên sân khấu kêu gào muốn khiêu chiến những người đó. Giờ phút này tất cả đều nằm ngã xuống trên đài, máu tươi từ bọn họ cổ chảy tới đài biên, chậm rãi nhỏ giọt, tạp đến mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Mà áo liệt vương mấy người đầu. Giờ phút này chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở một bên, bọn họ mỗi người, đều là đôi mắt mở to, xem kia biểu tình, là ở trước khi chết, biết được cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Này mấy người giữa, một người tại thế giới trăm cường bảng đứng hàng đệ nhị, một người đứng hàng thứ bảy, lại ở ngắn ngủn 10 giây thời gian, toàn bộ đầu mình hai nơi, trên thế giới này, không còn có này mấy người. Này đơn giản một sự kiện, làm ở đây tất cả mọi người minh bạch, địa ngục quân vương, cũng không có dầu hết đèn tắt. Hắn như cũ là cái kia truyền kỳ. Hắn như cũ là kia, được xưng là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Trương Huyền đôi tay giơ lên cao, mở miệng nói, đều đứng lên đi. Đương Trương Huyền nói xong câu đó, những cái đó đang xem trên đài quỳ một gối xuống đất người, mới từ từ đứng dậy. Bạch Chỉ đám người, cũng chậm rãi đứng lên, đi hướng phân biệt thuộc về bọn họ vương tọa.
Alex phía sau các chiến sĩ, một lần nữa ngẩng lên đầu. Tại đây tóc húi cua ở giữa, có như vậy một tòa vương tọa bề ngoài, là một con quái thú cự trảo, một con thiên sứ, bị cự trảo ấn ở trên mặt đất, nhổ lông chim. Tại đây vương tọa đỉnh cao nhất, được khảm một quả ám kim sắc đá quý, chẳng sợ tại đây đen nhánh hoàn cảnh hạ, đá quý vẫn như cũ tản ra một loại quang mang, như yêu huyễn, phát ra tia sáng kỳ dị. Cái này chỗ ngồi, này chủ nhân, chính là quang minh đảo thánh giới người sở hữu, Sa Tăng. Trương Huyền cũng không có đi hướng vương tọa, hắn nhìn thoáng qua dưới đài, ánh mắt nhìn chăm chú vào dưới đài cái kia thân xuyên váy trắng nữ nhân, chậm rãi đi qua. Lâm Thanh Hạm đứng ở tại chỗ, liền như vậy lẳng lặng nhìn Trương Huyền ly chính mình càng ngày càng gần, nàng hốc mắt càng ngày càng hồng, nước mắt trong suốt ở hốc mắt giữa đảo quanh. Ở đây, không ai phát ra âm thanh, mọi người đều lẳng lặng nhìn một màn này, bọn họ biết, đây là Quang Minh Đảo, lần đầu tiên nghênh đón bọn họ nữ chủ nhân. Trương Huyền đi vào Lâm Thanh Hạm trước mặt, nhìn nữ nhân kia tuyệt mỹ ngũ quan, hơi hơi mỉm cười, lão bà, hoan nghênh về nhà. Trong nháy mắt này, Lâm Thanh Hạm chung quy nhìn không được trong mắt nước mắt, nước mắt tràn mi mà ra, giờ khắc này, nàng buông xuống sở hữu lo lắng, nàng buông xuống sở hữu gánh nặng, chủ động mở ra hai tay, nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực. Chính mình vô số lần cự tuyệt người nam nhân này, vô số lần cho hắn mặt lạnh, vô số lần làm hắn xuống đài không được. Nhưng hắn trước sau đãi chính mình như lúc ban đầu, về nhà, là nam nhân đối nữ nhân nói ra, nhất lãng mạn nói. Gặp qua quân vương phu nhân, Alex phía sau chiến sĩ, lại một lần quỳ một gối xuống đất, đồng thời ra tiếng. Gặp qua quân vương phu nhân, những cái đó trên khán đài người, lại một lần quỳ một gối xuống đất. Lâm Thanh Hạm nghe này từng tiếng quân vương phu nhân, mặt đẹp ửng đỏ. Trương Huyền, ta không tiếp thu được. Lâm Thanh Hạm, tuy rằng bị người coi là Ngân Châu thương nghiệp nữ vương, nhưng cũng chỉ là một cái xưng hô, loại này đế vương đãi ngộ, nàng khi nào gặp được quá. Trương Huyền đem miệng thở dài Lâm Thanh Hạm bên tai, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nhỏ giọng nói, trộm nói cho ngươi, kỳ thật ta cũng không tiếp thu được, nhưng ngươi nếu không tiếp thu, bọn họ liền cho rằng ngươi đối bọn họ có ý kiến gì, cho nên, nhẫn đi, kỳ thật ta càng thích ở nhà quét tước vệ sinh. Trương Huyền nói chuyện khi mang theo nhiệt khí. Vẫn luôn ngứa Lâm Thanh Hạm vành tai, cảm nhận được bên tai truyền đến khác thường, Lâm Thanh Hạm mặt đẹp hồng lợi hại hơn, vội vàng đẩy ra Trương Huyền, hảo a, người muốn thích quét tước vệ sinh, về sau vệ sinh mỗi ngày giao cho người quét tước. Không thành vấn đề, Trương Huyền khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, theo sau lôi kéo Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, đi lên đài, chiều kia vương tọa đi đến. Hảo, các vị, dựa theo thường lui tới lệ thường, đại gia có cái gì muốn nói, liền đưa ra đi. Pis sắc mặt có chút tiếc nuối nhìn mắt Trương Huyền, cho tới nay, hắn đều đem Chessia cùng Trương Huyền coi như là trời sinh một đôi, chỉ là kết quả là, bất quá là chính mình kia dưỡng nữ một khối tình Sia. Pis vừa dứt lời, trên khán đài lập tức liền đứng lên một người mở miệng. Trương Huyền căn bản không có tâm tình nghe bọn hắn nói chính là gì, mỗi lần thế giới ngầm đại hội, làm đến liền cùng trọng tài sẽ giống nhau, một ít thế lực nói chính mình người lại bị ai cấp thế nào, đối phương còn không muốn cấp bồi thường. Loại sự tình này, Trương Huyền đều là giao cho Pis tới xử lý. Nói trắng ra là, thế giới ngầm đại hội, chính là tụ tập toàn bộ thế giới ngầm người, tới nói một tiếng, sang năm một chỉnh năm, này thế giới ngầm, là ai làm chủ? Lão bà, người xuyên này thân quần áo thật đẹp, Trương Huyền ngồi ở thuộc về hắn vương tọa thượng, ở hắn vương tọa bên cạnh, còn có cái phó tòa, chính là thuộc về Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, nhiều người như vậy đâu, người nói cái gì đâu? Trương Huyền cười hắc hắc, người nhiều lại sao, ta còn không thể cùng lão bà của ta ân ái một chút. Lại không ai nói ta. Đó là không ai dám nói ngươi. Lâm Thanh Hạm bĩu môi, ngươi chính là đường đường địa ngục quân vương A, ai dám nói ngươi. Ta là địa ngục quân vương sao, ngươi vẫn là địa ngục quân vương phu nhân đâu, lão bà ngươi không nghe nói qua một câu sao, nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân. Trương Huyền mắng nha. Lâm Thanh Hạm đỏ mặt nhẹ nát một tiếng. Chợt như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, người thành thật cho ta nói, người một cái đường đường ngầm quân vương, làm gì đi chúng ta Lâm ra đi ở rể. Còn có, người thời gian dài như vậy vẫn luôn gạt ta, có phải hay không cảm thấy hảo chơi? Muốn cho ta biết người thân phận thời điểm chấn động. Lâm Thanh Hạm vấn đề, như Liên Châu pháo đạn giống nhau. Trương Huyền cười khổ một tiếng, lão bà, nơi nào là ngươi tưởng như vậy a? Ta ban đầu không cho ngươi nói, là có nguyên nhân.
nhưng ta mặt sau muốn nói cho ngươi thời điểm, ngươi không phải không nghe sao? Lâm Thanh Hạm Kiều hừ một tiếng, đích xác có một lần, Trương Huyền tưởng nói ra hắn thân phận thời điểm, là chính mình không làm hắn nói, Lâm Thanh Hạm không phải thật sinh Trương Huyền khí, nàng chỉ là cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này hành động, có điểm quá ngu ngốc, nếu bị Trương Huyền đã biết, nhất định sẽ chê cười chính mình. Nói lão bà, ngươi trong khoảng thời gian này vì cái gì giận ta a? Trương Huyền đem nghi hoặc trong lòng đã lâu vấn đề hỏi ra tới, ta gần nhất hẳn là không có cái nào địa phương chọc tới ngươi sinh khí đi. Lâm Thanh Hạm vừa nghe Trương Huyền hỏi cái này, trong mắt xuất hiện một mặt mất tự nhiên, vừa mới còn nghĩ không cho hắn biết đâu, hắn hiện tại liền hỏi. Lão bà, Trương Huyền thấy Lâm Thanh Hạm không nói lời nào, duỗi tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy. Lâm Thanh Hạm trực tiếp đem đầu xoay qua đi, không để ý tới Trương Huyền. Lão bà, làm sao vậy a? Trương Huyền vươn đôi tay, chuẩn bị đi ôm Lâm Thanh Hạm hai vai, lại vào lúc này, dị biến nổi lên. Một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, sẽ tự chàng đỉnh chóp đánh úp lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 520 địch tập. Phía trên truyền đến vang lớn, mang theo một cổ cường đại dòng khí, tự trên đỉnh đầu đánh úp lại, vô số đá vụn tạp lạc, mang theo bụi mù. Là nổ mạnh, có người hô to ra tiếng, ngẩng đầu nhìn phía trên. Từ cự nham dựng mà thành hội trường đỉnh chóp bị nổ tung một cái thật lớn khẩu tử, nguyên bản đen nhánh hội trường, đột nhiên tưới xuống một đạo ánh mặt trời. Là ai? Tương lai khẽ kêu một tiếng, phóng lên cao, hai căn pháo quản từ phía sau kéo dài mà ra. Tại đây một khắc, tập kích hai chữ, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở mọi người trong lòng. Tập kích Quang Minh Đảo, ai có lớn như vậy lá gan? Ở đây những người này, cho dù là nào đó quốc gia mạnh nhất thế lực, đừng nói làm, ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Oanh! Lại là một tiếng nổ mạnh vang lên, thật lớn hòn đá từ phía trên rơi xuống. Thẳng đến ngồi ở thánh tòa bên Lâm Thanh Hạm mà đến. Thời khắc mấu chốt, Trương Huyền một tay đem Lâm Thanh Hạm ôm vào trong lòng, thả người nhảy. Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy chính mình bị một trận ấm áp vây quanh, nàng nằm ở Trương Huyền trong lòng ngực, ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn đến nam nhân kia góc cạnh rõ ràng ngũ quan, Trương Huyền mắt nhìn phía trước, đôi mắt như cuồn cuộn biển sao. Này vẫn là Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên như thế gần gũi, cẩn thận quan sát đến Trương Huyền, ở hắn trong lòng ngực. Lâm Thanh Hạm có một cổ khó có thể miêu tả cảm giác an toàn, nếu dĩ vãng hết thảy vấn đề đều không hề là vấn đề, như vậy chính mình hay không, có thể an tâm làm bạn ở hắn bên người, không hề như vậy cường thế, không hề cố ý lạnh một khuôn mặt, chính mình có thể giống phần lớn nữ nhân như vậy, muốn làm gì liền làm gì, có thể cấp người yêu làm nũng, có thể nói cho chính hắn muốn ôm một cái. Ở bên cạnh hắn, đương một cái tiểu nữ nhân. Quang Minh Đảo tương ứng, nghênh chiến. Tương lai khẽ kêu thanh tự trên không vang lên, nàng dưới chân phun ra ngọn lửa, phía sau hai căn pháo quản toát ra ngọn lửa, tự kia hội trường đỉnh chóp bị tạc ra lỗ thủng bắn nhanh mà đi. Giữa sân người, đều có một loại không chân thật cảm, này thật là tập kích Quang Minh Đảo a, rốt cuộc là cái nào thế lực lớn, dám làm như vậy sự, đừng nói Quang Minh Đảo 10 vương cùng với vị kia địa ngục quân vương sở mang đến uy thế, chỉ là Quang Minh Đảo quanh thân những cái đó chiến hạm, kia có thể thăm dò nửa cái hải vực không phận radar. Kia dày nặng tường thành, liền không phải vô cùng đơn giản có thể đột phá. Trong tương lai hô lên nghênh chiến hai chữ sau, hội trường trói chặt đại môn đột nhiên mở ra, những cái đó thân xuyên khôi giáp, mặt mang mặt quỷ mặt nạ địa ngục hành giả, đồng thời lao ra hội trường, phát ra hò hét thanh. Lâm Thanh Hạm ngẩng đầu, nhìn đến vô số ánh lửa đánh úp về phía tương lai, cái này làm cho nàng không khỏi khẩn trương nắm chặt nắm tay. Không cần lo lắng. Trương Huyền thanh âm ở Lâm Thanh Hạm bên tai vang lên, chỉ cần này tòa đảo còn ở, liền không ai có thể uy hiếp đến tương lai, chẳng sợ ta cũng không được. Phảng phất ở xác minh Trương Huyền nói, đương những cái đó ánh lửa phi tập đến tương lai trước người khi, tương lai linh hoạt ở không trung làm mấy cái xê dịch, theo sau phát ra cường hữu lực đánh trả, kia nổ mạnh phát sinh trong tương lai phía sau, mang theo một cổ khí lãng, tương lai lại là xem cũng chưa xem một cái. Lâm Thanh Hạm trừng lớn mắt đẹp, tương lai. Bất quá là 18-9 tuổi tuổi, lại so với một người lão binh còn muốn bình tĩnh thong dong. Tóc đỏ, đưa ta đoạn đường. Alex cầm trong tay loan đao, hét lớn một tiếng. Đi, tóc đỏ một tay để trụ Alex cổ áo, vô số con rơi từ tóc đỏ trường bào giữa trào ra, này đó con rơi hình thành hai chỉ thật lớn cánh, mang theo tóc đỏ dần dần lên không. Tương lai, Alex khoảng cách hội sở phía trên lỗ thủng càng ngày càng gần, hét lớn một tiếng. Tương lai xem cũng chưa xem Alex liếc mắt một cái,
liền trực tiếp mở miệng, 6 giờ đồng hồ phương hướng. Quang Minh đảo 10 vương, cùng nhau trải qua quá vô số lần chinh chiến, căn bản không cần nói thêm cái gì, đại gia trong lòng liền có một loại ăn ý. Trong tương lai hô lên 6 giờ đồng hồ phương hướng sau, Alex hung hăng ném trong tay loan đao, này loan đao liền giống như boomerang một nửa, xoay tròn mà ra, mang theo kình phong, phảng phất có thể cắt ra hết thảy. Theo anh một tiếng vang lớn, loan đao một lần nữa về tới Alex trong tay, mà Alex cũng tại đây trong lúc nhất thời, nhảy ra hội trường, đứng ở hội trường đỉnh bồng. Lâm Thanh Hạm rõ ràng nhìn đến, vừa mới kia thanh vang lớn sau, một trận phi cơ hải cốt, từ đỉnh bồng đại lỗ thủng trung tài hạ, mang theo một trận ánh lửa. Nguyệt thần màu tím váy dài tự không trung phất phới, nàng cầm trong tay một chi bạc sáo, dùng sức phung lên, này bạc sáo hóa thành roi dài ném đến đỉnh bồng, Nguyệt thần cả người phiêu nhiên dựng lên. Quang Minh đảo 10 vương, mỗi một cái, đều là trên thế giới này đứng đầu nhân vật, làm người vô pháp khinh thường, cho dù là tương lai cùng Nguyệt thần này hai cái Mỹ đến mức tận cùng nữ nhân, cũng đều có ác ma lãnh tụ xưng hô. Hội trường đại môn mở ra, mọi người lao ra hội trường. Tiểu thư, Tô Mật chạy vội đến Lâm Thanh Hạm nơi này, ánh mắt không dám nhìn tới Trương Huyền, nếu bị vị này địa ngục quân vương biết, chính mình đã từng vô số lần khinh thường hắn, còn cho hắn thê tử giới thiệu nam nhân khác, chính mình nhất định sẽ chết thực thảm. Trương Huyền nhìn Tô Mật liếc mắt một cái, mở miệng nói, bảo vệ tốt tiểu thư nhà ngươi, minh bạch sao? Minh bạch, Tô Mật có chút sợ hãi gật đầu. Chính khi nói chuyện, một đạo ngọn lửa đánh úp lại, đập trên mặt đất. Mang theo một trận bụi mù, lâu đài cổ phía trên hòn đá rơi xuống, liền dừng ở Trương Huyền bên cạnh cách đó không xa, làm mặt đất đều chấn một chút. Ngẩng đầu vừa thấy, là một trận chiến cơ lên đỉnh đầu phía trên xoay quanh. Bạch trì, Trương Huyền ánh mắt một ngưng, hét lớn một tiếng, theo sau hai chân dùng sức trên mặt đất vừa dẫm, tại đây vừa dẫm hạ, Trương Huyền cả người giống như đạn pháo giống nhau phóng lên cao, liền ở hắn vừa mới sở chạm địa phương, mặt đất phát sinh ra nẻ. Trương Huyền này một hướng, đó là hướng về phía trước 7-8 mét khoảng cách, này đã xa xa vượt qua người bình thường đối nhảy lên lực nhận chi. Liền ở Trương Huyền hướng về phía trước thế thong thả, đang muốn rơi xuống thời điểm. Bạch Trì từ phương xa vọt tới, dùng sức ném ra trong tay đen nhánh đại đao hướng Trương Huyền nơi giữa không trung thẳng tắp bay đi, nguyên bản muốn rơi xuống Trương Huyền, xem chuẩn thời cơ, hai chân bỗng nhiên đạp lên thân đao thượng, cả người lại một lần cất cao. Hướng vừa mới kia giá chiến cơ phóng đi. Chiến cơ người điều khiển chừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, thế nhưng có người có thể dựa vào tự thân lực lượng đi vào này gần 20 mét không trung, giờ phút này muốn cất cao đã là không còn kịp rồi. Trương Huyền nhảy đến chiến cơ thượng, đứng ở đỉnh chóp, đối cường đại dòng khí coi nếu vô địch, ổn định vững chắc đứng ở chỗ này, thông qua pha lê, đối chiến cơ người điều khiển nhe răng cười, theo sau một quyền oanh ở khoang điều khiển thượng. Kiên cố khoang điều khiển pha lê ở Trương Huyền này một quyền hạ ầm ầm vỡ vụn mở ra. Trương Huyền một quyền oanh ra, lại lần nữa đánh ra một quyền, hoàn toàn đem khoang điều khiển pha lê đánh nát, bắt lấy đầy mặt hoảng loạn chiến cơ người điều khiển, trực tiếp đem này ném ra cabin ngoại. Đang ở phi hành chiến cơ ở không trung một cái xoay quanh, theo sau hướng về mặt đất tải đi. Trương Huyền xem chuẩn thời cơ, từ thân máy thượng nhảy, trở lại mặt đất, ở 20 mét trời cao rơi xuống. Đối hắn không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Chiến cơ rơi xuống ở Trương Huyền phía sau, mang theo tận trời ánh lửa. Chương 521 Chessia tái hiện. Rất nhiều người đều nhìn đến như vậy một màn, không khỏi nuốt nước miếng, địa ngục quân vương, không hổ là địa ngục quân vương, lấy bản thân chi lực, nhẹ nhàng phá hủy một trận chiến cơ, đây là rất nhiều người liền tưởng cũng không dám tưởng a. Lâm Thanh Hạm nhìn đứng ở ánh lửa phía trước nam nhân, trong mắt thả ra tia sáng kỳ dị. Đây là chính mình nam nhân. Vừa mới Trương Huyền sở phá hủy chiến cơ, như là mở ra một phiến miệng cống, lại là liên tiếp mấy giá chiến cơ rơi xuống ở trên đảo. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không chung còn thừa chiến cơ, bất quá mười mấy giá mà thôi. Tương lai, đừng đùa, phá hủy đi. Trương Huyền biểu tình hờ hững mở miệng. Đang ở trên bầu trời xoay quanh tương lai gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền thấy, kia đảo nhỏ bốn phía cao lớn tường thành. Giờ phút này đang ở chậm rãi giảm xuống. Tương lai, sao lại thế này? Phí Lôi Tư hô to một tiếng. Tương lai sắc mặt nôn nóng lắc đầu, không phải ta. Không phải ngươi, Phí Lôi Tư gắt gao nhíu mày. Kia nguyên bản xoay quanh không trung chiến cơ, toàn bộ chiều đảo nhỏ biên tường thành ngoại bay đi. Trên đảo mọi người, giờ phút này đều nhìn về phía tường thành ngoại phương hướng,
Nương quang minh đảo bốn phía tường thành chậm rãi giáng xuống sau, ở đảo nhỏ bốn phía, che kín rậm rạp chiến cơ, nguyên bản ngừng ở đảo nhỏ bên vô số chiến hạm, tất cả biến mất. Như vậy một màn, làm trên đảo mọi người, trừng lớn đôi mắt, này xoay quanh ở đảo nhỏ chung quanh chiến cơ, ước chừng có mấy trăm giá, toàn bộ khai hỏa nói, đủ để đem cả tòa đảo nhỏ đánh chìm. Hải thần, người hạm đội đâu? Bạch Trì mở miệng hỏi một tiếng. Ta không biết, hải thần ánh mắt ngưng trọng lắc lắc đầu, ta không có hạ đạt quá bất luận cái gì mệnh lệnh. Trương Huyền đi đến phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần hỏi, có thể tùy ý đột phá quang minh đảo phòng tuyến, giáng xuống tường thành, điều khỏi hạm đội, còn có thể có ai? Đương Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, lâu đài cổ đại môn, bị người từ bên ngoài mở ra, một đạo cao gầy thân ảnh, xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, nàng đứng ở lâu đài cổ trước đại môn, một đầu màu bạc tóc dài tùy ý khoác hạ, tuyệt mỹ ngũ quan, phảng phất là thượng đế ban cho tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo đến không có tì vết, nàng ăn mặc một tầng lụa mỏng, như là đến từ địa ngục ma nữ, mang theo một cổ sông thẳng nhân tâm dụ hoặc, lại phảng phất thánh khiết như thiên sứ, cho người ta một loại cao quý cảm. Trương Huyền nhìn xuất hiện ở lâu đài cổ trước cửa nữ nhân, mở miệng, Chessia. Có thể tùy ý xuyên phá trên đảo phòng tuyến, khống chế tường thành giảm xuống, điều khỏi hải thần quân đội người, trên thế giới này, cũng chỉ có nữ nhân này. Chessia xinh đẹp cười, Trương Huyền ca ca, người tưởng ta sao? Trương Huyền hít sâu một hơi. Bạch Trì bước đi tiến lên, mở miệng quát, Chessia, người có biết hay không người đang làm cái gì? Chessia nghiêng đầu, hì hì cười. Ta đương nhiên biết nha, ta muốn hủy hoại này tòa đảo đâu. Này đảo, há là ngươi nói hủy là có thể hủy. Alex bước đi ra tới, đồng thời đối phía sau hô, lão Peace, quản quản ngươi này ham chơi nữ nhi. Mặc kệ là Bạch Trì, vẫn là Alex, hai người nói chuyện ngữ khí tùy trọng, nhưng ở trong giọng nói, đối Chessia vẫn là có cảm tình tồn tại. Bạch Trì tuy rằng quát lớn, nhưng hắn này đây một cái đại ca ngữ khí, ở giáo dục Chessia. Alex dùng ham chơi hai chữ, càng là thuyết minh, hắn không có so đo vừa mới sự. Đều là quang minh đảo mười vương, bọn họ vẫn luôn đều đem Chessia làm như là thân nhân. Chessia, Peace phần đục trong ánh mắt mang theo yêu thương, nghe người này đó ca ca nói, đừng đùa. Phụ thân, chúng ta đều biết hiện thực là cái dạng gì, không cần lại lừa mình dối người. Chessia không để ý đến mấy người nói, lạnh lùng mở miệng. Trúc Nguyên Cửu đi đến Lâm Thanh Hạm bên người. Phát ra một tiếng thở dài, nữ nhân này, cũng là quang minh đảo mười vương chi nhất, đã từng năm màu vương giới người sở hữu. Nàng cũng là mười vương, Lâm Thanh Hạm ở nghe được Chessia thân phận thời điểm hoảng sợ, kia nàng như thế nào sẽ? Trúc Nguyên Cửu lắc lắc đầu, ánh mắt đặt ở Lâm Thanh Hạm trên người, không có mở miệng. Chessia ánh mắt đặt ở Trương Huyền trên người, nguyên bản lạnh băng ngữ khí, lại lần nữa trở nên ôn nhu lên, Trương Huyền ca ca, người tưởng ta sao? Chessia, người đủ rồi. Nguyệt thần bước đi ra tới, cùng ta trở về. Nguyệt thần nói, chiều Chessia đi đến, đường đi đến Chessia trước người khi, một phen giữ chặt Chessia tay. Ở Chessia lúc còn rất nhỏ, Nguyệt thần đều đem nàng làm như chính mình hài tử giống nhau đối đãi. Ở Nguyệt thần cung điện chung, phóng rất nhiều nàng cùng Chessia chụp ảnh chung. Cút ngay, Chessia một phen ném ra Nguyệt thần tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nguyệt thần. Ở Chessia nhìn về phía Nguyệt thần nháy mắt, Nguyệt thần có loại như trụy động băng cảm giác, đây là bị nàng làm như chính mình hài tử người, đây là đã từng vây quanh ở nàng bên cạnh, quấn lấy nàng muốn mua đường ăn hài tử, giờ phút này, đối nàng nói ra lăn. Chessia, người quá mức, Peace gầm lên một tiếng. Quá mức, Chessia cười cười, ta làm lại quá mức, cũng so ra kém ta Trương Huyền ca ca một phần vạn, Trương Huyền ca ca, lần này phân biệt thời gian dài như vậy. Ta đối với ngươi chính là vạn phần tưởng niệm đâu, lúc này đây, chuyên môn cho ngươi chuẩn bị lễ vật, không biết ngươi có thích hay không. Chessia đang cười, nàng tươi cười, rõ ràng thực mỹ, lại làm người đều cảm nhận được một cổ hàn ý. Chessia đứng ở lâu đài cổ trước cửa, dùng tay che miệng, ha ha ha, Trương Huyền ca ca, ngươi cũng nên cẩn thận, bọn họ. Tới lạc, ở Chessia tiếng cười rơi xuống nháy mắt, Trương Huyền cảm thấy có một cổ nguy cơ thẳng bức chính mình mà đến. Nhưng chính mình trước mặt, lại cái gì đều không có. Tương lai phía sau phóng máy tính bảng phát ra tiếng vang. Lão đại, cẩn thận, dưới mặt đất, tương lai phát ra một tiếng hô to. Tại đây đồng thời, Trương Huyền trước người mặt đất, bỗng nhiên vươn một phen cương đao, thẳng tắp chiều Trương Huyền đâm tới. Có người từ mặt đất xuất hiện,
đây là Trương Huyền trăm triệu không nghĩ tới. Tuy rằng nói, đảo quốc cũng có cùng loại thổ độn nhẫn thuật, nhưng kia đều là ở thổ địa mềm mại rộng thùng thình địa phương, nhưng quang minh đảo mặt đất phía dưới, chính là dùng đá hoa cương linh tinh đồ vật bỏ thêm vào quá. Trương Huyền không kịp tự hỏi nhiều như vậy, bước chân bỗng nhiên chìa thoái phía sau, tránh thoát từ mặt đất vươn cương đao, sau một giây, Trương Huyền phía sau, lại là một phen cương đao chui từ dưới đất lên mà ra, chiều Trương Huyền trên người bổ tới. Trương Huyền bước chân liên tiếp lui. Đương hai thanh cương đao hiện thân sau, lưỡng đạo bóng người lấy cực nhanh tốc độ tự ngầm nhảy ra. Trương Huyền ánh mắt đặt ở này lưỡng đạo thân ảnh trên người, này hai người vì nữ tính, dáng người nhỏ gầy, toàn mang theo màu trắng mặt nạ, thân xuyên đảo quốc hòa phục, tóc ở sau đầu chát khởi, trong tay thái đao lập lòe hàn mang. Không xem khác, chỉ là căn cứ hai người vừa mới xuất đao tốc độ, Trương Huyền liền có thể xác định, này hai người nhất định là cao thủ. Trương Huyền ca ca, này hai cái, chính là ta tinh chọn nghĩ lại ra tới nô tài, tặng cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo hưởng thụ nga. Chelsea cười nói xinh đẹp. Hai gã thân xuyên hòa phục nữ nhân khoảng cách Trương Huyền có 3 mét xa, nàng hai bước chân không nhúc nhích, lại thống nhất huy động trong tay thái đao, một cái thượng chọn, một cái hạ phách. Người ở bên ngoài xem ra, này hai người liền giống như đứng ở tại chỗ làm cái động tác giống nhau, nhưng làm hai người đối thủ Trương Huyền, lại là sắc mặt biến đổi, chiều phía sau dùng sức nhảy, người ở bên ngoài căn bản là không biết đã xảy ra gì đó thời điểm, Trương Huyền vừa mới sở đứng thẳng địa phương, xuất hiện lưỡng đạo vết rách. Chương 522 khí, bất quá như vậy. Một màn này, làm rất nhiều người trừng lớn đôi mắt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ là hư không bình chém một đao, liền đem mặt đất phách nứt. Không riêng gì Lâm Thanh Hạm loại này mới vừa tiếp xúc cổ võ người cảm thấy nghi hoặc, ngay cả những cái đó thế gia cao thủ, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có Trúc Nguyên Cửu, hắn nhìn chằm chằm mặt đất kia lưỡng đạo vết rách, trong miệng lẩm bẩm khí. Trương Huyền nhíu mày, nhìn trước mặt hai cái hỏa phục nữ nhân. Hai nữ nhân lại lần nữa múa may trong tay thái đao, lúc này đây, Trương Huyền không có né tránh, hét lớn một tiếng, đao tới. Đứng ở một bên Bạch Trì cùng Alex, đồng thời ném ra trong tay vũ khí, Trương Huyền trở tay tiếp được Alex loan đao, theo hai nữ nhân ném đi ra ngoài, nếu nói, Alex ném ra loan đao, giống như không chỗ nào không phá chi nhận, tràn ngập linh động, làm địch nhân nắm lấy không ra, như vậy Trương Huyền sở ném ra loan đao. Dường như bom, không có Alex cái loại này linh động cảm giác, lại càng thêm bá đạo cùng trực tiếp, mang theo một cổ thẳng tiến không lùi chi thế, thẳng đến kia hai hỏa phục nữ nhân mà đi. Ở Trương Huyền ném ra loan đao đồng thời, vừa lúc tiếp được Bạch Trì ném tới màu đen đại đao, Trương Huyền trở tay đem thân đao hoành lập, liền nghe lưỡng đạo kim thiết vang lên tiếng động vang lên, màu đen thân đao thượng toát ra lưỡng đạo hỏa hoa. Trương Huyền liên tiếp lui về phía sau vài bước, tập trung nhìn vào. Thần đao thượng xuất hiện lưỡng đạo hoa ngân. Ở nhìn đến một màn này thời điểm, Trương Huyền trong lòng cũng là có đế, này khí lực sát thương, cũng là tùy người mà khác nhau, nếu nói tối hôm qua chính mình cái kia trạng thái, rất có khả năng mấy quyền liền đem này thân đao sinh sôi đấm đoạn. Nhưng hiện tại xem, tùy ý này hai nữ nhân liên tục múa may mấy chục đao, đều đừng nghĩ đối này thân đao tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Trương Huyền sở ném ra loan đao thẳng đến hai gã hòa phục nữ nhân mà đi. Đối mặt Trương Huyền ném tới này đao, hai nữ nhân căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ có thể nhanh chóng triệt thoái phía sau, tránh thoát này một kích. Loan đao đụng vào mặt đất, phát ra một trận ầm vang thanh, mang theo một mảnh bụi mù. Đương bụi mù tan đi, mọi người nhìn đến, loan đao sở lạc địa phương, xuất hiện một cái chu trường vì 3 mét hố sâu, này hố sâu ít nói có 50cm chiều sâu, bên trong tràn ngập vỡ vụn đá hoa cương. Như vậy một màn. Xem rất nhiều người không ngừng nuốt nước miếng, tùy tay ném một đao, liền có như vậy uy lực, địa ngục quân vương cường đại, đích xác làm người vô pháp tưởng tượng. Vừa mới hai gã hòa phục nữ nhân múa may lưỡi dao khi liền có thể làm mặt đất xuất hiện vết rách, tuy là có chút quỷ dị, nhưng ở uy lực thường, cùng địa ngục quân vương tùy tay một kích, vẫn là kém khá xa. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, hắn khẳng định, này hai cái hòa phục nữ nhân dùng ra, tuyệt đối là khí, nhưng kia uy lực. Cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Cho tới nay, khí ở Trương Huyền tư tưởng giữa, đều là một loại thần bí khó lường, mạnh mẽ vô cùng hình tượng. Lúc trước ở Trúc Gia cái kia mồ phía dưới, chỉ là một bức thứ kiếm đồ, khiến cho Trương Huyền cảm nhận được một loại vô pháp chống đỡ sắc bén mũi nhọn, bao gồm Trương Huyền hai lần mượn dùng ngoại lực dùng ra khí, kia đều là cường hãn tới rồi cực hạn. Mà hiện tại,
Đường này hai cái hòa phục nữ nhân dùng ra khí sau, một chút liền đánh vỡ khí nguyên bản ở Trương Huyền trong lòng hình tượng. Cái gọi là khí, cũng không phải nào đó riêng đồ vật, cũng không phải nào đó cụ thể năng lượng, chỉ cần có thể đem uy lực bên ngoài phóng hình thức phát ra, kia đó là khí, khí, có mạnh có yếu. Trương Huyền giờ phút này tuy rằng không biết này hai nữ nhân khí cùng còn lại khí so sánh với, là cường nói nhược, nhưng có thể xác định, này hai nữ nhân tản mát ra khí, xa xa không có chính mình tự thân cường đại. Đương nghĩ thông suốt điểm này thời điểm, Trương Huyền trong lòng có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, khí thần bí khăn che mặt, dần dần bị hắn sở vạch trần, hắn không hề bị này cái gọi là khí mê hoặc. Chessia, người phần lễ vật này, ta thực thích, ha ha ha. Trương Huyền cười lớn một tiếng, trở tay bắt lấy trong tay chuôi đao, theo sau thả người nhảy, lăng không một đao chiều một người hòa phục nữ nhân phách chém mà đi. Này hòa phục nữ nhân thấy Trương Huyền đề đao mà đến, vội vàng đề đao ngăn cản, khi cùng phục nữ nhân trong tay thái đao, chạm vào Trương Huyền trong tay đại đao mũi nhọn khi, liền giống như tiểu bằng hữu ăn da giòn giống nhau, toàn bộ đứt gãy mở ra. Hòa phục nữ nhân cũng tại đây một đao hạ bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, chính mình trong khoảng thời gian này, thật sự là quá nhạy cảm, hơn nữa đối khí có một loại quá mức cao thượng cái nhìn, nhưng thực tế thượng, khí cũng bất quá là một loại đặc thù phát lực phương thức mà thôi, tuy rằng càng thêm thần bí, làm người vô pháp cân nhắc, nhưng này cũng không thuyết minh, có được khí người, liền nhất định so không có được khí người cường đại hơn, chỉ cần tự thân đủ cường, quản hắn là khí vẫn là cái gì, một quyền phá chi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau. Trương Huyền trong lòng không còn có bất luận cái gì áp lực, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lại lần nữa huy đao, nhằm phía một cái khác hòa phục nữ nhân. Đứng ở lâu đài cổ trước cửa Chessia, nhìn đến trước mặt một màn, khóe miệng gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Hai gã hòa phục nữ nhân, trừ bỏ xuất hiện phương thức quỷ dị một ít, ra chiêu phương thức quỷ dị một ít ngoại, căn bản không phải Trương Huyền đối thủ, Trương Huyền múa may đại đao, ba chiêu trong vòng, liền liền lấy hai người đầu. Không có một chút ít lưu tình mềm lòng. Hai viên còn mang mặt nạ đầu, lăn xuống ở trên mặt đất. Bạch bạch bạch, Chessia nhẹ nhàng vỗ tay, không hổ là Trương Huyền ca ca đâu, này hai cái nô tài, căn bản là không đủ Trương Huyền ca ca chơi, hảo, ta cũng vô tâm tình lại cùng các ngươi chơi đi xuống. Chessia nói xong, đem một bàn tay duỗi qua đỉnh đầu, ngay sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Theo Chessia này một động tác, những cái đó vây quanh ở đảo nhỏ chung quanh, rậm rạp, chừng mấy trăm giá chiến cơ, giờ này khắc này tất cả đều động lên, tự trên đảo nhỏ phương bắt đầu xoay quanh. Kia tối om pháo quản, nhắm ngay trên đảo nhỏ phương, chỉ cần này đó pháo quản đồng thời khai hỏa, dù cho là quang minh đảo, cũng sẽ ở quá ngắn thời gian nội bị hoàn toàn đánh trầm, trên đảo đem không có bất luận cái gì một người may mắn thoát khỏi. Chessia, người rốt cuộc muốn làm gì? Tóc đỏ lớn tiếng mở miệng. Làm gì? Chessia hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là hủy hoại này tòa đảo lạc, bằng không các ngươi cho rằng, ta muốn làm gì. Chessia lời này vừa ra, trên đảo những cái đó đến từ các quốc gia thế lực người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Chessia đại nhân, các ngươi chi gian thù hận, cùng chúng ta không quan hệ, có không làm chúng ta rời đảo. Một người đảo quốc thế lực lãnh tụ vội vàng mở miệng. Đúng vậy Chessia đại nhân, xin cho chúng ta rời đảo. Chúng ta vô tâm tham dự đến vài vị chinh chiến giữa. Ở đảo quốc thế lực lãnh tụ mở miệng sau, lại có rất nhiều thế lực mở miệng, không có người, tưởng liền như vậy không minh bạch chết ở trên đảo. Chessia, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, muốn cùng quang minh đảo hoàn toàn khai chiến sao? Tương lai trần dẫm ánh lửa, huyền phù ở không trung, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi làm như vậy hậu quả. Chessia hơi hơi mỉm cười, tương lai, ta khi nào, cùng ngươi khai quá vui đùa. Đến nỗi ngươi nói hậu quả, xin lỗi, ta làm việc, trước nay đều không bận tâm hậu quả. Chương 523 ta muốn họ lâm đầu. Bất kể hậu quả, Chessia nói, làm rất nhiều người trong lòng nhảy dựng. Nếu nàng thật sự khăng khăng muốn hủy diệt này tòa đảo, ai có thể may mắn thoát khỏi. Tại đây biển rộng chung, tại đây mấy trăm giá chiến cơ lửa đạn hạ, cho dù là quang minh đảo đảo chủ, cũng đến nuốt hận. Một người ma di quốc bạch nhân tráng hán hướng Chessia lớn tiếng mở miệng, năm màu vương giới người sở hữu, ta mặc kệ các ngươi quang minh đảo bên trong có cái gì mâu thuẫn, chúng ta lần này tới, là tham gia thế giới ngầm đại hội, dựa theo quy củ, ngươi không thể đối chúng ta ra tay, hơn nữa ngươi muốn rõ ràng, nếu chúng ta vô pháp trở về, ngươi sở gặp phải hậu quả là cái gì? Ân,
Chelsea mày liễu một trọn. Ở Chelsea nhướng mày nháy mắt, trên không một trận chiến cơ đột nhiên khai hỏa, ánh lửa tỏa định tên này bạch nhân tráng hán, ở phía trước một giây còn nói lời nói bạch nhân tráng hán, sau một giây đã bị ánh lửa xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục nổ tung, tan đầy đất, một ít khoảng cách gần người, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút hồng bạch chi vật. Ai cũng không nghĩ tới, tên này quang minh đảo năm màu vương giới người sở hữu nói động thủ liền sẽ động thủ. Chelsea thanh âm sâu kín truyền đến, uy hiếp ta, ta ghét nhất, chính là người khác uy hiếp ta. Trên bầu trời, kia giá vừa mới khai hỏa chiến cơ, giờ phút này pháo quản mạo khói trắng, hướng ở đây mọi người chứng minh Chelsea nói, nàng thật là, nói được thì làm được. Chelsea, chính chúng ta sự tình, chính chúng ta lưu, hiện tại trên đảo nhiều người như vậy, người cần thiết làm cho bọn họ trước rời đi. Hải thần đứng dậy, thế giới ngầm, có thế giới ngầm quy củ, người nhưng rõ ràng. Người nếu thật sự đem tất cả mọi người lưu lại nơi này, này thế giới ngầm sẽ biến thành cái dạng gì? Thế giới ngầm đại hội, đó là đến từ toàn cầu các nơi ngầm thế lực, đi vào này, hoặc là này đó thế lực tương lai người thừa kế, hoặc là đó là lãnh tụ, nếu thật sự đem tất cả mọi người lưu lại, như vậy toàn bộ thế giới ngầm, đều sẽ trở nên hỏng bét. Chelsea khóe miệng ngậm một mặt ý cười, thực sự có ý tứ, này thế giới ngầm biến thành cái dạng gì, cùng ta lại có quan hệ gì? Ân. Chelsea này phúc củi gạo không tiến bộ dáng, làm trên đảo người, đều có điểm trong lòng phát lạnh, mọi người, đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, đem hy vọng, ký thác vị này địa ngục quân vương trên người. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhìn Chelsea, ngươi xác định nghĩ kỹ rồi, muốn đem mọi người lưu lại nơi này. Chelsea không có do dự gật đầu, đương nhiên lạc, Trương Huyền ca ca, đây là ta cho ngươi chuẩn bị pháo hoa đâu, ngươi cần phải, hảo hảo hưởng thụ Nga. Đương Chelsea giọng nói rơi xuống đồng thời, có năm giá xoay quanh ở không trung chiến cơ đột nhiên khai hỏa, chiến cơ ngọn lửa, có thể dễ dàng xuyên thấu thép tấm, này căn bản là không phải nhân lực có thể kháng cự lực lượng, chẳng sợ cường đại nữa cổ võ giả, ở chiến cơ ngọn lửa hạ, cũng chỉ sẽ có vẻ nhỏ bé. Ánh lửa bắn nhanh hướng lâu đài cổ dựa sau vị trí, nơi đó tụ tập có mấy trăm người, đường ánh lửa quét hạ là lúc, bọn họ liền trốn, đều không đường nhưng trốn, cuồng bạo ngọn lửa có thể xé nát hết thảy. Ngọn lửa tổng cộng phun ra 5 giây thời gian, cũng liền tại đây 5 giây giữa, có hơn 100 người, bị ngọn lửa xỏ xuyên qua, tại đây loại cỗ máy chiến tranh trước mặt, cái gì cao thủ, đều có vẻ tái nhợt vô lực. Ngắn ngủn 5 giây thời gian, liền thu hoạch hơn 100 người sinh mệnh, những cái đó đứng ở trên đảo người, giờ phút này đều sắc mặt tái nhợt, nếu vừa mới những cái đó ngọn lửa, đánh phương hướng là chính mình nơi này, hiện tại sẽ thế nào? Không có người sẽ cho rằng chính mình có thể tại đây chiến cơ lửa đạn hạ sống sót. Bạch Trì đám người, giờ phút này sắc mặt cũng phi thường khó coi, Quang Minh Đảo, khi nào gặp được quá như vậy sự, có người ở Quang Minh Đảo, làm cho bọn họ mặt, tùy ý tiến hành tàn sát. Như thế lúc sau, Quang Minh Đảo uy nghiêm ở đâu? Quang Minh Đảo, há là làm người tùy ý tiến hành tàn sát địa phương? Trên đảo các thế lực lớn người, giờ phút này là thật sự sợ, kia thượng trăm chết đi người. Máu tươi lan tràn, làm cho cả Quang Minh đảo trong không khí, đều tràn ngập một cổ mùi máu tươi, kia chỉ là năm giá chiến cơ đồng thời khai hỏa, nếu là trăm giá đâu. Ai có thể may mắn thoát khỏi? Trương Huyền ca ca, ta trận này pháo hoa, ngươi thích sao? Này chỉ là cái bắt đầu đâu, từ từ pháo hoa, sẽ càng ngày càng huyến lệ Nga. Chelsea nhẹ nhàng che miệng, phát ra chuông bạc tiếng cười. Chelsea tiếng cười, nghe dễ nghe, nhưng đối trên đảo người tới nói. Lại như là đến từ địa ngục. Năm màu vương giới người sở hữu, người thật muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt sao? Một người cơ gia người mở miệng nói. Chelsea nghiêng đầu, làm ra một bộ suy tư trạng, theo sau lắc lắc đầu, kỳ thật cũng không phải đâu, chỉ là. Chỉ là cái gì, lại có một người vội vàng hỏi, Chelsea thái độ, làm hắn thấy được một mặt hy vọng. Đứng ở nơi đó Bạch Trì, nhìn thấy Chelsea như vậy, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Chelsea cười, ánh mắt một lần nữa phóng tới Trương Huyền trên người, chỉ là, muốn xem ta Trương Huyền ca ca có nguyện ý hay không đâu, hắn muốn nguyện ý cho các người đi, ta liền tha các người đi, hắn nếu không nguyện ý, các người ai đều đi không được lạc. Chelsea thốt ra lời này xong, Trương Huyền tức khắc nghênh đón một tảng lớn ánh mắt. Chelsea, tương lai trôi nổi giữa không trung trung, hét lớn một tiếng, nàng thực hiểu biết Chelsea, đương Chelsea nói ra nói như vậy khi... liền đại biểu cho âm mưu hai chữ. Chelsea che miệng cười, Trương Huyền ca ca, nếu, ta là nói nếu, người nguyện ý giúp ta đem cái kia họ Lâm đầu ninh xuống dưới,
ta liền có thể buông tha này tòa trên đảo mọi người, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Chessia lời này vừa ra, Bạch Trì đám người thân thể đồng thời chấn động, ai cũng không có dự đoán được, Chessia mục tiêu, là Lâm Thanh Hạm. Vừa mới kia năm giá chiến cơ tề bắn trường hợp, bất quá là cho mọi người gây một loại áp lực, mà loại này áp lực, ở ngay lúc này, liền sẽ làm cho bọn họ, đem hết thảy đều đặt ở Trương Huyền trên người. Rốt cuộc, là bảo quân vương phu nhân, vẫn là bảo trên đảo này sở hữu thế giới ngầm người. Nếu là bảo Lâm Thanh Hạm, kia Trương Huyền không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hôm nay, liền tính là Chessia có thể buông tha mọi người, về sau này Quang Minh đảo, cũng không cần lại nghĩ có được như phía trước giống nhau địa vị. Đứng ở Lâm Thanh Hạm bên cạnh Tô Mật, trong lòng bỗng nhiên một trọn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Lâm Thanh Hạm hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này xinh đẹp nữ nhân cuối cùng mục tiêu, thế nhưng là chính mình. Dùng chính mình mệnh, tới đổi toàn đảo mệnh. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền như cũng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Chessia, không nói gì. Trương Huyền ca ca, thế nào đâu, ta đề nghị, người có nguyện ý hay không tiếp thu? Chessia đầy mặt tươi cười. Trên bầu trời, kia rậm rạp chiến cơ, mang theo cường đại áp bách tính. Những cái đó các đại địa hạ thế lực người, ánh mắt toàn đặt ở Trương Huyền trên người, chờ hắn trả lời. Lâm Thanh Hạm tuy rằng tiếp xúc thế giới ngầm thời gian không nhiều lắm, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện, hiếu thắng với rất nhiều người, nàng minh bạch, một khi Trương Huyền đồng ý nữ nhân kia điều kiện, hắn dưới mặt đất thế giới uy vọng, tuyệt đối sẽ lại một lần tăng trưởng. Chương 524 Thiên sứ cùng ác ma khác nhau. Địa ngục quân vương đại nhân, chúng ta cho tới nay, đối Quang Minh đảo trung thành và tận tâm, tham gia quá vô số lần lớn nhỏ chiến dịch, ta thân nhân, hài tử, đều vì Quang Minh đảo phụng hiến bọn họ hết thảy. Địa ngục quân vương đại nhân, chúng ta mỗi năm vì Quang Minh đảo thượng cống mấy tỷ, bên ngoài lan truyền Quang Minh đảo cường đại, hiện giờ, nếu là như vậy không minh bạch chết ở trên đảo, chết không nhắm mắt. Đương cả tòa đảo chìm vào đáy biển, không có bất luận cái gì một người có thể may mắn thoát khỏi. Địa ngục quân vương đại nhân, mong rằng ngươi suy xét. Có rất nhiều thế lực người, nhịn không được mở miệng, lấy một người chi mệnh, đổi chỉnh đảo người mệnh, này căn bản là không phải một đạo lựa chọn đề, là cá nhân, liền biết nên như thế nào lựa chọn, đương đảo hủy hoại, ai đều sống không được. Nếu việc này đặt ở người khác trên người, này đó các đại địa hạ thế lực người căn bản sẽ không vô nghĩa, chính mình liền chủ động động thủ, nhưng cố tình, đây là địa ngục quân vương nữ nhân. Cho dù là loại này căn bản không cần suy xét lựa chọn, bọn họ cũng muốn thật cẩn thận đi khuyên bảo. Không có người muốn chết. Những người này lời nói, rõ ràng truyền tiến Lâm Thanh Hạm trong tai. Lâm Thanh Hạm sắc mặt căn bản không có biến hóa, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Chessia, cùng thời gian, Chessia cũng nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, hai nữ nhân ánh mắt tiếp xúc gian, đều là thấy được đối phương trong mắt ngạo nghễ. Chessia, có thuộc về chính mình ngạo khí, Lâm Thanh Hạm. Đồng dạng có được thuộc về chính mình ngạo khí. Tiểu thư, Tô Mật duỗi tay lôi kéo Lâm Thanh Hạm váy. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, nàng rất rõ ràng tình huống hiện tại, nếu đem chính mình đổi ở Trương Huyền vị trí thượng, căn bản là sẽ không do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn. Hiện tại Trương Huyền có thể tự hỏi thời gian dài như vậy, đã làm Lâm Thanh Hạm cảm thấy thấy đủ. Lâm Thanh Hạm không trách Trương Huyền lựa chọn, nếu không phải chính mình, hắn cũng sẽ không bị buộc đến này phiên nông nỗi, phải biết rằng. Hắn chính là đường đường địa ngục quân vương A. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt Tô Mật, ở Tô Mật bên hông, treo một phen trường kiếm. Lâm Thanh Hạm bỗng nhiên duỗi tay, bắt lấy Tô Mật bên hông chuôi kiếm, dùng sức một rút. Tiểu thư, Tô Mật kinh hô một tiếng, bắt lấy Lâm Thanh Hạm ngọc cổ tay, hướng Lâm Thanh Hạm khẽ lắc đầu. Bên cạnh có người nhìn đến Lâm Thanh Hạm cái này động tác, trên mặt sinh ra một mạt vui mừng. Bọn họ phát hiện, từ Chessia nói ra câu nói kia sau. Địa ngục quân vương, không còn có xem qua vị này quân vương phu nhân liếc mắt một cái, này cũng liền cam chịu muốn từ bỏ vị này quân vương phu nhân. Tô Mật, buông tay đi, Lâm Thanh Hạm nhìn mắt Trương Huyền, nàng thật sự, phi thường lý giải Trương Huyền ý tưởng, có một số việc, làm quân vương hắn vô pháp đi làm, kia chính mình thân là hắn nữ nhân, liền chủ động đi làm. Tạch một tiếng vang nhỏ, Tô Mật bên hông bảo kiếm bị Lâm Thanh Hạm một phen rút ra. Lâm Thanh Hạm trở tay bắt lấy chuôi kiếm, lấy mũi kiếm nhắm ngay chính mình, dùng sức một thứ. Rất nhiều người, giờ phút này trên mặt đã lộ ra tươi cười, chỉ cần nữ nhân này vừa chết, chính mình liền tính là hoàn toàn được cứu trợ. Đang lúc giờ phút này, một đạo áo bào trắng thân ảnh,
mang theo một đạo kình phong, xuất hiện ở Lâm Thanh Hạm trước người, bắt lấy Lâm Thanh Hạm cánh tay, làm kia đã khoảng cách Lâm Thanh Hạm bụng không đến 3 cm kiếm phong, vô pháp lại tiến thêm mảy may. Lâm Thanh Hạm nhìn xuất hiện ở chính mình trước người, bắt lấy chính mình cánh tay người. Bạch Trì trên người trường bào nhẹ nhàng phiêu động, hắn ngẩng đầu mắt thấy Lâm Thanh Hạm, mở miệng nói, đại tẩu, ngươi biết, lão đại hắn dẫn dắt chúng ta nhiều người như vậy, đánh thắng cách mạng, làm được giải phóng, vì cái gì còn sẽ bị gọi ác ma sao? Lâm Thanh Hạm há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nói, Bạch Trì thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Thiên sứ cùng ác ma đều là phương Tây thế giới cường đại nhất tồn tại, chẳng qua, thiên sứ cùng ác ma lớn nhất khác nhau ở chỗ, thiên sứ có thể vì toàn thế giới, từ bỏ hắn yêu nhất người, mà ác ma, tắc có thể vì hắn yêu nhất người, lựa chọn phá hủy toàn thế giới. Bạch Trì giọng nói rơi xuống nháy mắt, một đạo tiếng cười to vang lên. Trương Huyền cất bước, chậm rãi chiều lâu đài cổ trước cửa đi đến, tiếng cười, đó là từ hắn trong miệng truyền ra. Chessia, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi thực hiểu biết ta, nhưng ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ làm ta làm như vậy một cái lựa chọn, ta sẽ không từ bỏ ta ái nhân, người nhà của ta, liền giống như ta phía trước không có từ bỏ quá các ngươi giống nhau, ngươi nếu đã quên chúng ta là như thế nào sống sót, liền hắn sao hảo hảo đi phiên phiên ngươi kia đáng chết sổ nhật ký. Toàn đảo người chết, cùng ta Trương Huyền có quan hệ gì đâu, ngươi giết bọn hắn, đối ta lại có cái gì ảnh hưởng. Ân. Trương Huyền bước chân chậm rãi về phía trước, hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền tới mọi người trong tai, lời này, làm các thế lực lớn sắc mặt trắng bệch, chỉ có Lâm Thanh Hạm, trong mắt hiện lên nước mắt. Bạch Trì đám người, trên mặt một bộ sớm có đoán trước biểu tình, bọn họ căn bản không có ngoài ý muốn Trương Huyền sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Trương Huyền dương mắt nhìn mắt trên không, Chessia, người hôm nay, tổng cộng phạm vào 2 cái sai lầm, đệ nhất, dùng ta yêu nhất người. Uy hiếp ta, đệ nhị, ngươi quá mức tự tin, ngươi cho rằng, ta Trương Huyền, dựa vào cái gì sẽ bị nhân xưng làm địa ngục quân vương, ngươi cho rằng, liền này kẻ hèn trăm giá chiến cơ, thật có thể hủy hoại ta này quang minh đảo sao, ân. Trương Huyền đang nói chuyện là lúc, một cổ cường đại tự tin, từ trên người hắn phát ra, đây là đối mặt không chung mấy trăm giá chiến cơ khi, đều sẽ xuất hiện tự tin, phảng phất những cái đó chiến cơ, ở trong mắt hắn, cái gì đều không phải. Tương lai tự không trung chậm rãi rớt xuống, lộ ở Trương Huyền phía sau, tóc đỏ đi tới, vô số con rơi từ hắn áo choàng trung phóng lên cao, Alex đi trên mặt đất khom lưng nhặt lên hắn loan đao, dùng tay lau hạ lưỡi dao thượng cho bụi, hải thần hít sâu một hơi, trong tay hắn màu lam loan đao, dưới ánh mặt trời lập lòe mỹ lệ quang hoa. Peace khẽ lắc đầu, hắn đôi tay bối ở sau người, nhìn bầu trời chiến cơ, ánh mắt lộ ra giải thoát thần sắc. Dáng người thấp bé y chát người không biết khi nào đã biến mất, lẫn vào đám người giữa, hắn chính là ẩn núp lên rắn độc, sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm, phát ra một đòn chí mạng. Bạch Trì đứng ở Lâm Thanh Hạm trước người, không có bất luận cái gì động tác. Đứng ở Chessia trước người Nguyệt Thần, chậm rãi lắc lắc đầu, người nhất không nên làm, chính là chọc ngươi ca sinh khí, trên thế giới này, không ai có thể thừa nhận trụ hắn lửa giận, cho dù là ngươi nhà đầu này, cũng không nên như vậy chọc hắn. Nguyệt Thần nói xong, xoay người, đưa lưng về phía Chessia, chiều Trương Huyền sở trạm địa phương đi đến, ở cất bước trong quá trình, Nguyệt Thần lấy ra nàng bạc sáo, dùng sức phung, cây sáo hóa thành roi dài kéo trên mặt đất. Ở mấy trăm giá chiến cơ trước mặt, quang minh đảo vài tên vương giả, như là con kiến giống nhau nhỏ bé, nhưng bọn họ trên người sở phát ra khí thế, một chút đều không thể so trên bầu trời mấy trăm giá chiến cơ muốn nhược. Vô số mang mặt quỷ mặt nạ, thân xuyên khôi giáp chiến sĩ. Bước đều nhịp nện bước, đi vào Trương Huyền mấy người phía sau. Ở kia lâu đài cổ bên ngoài, có thân xuyên áo tăng người, bọn họ có ở cày ruộng, có ở dệt vải, có ở tưới hoa, lại tại đây trong lúc nhất thời, toàn bộ ngừng tay chung động tác, ngẩng đầu nhìn không chung. Chương 525 phản kích. Quang minh đảo cường đại, là rất nhiều người sở vô pháp tưởng tượng, khả năng, người ở trên đảo nhìn thấy một cái nông dân chuyên trồng hoa, đã từng chính là nào đó sát thủ tổ chức kim bài sát thủ. Khả năng, một cái làm ruộng đại thẩm, nàng đã từng thân phận, làm thế giới này đại bộ phận người đều phải nhìn lên. Trăm giá chiến cơ xoay quanh quang minh đảo, tuy thanh thế to lớn, nhưng chớ quên, quang minh đảo có thể tồn tại, trước nay đều không phải dựa vào kia đổ tường thành, không phải dựa vào kia 4 cái radar, không phải dựa vào hải thần quân đội. Tương phản, mấy thứ này, đều là bởi vì này tòa đảo, mới tồn tại. Chessia trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Nàng nhìn ở chính mình trước người tập kết những người này,
đã từng thân là Quang Minh đảo 10 vương chi nhất nàng, rất rõ ràng, chính mình này đó các ca ca tỷ tỷ, có bao nhiêu cường đại. Chessia chậm rãi giơ tay, những cái đó đang ở xoay quanh chiến cơ, đều chậm lại tốc độ, phiêu phù ở nơi đó, thời thời khắc khắc làm tốt khai hỏa chuẩn bị. Cũng tại đây nhất thời khắc, Trương Huyền cùng Chessia hai người, đồng thời mở miệng. Động thủ. Theo Trương Huyền tiếng quát vang lên, Alex phát ra gầm lên giận dữ, đem trong tay loan đao dùng sức ném hướng không trung, Nguyệt Thần múa may trong tay roi dài đón gió mà trường, câu lấy loan đao chuôi đao, ở Nguyệt Thần múa may hạ, lưỡi đao xẹt qua cánh, kia kiên cố chiến cơ, tại đây đem loan đao hạ, giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, bị nhẹ nhàng hoa khai. Tiếng nổ mạnh từ không trung vang lên, này, là chiến hỏa lần đầu vang lên. Vô số xoay quanh ở không trung chiến cơ, phóng ra ngọn lửa. Đối mặt này đó ngọn lửa, tương lai duỗi tay ở máy tính bảng thượng một hoa, theo tương lai động tác, mọi người sở dẫm mặt đất đã xảy ra chấn động, một trận lại một trận pháo đài từ mặt đất nhảy ra, chiều không trung khai hỏa. Không trung chiến cơ quá nhiều, căn bản không cần nhắm chuẩn, tiếng nổ mạnh bắt đầu vang lên. Sát! Chessia đẩy ra lâu đài cổ đại môn, vô số mặt mang màu trắng mặt nạ thân ảnh từ lâu đài cổ ngoại vọt vào, nàng lần này tới, làm sung túc chuẩn bị, không chỉ có kia xoay quanh vô số chiến cơ. Thân xuyên khôi giáp địa ngục hành giả nhóm hét lớn một tiếng, đồng thời chụp vang trên người khôi giáp, chiều những cái đó mang có màu trắng mặt nạ thân ảnh sát đi. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Tóc đỏ không có binh khí, hai tay của hắn, chính là nhất hữu lực vũ khí, một người vọt tới tóc đỏ trước người, còn không có động thủ, đã bị tóc đỏ một phen nắm đầu, trực tiếp niết bạo. Hồng bạch bắn tóc đỏ một thân, tóc đỏ thì huyết liếm liếm môi, chủ động chiều hạ một người chộp tới. Hải thần trong tay lưỡi đao đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bất luận cái gì binh khí, ở cùng hắn lưỡi đao đụng tới nháy mắt, liền sẽ phát sinh đứt gãy. Quang Minh đảo đứng đầu chiến lực, không có một người có thể khinh thường. Ở lâu đài cổ ngoại, một người thợ trồng hoa buông trong tay vòi hoa sen, thở dài, đi đến chính mình nhà gỗ bên, cầm lấy một phen trọng kiếm, này thân kiếm trên có khắc có ba chữ, vô phong kiếm. Mấy năm gần đây tới, không người nghe qua vô phong kiếm tam tự. Cần phải phóng 30 năm trước, vô phong kiếm tam tự vừa ra, tất nhiên sẽ làm người run sợ. Năm đó, vô phong giấu thập xưng hoa hạ đồ cổ thế ra tiền 10 cao thủ, ai có thể nghĩ đến, ở hắn lão sau, sẽ ở Quang Minh đảo, đương một người bình thường thợ trồng hoa. Thợ trồng hoa lấy ra hắn trọng kiếm, đi ra nhà gỗ, ở ra khỏi phòng thời điểm, hắn nhìn đến hắn lão hàng xóm cũng đi ra, lão hàng xóm trong tay cầm một cây côn sắt, ở kia côn thượng, mơ mơ hồ hồ có cái hoa tự. Hai người đều chú ý tới đối phương, quen biết cười, theo sau, nhằm phía những cái đó ở trên đảo tàn sát bừa bãi, mang màu trắng mặt nạ người. Lâu đài cổ nội, các thế lực lớn người chừng lớn đôi mắt, Quang Minh đảo trong nháy mắt này bộc phát ra nội tình, lấy ra át chủ bài, đều làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Này chỉ là một tòa thành lập mới không có nhiều ít năm đảo nhỏ, liền có dấu nhiều như vậy huyền cơ, kia mặt đất phiên khởi pháo đài, ước chừng có mấy ngàn giá, ai cũng nói không chừng, tại đây ngầm. Còn có bao nhiêu pháo đài? Tương lai, không hổ là ở khoa học kỹ thuật trình độ dẫn đầu toàn nhân loại 50 năm thiên tài, vĩnh hằng vương giới chủ nhân, chính là này tòa đảo lớn nhất cái chắn. Lửa đạn thổi quét đến mặt đất, Bạch Trì đứng ở Lâm Thanh Hạm trước người, liền bước chân cũng chưa hoạt động một chút, hắn lực chú ý thời khắc đặt ở bốn phía, chỉ cần có hắn ở, không ai có thể đối Lâm Thanh Hạm tạo thành thương tổn. Thật lớn nổ mạnh mang theo cuồng phong, không trung sớm bị ánh lửa tràn ngập. Cường đại kình phong thổi quét mà đến, thổi Trương Huyền kia hắc bạch giao nhau trường bào bay phất phới. Trên bầu trời chiến cơ bắt đầu phản kích, lửa đạn thổi quét đến mặt đất, những cái đó pháo đài đã xảy ra nổ mạnh. Đá vụn trên mặt đất quay cuồng, một quả đạn pháo dừng ở hải thần bên cạnh, kiệu uy lực thật lớn sóng xung kích đem hải thần sốc phi mấy thước xa, trên mặt đất liên tiếp đánh mấy cái lăn mới ngừng lực đánh vào. Phí Lôi Tư từ hắn âu phục trong túi lấy ra một phen bỏ túi súng lục. Này súng lục bất quá hài đồng lớn bằng bàn tay, lại uy lực thật lớn, một thương đánh ra, trên không 40 mễ ngoại phi cơ, tức khắc biến thành một mảnh ánh lửa, cũng ở Phí Lôi Tư nổ súng đồng thời, một mảnh ánh lửa chiều hắn quét tới, thời khắc mấu chốt, Alex đem Phí Lôi Tư phát gục, tránh thoát chí mạng ngọn lửa. Hắc, lần này hai ta lần trước đánh cuộc chướng nhưng thanh. Alex từ trên mặt đất bò dậy, hướng Phí Lôi Tư duỗi tay. Hắc quỷ, người đừng nghĩ lại rớt lão tử tiền. Phí Lôi Tư tay trên mặt đất một trống, bò lên. Từng con rơi từ không trung tài lạc, tóc đỏ cả người tắm máu,
hắn trường bào thượng xuất hiện vô số chỗ hồng, lão đại, hỏa lực quá mãnh, có điểm chịu đựng không nổi a. Tóc đỏ đám người, nhìn chật vật, kỳ thật đã làm người kinh hãi không thôi. Đơn lấy bản thân chi lực, đối kháng vô số chiến cơ, giờ phút này tuy là chật vật, lại không một người bị thương, này đã là phi thường ngạo nhân chiến tích. Địa ngục quân vương, giao ra hỏa tinh, một đạo hét lớn một tiếng từ một bên truyền đến. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, một người thân xuyên áo dài, mang màu trắng mặt nạ tốt nhất bạch bạch một mảnh, cái gì đều không có, đối phương cầm trong tay một phen tế kiếm, động tác kỳ mau vô cùng, trong nháy mắt liền đến Trương Huyền phụ cận. Người này nhất kiếm đâm ra, tại đây kiếm đâm ra nháy mắt, Trương Huyền có một loại quen thuộc cảm, đối mặt người này nhất kiếm, giống như là lúc trước ở Trúc Gia Mồ Trung, thấy kia phúc thư kiếm đổ giống nhau. Lại là một cái sẽ dùng khí, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, nếu ở phía trước, Trương Huyền đối mặt như vậy nhất kiếm, khả năng sẽ luống cuống tay chân một phen, nhưng từ lần trước ở Vương Lăng bên cùng lão nhân kia giao thủ sau, như vậy thứ kiếm, căn bản vô pháp uy hiếp đến Trương Huyền. Này nhất kiếm, mũi nhọn tuy thịnh, nhưng uy lực hữu hạn, Trương Huyền lắc mình tránh thoát, sau đánh ra một quyền, hướng đối phương mặt. Người tới hừ lạnh một tiếng, phát ra khinh thường thanh âm, phàm phu tục tử, bằng vào ngươi này thân thể phàm thai, cũng vọng tưởng cùng ta đấu. Người này đối mặt Trương Huyền một quyền, căn bản không tránh không né, tùy ý Trương Huyền này một quyền đánh vào hắn trên người. Trương Huyền này một quyền đánh vào đối phương đầu vai, thẳng cảm giác như là đánh vào ván sắt thượng giống nhau. Cùng cào ngứa giống nhau, đối phương phát ra khinh phiêu phiêu thanh âm, không đau không ngứa, cái gọi là địa ngục quân vương, cũng bất quá như thế sao, ha ha ha. Chương 526 kẻ thần bí. Trương Huyền nhíu mày, tình huống như vậy, hắn đảo không phải không có gặp được quá, lần trước ở Lâm gia liền từng có, chẳng qua Trương Huyền đụng tới, cái kia là cải tạo người, tứ chi đều từ máy móc tạo thành, trước mắt người này, cũng không phải là cái gì cải tạo người. Địa ngục quân vương, người giống như là một cái không có ăn cơm no hài tử, nắm tay mềm mại vô lực a, ha ha ha. Đối phương phát ra cuồng vọng tiếng cười, đồng thời lại lần nữa nhất kiếm chiều Trương Huyền đâm tới. Trương Huyền thân mình uốn éo, hiện lên đối phương này nhất kiếm, lại là liên tục mấy quyền đánh ra đi, hắn nắm tay đánh vào đối phương trên người, phát ra vài tiếng trầm đục, Trương Huyền có thể rõ ràng cảm giác được kia cổ lực lẫn nhau tính, nhưng cố tình vô pháp đối với đối phương tạo thành một chút thương tổn, này liền như là một cái đồng đầu thiết cốt người sắt. Địa ngục quân vương, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Vốn đang nghĩ cùng ngươi chơi chơi, bất quá nhìn dáng vẻ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối phương cuồng tiếu một tiếng, một khi đã như vậy nói, ta cũng chỉ có lập tức chặt bỏ đầu của ngươi. Đối phương tiếng nói vừa dứt, liền huy tam kiếm, hắn cách không huy kiếm, phát ra ba đạo khí, chiều Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền một cái né tránh không kịp, cổ áo bị hoa khai một lỗ hổng, ở hắn cổ chỗ, xuất hiện một ít thật nhỏ vết thương, hiện ra huyết châu. Lão đại, tóc đỏ trong mắt hiện lên một mạt kinh hãi, ở ngắn ngủn so chiêu chung, Trương Huyền thế nhưng bị thương. Người kia là ai? Địa ngục quân vương, được xưng là trên thế giới này cường đại nhất nam nhân, sao trời hạ đệ nhất cường giả, có ma vương Sa Tăng chi xưng, này đại biểu cho hắn cường đại, thế giới này, có mấy người có thể thương đến địa ngục quân vương. Trương Huyền lắc lắc đầu, khóe miệng liệt khai, hoạt động tay chân, có ý tứ, lại đến. Trương Huyền hét lớn một tiếng, chiều đối phương phóng đi. Nếu nói, vừa mới Trương Huyền tốc độ, ở người thường trong mắt, mau tựa một đạo ảo ảnh, như vậy hiện tại hắn, tắc có thể tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh, đối phương theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô, chờ hắn phản ứng lại đây khi, Trương Huyền đã đứng ở hắn phía sau. Biết sao, Trương Huyền thanh âm, từ đối phương phía sau vang lên, ở trong mắt ta, người cùng kia đứng ở tại chỗ bất động cọc gỗ, không có hai dạng. Ngươi, đối phương mới vừa mở miệng ra tiếng, Trương Huyền liền một quyền đánh vào đối phương mặt nạ thượng, này một quyền, làm đối phương mặt nạ trực tiếp ra nẻ, cũng đem người này trực tiếp chùy bay ra đi. Người này bị một quyền chùy phi, bước chân còn không có đứng vững, Trương Huyền rồi lại xuất hiện ở hắn bên cạnh người, một chân thật mạnh đá ra, trực tiếp đá vào người này bên cạnh người, phát ra như vừa mới giống nhau trầm đục. Trương Huyền thế công, giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Căn bản là không cho người này bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ở Trương Huyền thế công hạ, người này liền giống như biển rộng chung một diệp thuyền con, không ngừng lắc lư, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Theo phanh một tiếng trọng vang, người này bị Trương Huyền một quyền trùy ở ngực, thật mạnh ngã trên mặt đất, hắn dưới thân mặt đất, đều xuất hiện vết rách, có thể thấy được này một quăng ngã lực đạo,
có bao nhiêu trọng. Trương Huyền đứng ở người này bên người, chậm rãi thở dốc, như vậy một bộ liền chiêu xuống dưới, với hắn mà nói, cũng là thật lớn thể lực tiêu hao, có thể nhìn thấy, Trương Huyền quyền mặt, đã bố thượng một tầng tơ máu. Trên mặt đất, người nọ mặt nạ đã vỡ vụn, theo đối phương động tác, màu trắng mặt nạ như vỡ vụn gạch men sứ giống nhau, từng khối rơi xuống, giấu ở mặt nạ hạ, là một trương đã bị thiêu hủy mặt, căn bản nhìn không ra tới trông như thế nào, phá lệ dữ tợn. Đối phương chậm rãi từ mặt đất bò dậy, mồm to thở hổn hển. Ha, a ha, địa ngục quân vương, ta liền tính đứng bất động, ngươi lại có thể đem ta thế nào, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi những cái đó tốc độ, đều bất quá là phí công mà thôi, ngươi cảm thấy, liền ngươi cái loại này khinh phiêu phiêu nắm tay, cũng có thể đánh bại ta sao? Đối phương rất nhỏ vặn vẹo hạ cổ. Trương Huyền nhìn đối phương bộ dáng, đồng tử không khỏi phát sinh một trận co rút lại, chính mình vừa mới đánh ra thế công có bao nhiêu mãnh liệt, Trương Huyền bản nhân phi thường rõ ràng, cho dù là một đầu voi, giờ phút này phỏng chừng cũng vô pháp tiếp tục đứng lên. Vừa mới mỗi một chút công kích, Trương Huyền đều như là đánh vào ván sắt thượng giống nhau. Đối phương xé xuống trên người đã rách nát áo dài, hắn thượng thân, cùng hắn mặt giống nhau, đều bị bỏng. Địa ngục quân vương, ngươi thật cho rằng, tốc độ của ngươi, thực mau sao? Ân, đối phương khóe miệng một liệt, bước chân hướng phía trước một bán. Cái gì, Trương Huyền đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn trong nháy mắt này, thế nhưng thấy không rõ người này động tác. Một con tràn đầy vết sẹo nắm tay ở Trương Huyền trong mắt phóng đại, tại đây nắm tay tới rồi Trương Huyền mặt trước, Trương Huyền mới khó khăn lắm phản ứng lại đây, muốn né tránh, đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể đem hai tay lập với trước mặt, tới ngăn trở đối phương này một quyền. Một quyền oanh ở Trương Huyền cánh tay thượng. Trương Huyền chỉ cảm thấy có một cổ cự lực từ chính mình cánh tay thượng truyền đến, làm chính mình cả người vô pháp khống chế về phía sau thối lui. Địa ngục quân vương, bị người, một quyền oanh phi. Giờ phút này, trên đảo đại chiến, trường hợp tuy rằng thảm thiết, nhưng Trương Huyền bên này, như cũ làm rất nhiều người đều ở chú ý, khi bọn hắn nhìn đến địa ngục quân vương bị oanh phi một màn khi, tất cả đều trừng lớn đôi mắt. Một cái vô địch tồn tại, sao có thể bị người oanh phi, bực này với, đánh vỡ địa ngục quân vương vô địch thần thoại. Trương Huyền ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy cánh tay cứng đờ, tê dại. Địa ngục quân vương, người quả nhiên, là cái rác rưởi a. Đối phương khóe miệng ngậm một mặt ý cười, chậm rãi chiều Trương Huyền đi tới. Một phen loan đao, mang theo hàn mang, lăng không hướng người này toàn tới, đối phương hơi hơi nghiêng người, vừa mới tránh thoát loan đao, lại một cái roi dài tự một bên thổi quét, như rắn độc giống nhau, cuốn lấy người này cánh tay. Nguyệt thần thân xuyên màu tím phết đất váy dài, hét lớn một tiếng, y chát ngươi. Ở đại chiến ngay từ đầu liền ẩn vào trong đám người y chát ngươi, đột nhiên ngoi đầu, cầm trong tay một phen chủy thủ, hung hăng chiều đối phương giữa lưng đâm tới. Này một thứ, trực tiếp làm chủy thủ hoàn toàn đi vào nửa thanh. A, đối phương phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, hai mắt huyết hồng, hắn dùng sức múa may nắm tay, lại bị Nguyệt Thần dùng roi dài gắt gao cuốn lấy. Vô số con rơi hướng bên này vọt tới, tóc đỏ giấu ở con rơi đàn chung, bỗng nhiên giò ra một tay, bắt lấy đối phương đầu. Peace, tóc đỏ vội vàng hét lớn một tiếng, hắn có thể cảm giác được, đối phương lúc này đang ở xúc lực. Tùy thời có thể phát ra, chính mình căn bản khống chế không được đối phương bao lâu. Tuổi già lão Peace, giờ phút này giống như một con mau lẹ liệp báo, thân hình bay nhanh chiều bên này lượt tới, đôi tay thành đao, thật mạnh chiều người này cổ bổ tới. Quang Minh đảo mấy đại vương giả đồng thời ra tay, mới miễn cưỡng đem người này khống chế được, đủ để thấy đối phương cường hãn trình độ. Liền ở Peace thủ đao sắp chém tới đối phương trên cổ khi, một cổ vô hình chi lực thổi quét mà đến. Mặc kệ là chính giữ chặt roi dài Nguyệt Thần, vẫn là cầm trong tay chủy thủ y chát ngươi, hoặc là nắm đối phương đầu tóc đỏ, cùng với vừa mới vọt tới Peace, đều tại đây cổ vô hình chi lực hạ đến bay ra đi, tại đây cổ vô hình chi lực hạ, bọn họ không có một chút năng lực phản kháng. Chương 527 hủy diệt. Một người thân xuyên hắc y, mang màu trắng mặt nạ người, từ đang ở đại chiến trong đám người, chậm rãi đi đến, chẳng sợ nơi này chiến lại thảm thiết, cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Người áo đen kia bàn tay trần, hắn mỗi một bước mại cũng không lớn, nhưng tốc độ lại là kỳ mau vô cùng, cảm giác chỉ là vài bước, liền đi tới mọi người trước người. Tên kia mặt bị bỏng người ở nhìn thấy hắc y nhân sau, lập tức lộ ra sợ hãi bộ dáng, vội vàng khom người vấn an, đại nhân. Lăn mặt sau đi thôi, hắc y nhân nhẹ nhàng mở miệng, trong thanh âm, cho người ta một loại âm hàn cảm giác.
Người nọ đảo qua vừa mới còn cuồng vọng đến cực điểm bộ dáng, vội vàng gật đầu, một câu cũng chưa nói, đứng ở Hắc Y Nhân phía sau. Hắc Y Nhân ánh mắt nhìn quét tóc đỏ đám người, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Trương Huyền trên người, mở miệng nói, địa ngục quân vương. Thật là có ý tứ xưng hô, các người này đó tiểu hài tử, luôn thích nâng lên chính mình, khởi thượng này đó lừa mình dối người danh hiệu, không nghĩ tới, ở cái gọi là quân vương trước mặt, các ngươi liền thí đều không tính. Hắc Y Nhân duỗi tay lăng không vung lên, tóc đỏ đám người, liền cảm giác một cổ lực lượng cường đại đem chính mình đẩy ra, căn bản vô pháp kháng cự, cái này làm cho bọn họ theo bản năng qua lại liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi, không rõ đối phương là như thế nào làm được. Hắc Y Nhân cách không đẩy ra tóc đỏ đám người, chậm rãi đi đến Trương Huyền trước người, hắn thân cao cùng Trương Huyền tương đồng, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Huyền. Tiểu bằng hữu, cái gọi là quân vương, đều không phải là ngươi dáng vẻ này, nhớ kỹ, ta kế tiếp này nhất chiêu, chỉ dùng ta bản nhân 1% không đến thực lực, mặc kệ ngươi tin hay không, ta muốn nói cho ngươi chính là, thế giới này, đều không phải là các ngươi chỗ đã thấy như vậy, các ngươi đối với thế giới này tới nói, bất quá là một đám con kiến, hoặc là nói, liền con kiến đều không tính là, có chút đồ vật, không phải các ngươi có thể có được, liền ngoan ngoãn giao ra đây đi. Hắc Y Nhân tiếng nói vừa dứt, chậm rãi hướng phía trước duỗi tay, dùng ngón tay ở Trương Huyền chán chỗ, nhẹ nhàng bắn ra. Này nhìn như không có bất luận cái gì lực đạo một cái búng tay, lại làm Trương Huyền cả người, giống như bị đạn pháo đánh trúng giống nhau, hung hăng bay ngược đi ra ngoài, thẳng tắp bay ra hơn 10 mét xa, mới ngừng lại được, mang theo một mảnh bùn đất. Trương Huyền chỉ cảm thấy, có người dùng búa tạ, dùng sức đập vào trên đầu mình, cái loại này đau đớn, phảng phất làm đầu đều sắp vỡ ra. Lão đại! Tóc đỏ đám người đồng thời kinh hô một tiếng, chiều Trương Huyền nơi ngã xuống phóng đi, bọn họ kinh hãi, đối phương, rốt cuộc là người nào, hắn cường đại, đã vượt qua chính mình đám người nhận chi. Tóc đỏ nâng nổi lên Trương Huyền, chiều kia Hắc Y Nhân nhìn lại. Hắc Y Nhân lại là xem đều không có lại nhiều xem Trương Huyền liếc mắt một cái, quay người đi đến, lưu lại một câu, đừng đùa, kết thúc này hết thảy đi, lấy đi chúng ta nên lấy đồ vật. Tại đây giọng nói rơi xuống sau. Hắc Y Nhân dần dần biến mất ở đám người giữa. Vừa mới tên kia cầm trong tay tế kiếm áo xanh nam nhân, quay đầu lại hướng Chessia quát, nghe được đại nhân nói sao, kết thúc đi. Chessia gật gật đầu, bàn tay vung lên, những cái đó chiến cơ, mãnh liệt khai hỏa, quang minh đảo mặt đất pháo đài, ở chiến cơ bắn phá hạ phát sinh nổ mạnh. Lão đại, người thế nào? Tóc đỏ nhìn Trương Huyền, giờ phút này Trương Huyền, sắc mặt tái nhợt. Bạch Chỉ vẻ mặt nôn nóng nhìn Trương Huyền bên kia, nhưng cố tình vô pháp tránh ra, hiện tại nổ mạnh càng ngày càng mãnh liệt, Bạch Chỉ xoay người hướng Lâm Thanh Hạm mở miệng nói, đại tẩu, ta trước đưa ngươi rời đi. Lâm Thanh Hạm cắn chặt môi đỏ, gật gật đầu, tuy rằng nàng rất muốn cùng Trương Huyền cùng nhau lưu lại nơi này, nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình tồn tại, chỉ biết cấp Trương Huyền tăng thêm gánh nặng, sẽ không khởi đến bất cứ một chút tác dụng. Lão đại, chúng ta yêu cầu trước rút lui. Trên đảo phòng ngự hệ thống tất cả đều bị Chessia cấm, hiện tại căn bản vô pháp khởi động. Tương lai từ không trung rơi xuống, đứng ở Trương Huyền trước người, trên mặt mang theo nôn nóng. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, chiến cơ còn ở xoay quanh, kia bắn phá xuống dưới ngọn lửa, đang ở cướp đoạt từng điều sinh mệnh, dù cho như thế, những cái đó địa ngục hành giả, như cũ thẳng tiến không lùi. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía tương lai, hỏi, ta thân thể tối cao thừa nhận lực. Là nhiều ít ml. Trương Huyền vấn đề này, nghe tóc đỏ đám người sửng sốt, bọn họ căn bản là không minh bạch Trương Huyền đang nói cái gì. Chỉ có tương lai, nàng trả lời nói, 20 ml, đây là nhiều nhất, thân thể của ngươi không? Tương lai lời nói còn không có nói xong, Trương Huyền liền từ y nội lấy ra một chi dược tề, này dược tề trình màu lam nhạt, cho người ta một loại xa hoa lộng lẫy cảm giác. 20 ml, không đủ à? Trương Huyền trên mặt lộ ra một tia cười khổ, ngay sau đó đầu một ngưỡng, đem còn thừa 4/5 dược tề, toàn bộ uống nhập khẩu chung. Lão đại, tương lai ở nhìn đến Trương Huyền động tác thời điểm, liền cảm giác được không thích hợp, nhưng chờ nàng ra tiếng ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tương lai, lão đại uống xong chính là cái gì? Tóc đỏ vội vàng mở miệng hỏi. Là, tương lai nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay kia chi đã không rất dược tề, chậm rãi phun ra hai chữ, hủy diệt. Hủy diệt hai chữ, là tương lai đối này dược tề xưng hô, tên này xưng liền cùng dược tề tác dụng giống nhau, đương ăn vào lúc sau, liền có thể có được hủy diệt tính lực lượng.
Trương Huyền ở ăn vào dược tề sau, thấp hèn đầu, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Lão đại, tương lai quan tâm nhìn Trương Huyền, người cảm giác thế nào? Thực hảo, Trương Huyền thanh âm vang lên, có chút khàn khàn, bất quá ta kiến nghị, các ngươi nên ly ta xa một chút. Xa một chút, vì cái gì? Tóc đỏ khó hiểu. Tương lai sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, mau, nghe lão đại. Đối này dược tề uy lực trình độ, tương lai là ở đây người giữa nhất hiểu biết, này dược tề khủng bố trình độ, không riêng ở chỗ nó đối sử dụng người thực lực tăng lên, lợi hại hơn chính là, sử dụng người càng cường, này sở mang đến tác dụng lại càng lớn. Trương Huyền ở ăn vào 10ml dược tề khi, là có thể phát huy ra như vậy thực lực khủng bố, chỉ là quyền phong, liền đem chung quanh không khí toàn bộ bài không, kia 40ml đâu. Này tuyệt đối không phải phép cộng trừ đơn giản như vậy, mà là lấy mấy lần tăng lên. Nếu nói, không dùng dược tề trước Trương Huyền, sức chiến đấu là 1, như vậy dùng 10ml lúc sau Trương Huyền, sức chiến đấu chính là 5, 20ml, đó là 25, 30ml, 125, 40ml, 625. Tương lai chú ý tới, ở Trương Huyền làn da tầng ngoài, có huyết châu hiện lên, dược tề tuy rằng có thể làm Trương Huyền ở trong nháy mắt biến cường, nhưng đồng dạng sẽ cho hắn mang đến thật lớn gánh nặng. Một người, ở vốn có cơ sở thượng, một chút cường đại 600 nhiều lần, đây là cỡ nào khủng bố số liệu, nếu thượng thực nghiệm dùng chuột bạch, chỉ sợ sẽ ở trong nháy mắt nội liền bạo thành huyết vụ, chỉ có Trương Huyền loại này trải qua thiên truy bách luyện thân thể, mới miễn cưỡng có thể thừa nhận, nhưng có thể thừa nhận bao lâu, tương lai cũng nói không rõ. Trương Huyền chậm rãi ngẩng đầu, hắn đồng tử giữa, tràn ngập một mảnh huyết hồng. Chương 528 thần mới có thể làm được. Trương Huyền màu đỏ tươi đồng tử dọa mọi người nhảy dựng, ai cũng không có đoán trước đến, Trương Huyền sẽ đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa, giờ phút này Trương Huyền, ở trong ánh mắt, tràn ngập một loại miệt thị, một loại đối đãi sinh mệnh miệt thị. Trương Huyền tiếng hít thở càng ngày càng nặng, hắn nhìn trên đỉnh đầu kia vô số xoay quanh chiến cơ, ánh mắt giữa lộ ra một mạt hung vội. Tóc đỏ đám người thấy như vậy Trương Huyền, trên mặt không tự giác xuất hiện sợ hãi thần sắc, bọn họ đã quên bao lâu không có gặp qua như vậy Trương Huyền. Từ Quang Minh đảo thành lập lúc sau, Trương Huyền tính tình liền ở phát sinh thay đổi, hắn đối rất nhiều chuyện đều đạm nhiên rất nhiều, không còn có dĩ vãng cái loại này tâm huyết. Nhưng hiện tại, tóc đỏ đám người phát hiện, cái kia tràn ngập tâm huyết Trương Huyền, giống như lại về rồi, chỉ có như vậy địa ngục quân vương, mới là làm người sợ hãi, địa ngục, cũng ở lúc ấy, mới bị thành lập lên. Ở Trương Huyền quanh thân, có một cổ nhàn nhạt dòng khí ở vần quanh, loại này dòng khí mắt thường có thể thấy được. Trương Huyền kia chiều cao bào, không gió tự động. Trương Huyền chung quanh 3 mét trong phạm vi, từng khối vỡ vụn tiểu hòn đá, giờ phút này đang ở phát sinh rất nhỏ run rẩy, chậm đã chậm trôi nổi với không trung. Trước khi đến liền nói quá, nàng muốn cho Trương Huyền, thông qua ăn vào cái này dược tề, tới đạt được thay đổi chung quanh hoàn cảnh chung năng lực, đương một người trên người lực lượng tích lũy đến một cái trình độ thời điểm, liền sẽ phát sinh biến chất. Giờ phút này, biến chất liền phát sinh ở Trương Huyền trên người. Có thể nhìn thấy, những cái đó phiêu phù ở Trương Huyền bên cạnh đá vụn, giờ phút này chậm rãi xuất hiện vết rách, mà Trương Huyền bên cạnh dòng khí, càng ngày càng cường, thậm chí đều mang theo bụi mù. Như vậy một màn, ngay cả tương lai đều không có nghĩ đến, nàng lấy ra chính mình máy tính bảng, bay nhanh phân tích Trương Huyền quanh thân số liệu, được đến kết quả, làm nàng trừng lớn đôi mắt, không thể tin được. Trương Huyền thân thể đang run rẩy, này đại biểu cho hắn đang ở thừa nhận cực đại áp lực tuy đại. Nhưng được đến hồi báo, đồng thời cũng là thật lớn. Giờ phút này Trương Huyền, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân, có dùng không xong lực lượng, phảng phất hôm nay, chính mình đều có thể cho nó đâm thùng. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, này tiếng huyết gió thẳng thượng cửu thiên, chẳng sợ tại đây lửa đạn vang lên là lúc, Trương Huyền thanh âm cũng mang theo một loại cực cường xuyên thấu tính. Trương Huyền hai chân uốn lượn, theo sau dùng sức trên mặt đất vừa dẫm, ở Trương Huyền hai chân phát lực nháy mắt. Hắn sở chạm địa phương, phạm vi 3 mét nội mặt đất, toàn bộ đều đã xảy ra trầm xuống, đồng thời ra nẻ mở ra, Trương Huyền cả người, tại đây vừa dẫm chi lực hạ, liền như một quả đạn pháo giống nhau, xông thẳng tận trời, những cái đó phiêu phù ở hắn bên người đá vụn, đều tại đây một khắc, hóa thành bột mịn. Như vậy một màn, rất nhiều người đều xem ở trong mắt. Nguyên bản đang theo Bạch Chỉ rời đi Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật, lúc này đều đứng ở tại chỗ, Tô Mật trừng lớn đôi mắt. Nhìn như vậy một màn, Trương Huyền này nhảy, thẳng thượng mấy chục mét trời cao, bôn không trung kia chiến cơ mà đi. Ở Tô Mật nhận chi chung,
một người có thể nhảy lên 4-5 mét, cũng đã thực khó lường, Tô Gia mạnh nhất một người, bất quá có thể nhảy lên 6 mễ độ cao, này mấy chục mét độ cao, là Tô Mật liền tưởng cũng không dám tưởng, này vẫn là người có thể làm được sao? Tiểu thư, Trương tiên sinh hắn, Tô Mật nhìn phóng lên cao Trương Huyền, trong miệng lẩm bẩm. Lâm Thanh Hạm đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ nhìn như vậy một màn, lần này quang minh đảo hành trình, hoàn toàn điên đảo nàng đối thế giới này nhận chi. Bất quá, Lâm Thanh Hạm tuy rằng cảm thấy chấn động, nhưng nàng suy nghĩ pháp thượng, cùng Tô Mật hoàn toàn bất đồng. Nàng nhìn đến Trương Huyền như vậy nhảy dựng lên, trong lòng càng nhiều, còn lại là quan tâm, này hiển nhiên đã vượt qua nhân loại cực hạn, muốn có được như vậy siêu việt cực hạn lực lượng, như vậy Trương Huyền hiện tại sở thừa nhận áp lực, có bao nhiêu đại. Hiện trường, rất nhiều người đều thấy được như vậy một màn. Chessia nhìn phóng lên cao Trương Huyền, trong ánh mắt toàn là phức tạp thần sắc. Tên kia thân thể cùng mặt đều bị bỏng áo xanh nam nhân, đồng tử kịch liệt co rút lại, không có khả năng. Hắn sao có thể làm được như vậy? Các thế lực lớn người, ở nhìn đến phóng lên cao Trương Huyền khi, trong lòng đều ở cảm thán, địa ngục quân vương, vẫn là cái kia địa ngục quân vương, hắn sở đi ra lộ, đã siêu việt chính mình đám người quá nhiều quá nhiều. Trương Huyền thẳng đến một trận chiến cơ mà đi, ở khoảng cách kia chiến cơ còn có 5 mét khoảng cách khi, Trương Huyền bỗng nhiên một quyền chém ra, rõ ràng cùng chiến cơ chi gian còn cách xa nhau 5 mét, nhưng Trương Huyền này một quyền, lại sinh sôi đem chiến cơ oanh bạo. Lúc này đây, Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, một đạo cường đại dòng khí từ chính mình quyền mặt thấu phát ra, phá hủy chiến cơ, đúng là này dòng khí. Theo này một đạo dòng khí bị đánh ra, Trương Huyền trong cơ thể kia cuồng bạo lực lượng, cũng giảm bớt một phân. Đương nhiên, cũng gần là một phân mà thôi, cùng Trương Huyền trong cơ thể còn thừa cuồng bạo lực lượng so sánh với, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trương Huyền trong lòng, giờ này khắc này, chỉ có một loại cảm giác, kia đó là, tay cầm thiên hạ. Có được này phiên lực lượng cường đại, cho dù là một chi quân đội, Trương Huyền cũng có tin tưởng, lấy sức của một người, nghênh diện thẳng trọn. Đang ở không trung Trương Huyền, hư không vừa dẫm, dưới chân liền đá ra một cổ khí, bằng vào này cổ khí. Trương Huyền giống như là đạp lên vô hình bậc thang giống nhau, có thể tùy ý biến hóa thân hình, tình huống như vậy, ngay cả Trương Huyền bản thân đều không nghĩ tới, nếu nói, một người trong cơ thể, nếu có thể vẫn luôn có được như vậy lực lượng cường đại, như vậy tại lý luận đi lên nói, người này, liền có thể. Phi, tương lai đứng trên mặt đất, nhìn trên bầu trời Trương Huyền, trên mặt nàng lộ ra kích động thần sắc. Làm được, lão đại làm được. Bằng vào trong cơ thể khí. Trương Huyền ở không trung biến hóa phương hướng, hắn tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi một quyền, đều uy lực cường đại, lăng không liền có thể phá hủy chiến cơ, hắn không ngừng huy quyền, những cái đó chiến cơ phát sinh nổ mạnh. Hắn liền giống như thiên ma hiện thế giống nhau, mang cho người, giống như thần linh uy hiếp lực. Những cái đó các thế lực lớn người, giờ phút này nhìn không được nuốt nước miếng, nhìn trên bầu trời kia đạo thân ảnh, này vẫn là người sao? Này vẫn là người có thể làm được sự sao? Đây là thần. Sao trời hạ đệ nhất cường giả, quang minh đảo, địa ngục quân vương, sa tăng. Những cái đó chiến cơ người điều khiển, hiển nhiên không nghĩ tới, có người có thể làm được như vậy, bọn họ nhìn kia ở trên bầu trời tán loạn thân ảnh, cả người phát lạnh, đó chính là một người tử thần, đương hắn nhìn về phía ai khi, ai liền phải cùng thế giới này, nói tái kiến. Nguyên bản, mấy trăm giá chiến cơ, đã làm Chessia bên này tỏa định chiến cuộc, nhưng hiện tại, bằng vào Trương Huyền bản thân chi lực. Hoàn toàn đem chiến cuộc xoay chuyển, hắn một người, liền để được với một chi quân đội, hắn một người, liền giết kia mấy trăm giá chiến cơ, không hề có sức phản kháng, chiến cơ bắn nhanh ra ngọn lửa, căn bản là vô pháp đánh trúng Trương Huyền. Trương Huyền làm những chuyện như vậy, là thần, mới có thể làm được sự. Nguyên bản đã phải rời khỏi Hắc Y Nhân, nhìn mắt không chung, phát ra một tiếng thở dài, nhìn dáng vẻ, thất bại a. Chủ nhân đã sớm cùng ngươi đã nói, không cần chọc giận người này. Người càng không nghe. Một đạo màu trắng thân ảnh, xuất hiện ở Hắc Y Nhân bên cạnh. Chương 529 Chessia bại lui. Hắc Y Nhân nghiêng người, nhìn xuất hiện ở chính mình trước người Bạch Y Nhân, không nói gì. Bạch Y Nhân thanh âm sâu kín vang lên, chủ nhân nói, người kia, là hắn trên thế giới này, duy nhất sợ hãi tồn tại, chúng ta hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, cỡ nào chuyện đơn giản, người đến hảo, cố tình muốn chọc giận người kia đệ tử, người cảm thấy. Liền hiện tại loại tình huống này, chúng ta còn có thể bắt được hỏa tinh sao? Bạch Y Nhân ngẩng đầu nhìn mắt không chung, Trương Huyền mỗi một quyền một chân, đều sẽ làm một trận chiến cơ nổ tung. Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, ta
ta có ta chính mình làm việc phương pháp, không cần ngươi tới giáo, ngươi nếu có ý kiến, đại nhưng đi chủ nhân trước mặt nói. Hắc y nhân nói xong, vung trường tụ, đi nhanh rời đi. Bạch y nhân nhìn hắc y nhân rời đi bóng dáng, phát ra một trận âm trầm tiếng cười, khặc khặc, chung có một ngày, ta muốn niết bạo đầu của ngươi. Bạch y nhân thanh âm rơi xuống sau, cũng dần dần biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Trên bầu trời, chiến cơ một trận tiếp theo một trận nổ tung, Trương Huyền lấy bản thân chi lực, hoàn toàn xoay chuyển thế cục, trong thân thể hắn cuồng bạo lực lượng, cũng theo hắn mỗi một động tác, tản mát ra đi, mỗi đánh ra một cổ lực lượng, Trương Huyền đều sẽ cảm giác chính mình nhỏ yếu một phân, nhưng đồng thời, thân thể thừa nhận áp lực, cũng giảm bớt rất nhiều, hắn tuy rằng không có bị đánh trúng quá, nhưng toàn thân, cũng là che kín vết máu, đều là từ hắn lỗ chân lông trung phát ra. Thiếu trên bầu trời những cái đó chiến cơ áp chế, quang minh đảo ưu thế lập tức liền hiển hiện ra, mặc kệ là thân xuyên khôi giáp địa ngục hành giả, vẫn là những cái đó thân khoác áo tăng đảo dân, ở cá nhân trên thực lực, đều so Chessia mang đến người hiếu thắng rất nhiều. Một ít ngầm thế lực, ở nhìn đến quang minh đảo dần dần lấy được ưu thế sau, cũng bắt đầu gia nhập chiến cuộc, đối kháng Chessia. Chessia, triệt, kia cả người đều bị bỏng áo xanh nam nhân đối Chessia phát ra trầm thấp tiếng hô. Chessia ánh mắt lập lòe phức tạp thần sắc, theo sau phất phất tay, nguyên bản còn ở không trung xoay quanh khai hỏa chiến cơ, bởi vì Chessia này một cái đơn giản thủ thế, toàn bộ ngừng bắn, bằng mau tốc độ, chiều đảo ngoại bay đi. Một trận chiến cơ tự tầng trời thấp xoay quanh, ném xuống một cái dây thừng đến Chessia trước mặt, Chessia duỗi tay giữ chặt dây thừng, tùy ý này chiến cơ đem chính mình mang hướng không trung, nàng nhìn kia như thiên ma trên đời giống nhau Trương Huyền. Trong miệng lẩm bẩm, ta như thế nào sẽ không hiểu biết ngươi là cái dạng gì người. Ta ái, chính là ngươi này phúc ích kỷ bộ dáng, đáng tiếc, ngươi ái, vĩnh viễn cấp không được ta. Chiến cơ mang theo Chessia, nhanh chóng rời đi. Lại là một cái dây thừng rơi xuống tên kia áo xanh nam nhân trước mặt. Áo xanh nam nhân trên người bắt lấy dây thừng, vừa muốn lên không, liền nghe một đạo tiếng quát truyền đến. Muốn chạy. Trương Huyền tự chân trời. Lăng không vào tới, giơ lên một quyền, cách không chiều áo xanh nam nhân đánh đi. Đối mặt giờ phút này Trương Huyền công kích, áo xanh nam nhân rốt cuộc vô pháp làm được lúc trước cái loại này đạm nhiên, treo ở dây thừng thượng hắn, chỉ có thể thông qua dây thừng, nỗ lực làm chính mình lẩn tránh Trương Huyền này một quyền. Trương Huyền một quyền đánh ra, lúc này đây, đối lập phía trước, có thực rõ ràng khác biệt. Trương Huyền có thể cảm giác được, ở áo xanh nam nhân trước người, giống như có một tầng vô hình khí tường. Đương chính mình quyền mặt mang theo khí xoáy tụ, chạm vào đối phương trước người khí trên tường khi, trực tiếp đem đối phương trước người khí tường đánh dập nát, áo xanh nam nhân cũng là lúc này đây, chân chính ý nghĩa thượng, bị Trương Huyền sở đánh tới. Trương Huyền cũng tại đây một khắc hoàn toàn minh bạch, vì cái gì phía trước này áo xanh nam nhân có thể làm lơ chính mình công kích, ở hắn bên người, thời thời khắc khắc đều có một tầng khí đối hắn tiến hành bảo hộ, chính mình phía trước công kích tuy mãnh, nhưng lại liền kia tầng khí đều phá không được. Bất quá Trương Huyền cũng rõ ràng, này khí tuy rằng cường đại, nhưng đều không phải là vô địch, đầu tiên, này áo xanh nam nhân trong cơ thể khí, tuyệt đối hữu hạn, bao gồm hắn lúc ấy đột nhiên bùng nổ tốc độ, cũng là khí tạo thành, chẳng qua hắn cũng không thể vẫn luôn liên tục sử dụng khí, nếu thật là nói vậy, hắn có thể dùng khí thời khắc quay chung quanh quanh thân, y chát người kia một đao cũng sẽ không đắc thủ. Biết điểm này sau, Trương Huyền trong lòng thả lỏng không ít, khí người sở hữu, đều không phải là vô địch. Chỉ cần có thể tìm đúng cơ hội, cho dù là có được khí cao thủ, cũng sẽ bị người trọng thương. Ngạnh kháng Trương Huyền đánh ra khí xoáy tụ, áo xanh nam nhân yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Trương Huyền một kích đắc thủ, muốn thừa thắng xông lên là lúc, chỉ cảm thấy dưới chân không còn, trong thân thể hắn sở có được khí, đã bị hắn dùng hết, kia lưu tại trên đảo vô số chiến cơ hải cốt, chứng minh Trương Huyền kinh người chiến tích. Chiến cơ toàn bộ rút đi. Trên đảo hét hò, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, toàn bộ lâu đài cổ đại địa, đều hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, vô số cổ thi thể chồng chất đến cùng nhau, có quang minh đảo, cũng có địch nhân. Tóc đỏ đám người, trên người cũng toàn có chứa vết thương, tương lai dưới chân phun ra ngọn lửa, cũng lúc sáng lúc tối, đại địa gồ ghề lồi lõm. Một trận chiến này, có thể nói thảm thiết. Đương chiến đấu hoàn toàn kết thúc khi, mọi người bên tai, còn vang lên lửa đạn tiếng gầm rú. Trương Huyền tự không trung rơi xuống, đương trong cơ thể hết giận háo không còn khi, kia cổ mỏi mệt cảm giác, lại lần nữa đánh úp lại, hơn nữa lúc này đây di chứng, so với phía trước, đều phải mãnh liệt.
Trương Huyền thực lực trình gấp mấy trăm lần gia tăng, này di chứng, cũng là như thế. Như vậy mỏi mệt cảm, làm Trương Huyền căn bản vô pháp chống cự, hai chân mềm nhũn, liền hướng phía trước tải đi. Tương lai đã sớm dự đoán được sẽ là như thế này, ở Trương Huyền hoàn toàn ngã quỵ trước, nàng liền vọt tới Trương Huyền trước người, đem này đỡ lấy. Nghênh đón trận chiến đấu này thắng lợi, những cái đó đến từ các đại địa hạ thế lực người trong mắt, đều lộ ra vui mừng, nhưng trên đảo, lại không có một chút thắng lợi tiếng hoan hô, còn sống sót người, yên lặng thu thập tàn cục. Đại gia rất rõ ràng, này vốn chính là một hồi không nên phát sinh chiến đấu, vốn là quang minh đảo 10 vương chi nhất Chessia, 5 màu vương giới người sở hữu, chủ đạo lần này chiến tranh. Lâm Thanh Hạm ở trước tiên hướng Trương Huyền chạy tới, đương nàng nhìn đến cả người đều là vết máu, lâm vào hôn mê giữa Trương Huyền khi, trong mắt tràn ngập quan tâm. Hắn làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm cánh tay run rẩy vươn, chậm rãi đặt ở Trương Huyền sườn mặt. Tẩu tử, không cần lo lắng, lão đại chỉ là hư thoát mà thôi, hơi chút nghỉ ngơi một chút liền hảo. Tương lai an ủi một tiếng, theo sau hướng Bạch Trì đưa mắt ra hiệu. Bạch Trì gật gật đầu, bế lên Trương Huyền, đi nhanh chiều tương lai phòng thí nghiệm đi đến. Phí Lôi Tư, lão đại một chốc một lát phòng trừng tỉnh không tới, trên đảo sự, người cùng Peace thúc phụ trách an bài một chút đi. Tương lai giao đãi một tiếng. Ân, Phí Lôi Tư gật gật đầu, người chiếu cố lão đại, những việc này, giao cho ta tới. Lần này quang minh đảo một trận chiến, chú định sẽ dưới mặt đất thế giới nhấc lên một trận phong ba, địa ngục quân vương một mình phá hủy trăm giá chiến cơ chiến tích, cũng tuyệt đối sẽ bị tán dương, làm thế nhân lại lần nữa hiểu biết đến địa ngục quân vương khủng bố. Chỉ là, một trận chiến này qua đi, quang minh đảo uy vọng, chỉ sợ sẽ không bằng từ trước, rốt cuộc. Đã có người, có gan khiêu khích quang minh đảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.